siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 3. Dương Lăng vươn tay nắm chặt Tiêu Băng Tình mềm mại bàn tay, hơi hơi kích động hô, "Dì nhỏ." Tiêu Băng Tình nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đem canh hạt sen phóng tới trước người hắn trên bàn sách, nói ra, "Muộn như vậy còn chưa ngủ. Có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình?" Nàng đón đến, còn nói thêm, "Bất quá mặc kệ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, đều uống trước dì nhỏ cho ngươi nấu canh hạt sen." Dương Lăng gật gật đầu, hắn bưng lên canh hạt sen nhanh chóng uống, sau đó từ đáy lòng nói ra, "Uống ngon thật. Dì nhỏ, nếu là ta có thể vĩnh viễn uống ngươi nấu canh hạt sen liền tốt." Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn cùng vui sướng, sau đó lại ảm đạm nói ra, "Thật sự là tiểu tử ngốc. Ngươi sớm muộn là muốn thành nhà, về sau dì nhỏ còn có thể một mực đang bên cạnh ngươi sao?" Dương Lăng vội vàng nói, "Không, dì nhỏ, chứ ngươi, ta mới không cần kết hôn với ai đây. Trên đời này nữ tử, lại có cái nào có thể bằng ngươi một phần vạn?" Tiêu Băng Tình mỉm cười, nói ra, "Ngươi lại tại nói chút mê sảng. Ta là ngươi tiểu gì đâu, khác không có việc gì cầm dì nhỏ đến nói đùa." Dương Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Băng Tình, hắn lại là lộ ra đến vô cùng nghiêm túc, "Chúng ta tại sao muốn quản những này loạn thất bát tao đồ đâu? Ta chỉ biết là, ta đời này trừ dì nhỏ, sẽ không thích khác nữ nhân." Tiêu Băng Tình khuôn mặt đỏ, đỏ như ánh bình minh, giống như say. Nàng trong lúc nhất thời lại có chút tâm hoảng ý loạn. Sau một hồi khá lâu, Tiêu Băng Tình bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, nói ra, "Tiểu Lăng, gặp được sự tình gì, theo dì nhỏ nói một chút. Có lẽ dì nhỏ có thể giúp một chút ngươi đây." Dương Lăng cũng biết dì nhỏ tâm lý có cái khảm, không thể bước quá mau. Ngay sau đó cũng không dây dưa cái đề tài này, liền đem dưới mắt cùng La Quân sự tình toàn bộ nói ra. Dương Lăng từ nhỏ đã cùng dì nhỏ Tiêu Băng Tình thân mật, cho nên tại Tiêu Băng Tình trước mặt, hắn có thể thỏa thích mềm yếu, thỏa thích kể ra, không cần có một chút giữ lại. Dương Lăng sau khi nói xong, Tiêu Băng Tình rất nhanh cũng liền tìm hiểu được bên trong then chốt, "Tiểu Lăng, ngươi dự định tiếp tục phái người đi giết La Quân sao?" Tiêu Băng Tình hỏi. Dương Lăng trầm giọng nói ra, "La Quân là không siết, không thể. Hắn nếu không siết, Lao Sơn nội gia quán đệ tử khối này biển chữ vàng liền sẽ là chuyện Tiếu Lâm, ta Dương Lăng cũng sẽ là chuyện Tiếu Lâm." Tiêu Băng Tình trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Không ổn, ngươi không thể tiếp tục phái người đi giết La Quân." "Vì cái gì?" Dương Lăng lập tức hỏi. Tiêu Băng Tình nói ra, "Chuyện này, lúc đầu nếu như thuận lợi, Lôi Bạo cùng Lâm Đông đem La Quân giết, như vậy hết thảy dấu vết đều sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng bây giờ Lâm Đông siết, La Quân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Người tại Nam khu sở cảnh sát nơi đó đã lưu lại dấu vết. Cẩn thận thăm dò, các loại dấu hiệu cũng có thể làm cho người hoài nghi ngươi. Ngươi lại ra tay, sẽ để cho Yến Kinh người chú ý tới ngươi. Khi đó, nếu như Yến Kinh có cao tầng có chủ tâm muốn đối phó ngươi, ngươi hội rất nguy hiểm." Dương Lăng nhất thời dùng mình một cái. Hắn biết dì nhỏ phân tích vô cùng có đạo lý. Những năm gần đây, Dương Lăng rất lợi hại thuận lợi. Bởi vì hắn đem mỗi sự kiện đều làm giọt nước không lọt, làm trên mặt người phía dưới đều không lời nào để nói. Có thể nếu như mình hành động quá phách lối, khó tránh khỏi sẽ cho người nhìn khó chịu. Năm đó Đông Bắc Kiều Tứ ra đầy đủ cuồng a. Hắn tại Đông Bắc đem người lãnh đạo xe siêu, từ đó gây nên người lãnh đạo chú ý. Sau cùng chẳng mấy chốc, Kiều Tứ gia tại Đông Bắc bị nhổ tận gốc. Nhân lực là không thể theo cơ quan quốc gia chống lại. Dương Lăng không khỏi khó khăn đứng lên, nói ra, "Dì nhỏ, vậy ngươi nói ta hiện tại phải làm gì?" Tiêu Băng Tình mỉm cười, nói ra, "Tiểu Lăng, ngươi là thông minh nhất. Hiện tại cũng bất quá là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Ngươi tốt nhất tỉnh táo, suy nghĩ một chút, nhất định sẽ muốn ra biện pháp." Dương Lăng sau khi nghe, liền lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, "Có." Tiêu Băng Tình vui mừng nói, "Ngươi nói xem." Dương Lăng nói ra, "Thông qua các loại quan hệ, để La Quân nhập tội. Đợi đến La Quân tránh thức vào ngục giam về sau, trong tù động thủ với hắn. Nếu như La Quân đào tẩu, như vậy ta thì càng tốt phái người đi giết hắn." Tiêu Băng Tình nói ra, "Không sai, dạng này tốt nhất. Mọi thứ không thể nóng vội." Dương Lăng có so đo, ngay sau đó dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên đứng dậy, ôm Tiêu Băng Tình vòng eo, tại Tiêu Băng Tình trên môi hôn một hôn, "Cảm ơn ngươi, dì nhỏ. Nếu như không có ngươi ở bên cạnh ta, ta khẳng định phải thường xuyên phạm sai lầm. Cho nên ngươi không thể rời đi ta.
Tiêu Băng Tình nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng nói ra, mau buông ra gì nhỏ, đều lớn như vậy người, làm sao còn như thế không biết lớn nhỏ. Dương Lăng cười hắc hắc, hắn cũng là muốn cố ý chiếm Tiêu Băng Tình tiện nghi. Như thế về sau, cũng liền buông ra. Tiêu Băng Tình thực cũng là lòng dạ biết rõ, hai người chính là như vậy hưởng thụ lấy, mập mờ lấy. Sau đó, Tiêu Băng Tình còn nói thêm, tốt, thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi. Dương Lăng nói ra, ta đưa ngươi. Tiêu Băng Tình hơi hơi dậm chân một cái, sẵn giọng, không cho phép. Một cái dậm này chân phong tình khiến người ta mê say. Dương Lăng nhìn không khỏi ngốc. Tiêu Băng Tình quay người rời đi. Dương thị công quán bên trong có một cái lầu các cùng loại không trung lâu các tạo hình. Tạo hình mỹ lệ mà xa hoa. Trong lầu các giống như một tòa cung điện, trong này cũng là Tiêu Băng Tình trụ sở. Dương Lăng vì vị này gì nhỏ cũng coi là sát phí tâm tư. Tiêu Băng Tình trở lại trong lầu các, cái kia lầu các mặt đất phủ lên trắng như tuyết thiên nga lông chim thảm, đi chân trần dẫm lên, cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Giờ này khắc này, trong lầu các cũng không có ánh đèn. Một mảnh u ám. Tiêu Băng Tình tiến đến chuyện thứ nhất cũng là cởi giày, đi chân trần dẫm lên. Sau đó, nàng lại cởi áo dài, lộ ra bên trong hoàn mỹ dáng người. Nàng ăn mặc tử sắc quần áo lót, nàng dáng người mỹ diệu tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến, bởi vì nàng lúc này mới phát hiện, trước giường ngồi một tên nam tử. Chỉ là một cái chớp mắt, nàng thân thể như điện thiểm nhấp nháy. Không đến một giây thời gian, trên người nàng đã mặc một bộ tử sắc áo ngủ, đồng thời buộc tốt đai lưng. Làm sao ngươi tới, Tiêu Băng Tình ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy trước giường nam tử. Cái giường này trước nam tử niên kỷ nhìn mới hơn 20 tuổi, nhưng là đầu hắn phát tất cả đều là bạch. Màu trắng đầu đinh, âu phục màu đen. Hắn chính là Tiêu Băng Tình sư huynh, Tu La. Tu La mỉm cười, hắn nhìn về phía Tiêu Băng Tình, nói ra, sư muội a sư muội, thân người tài thật sự là càng ngày càng tốt. Liền xem như sư huynh ta, cũng có chút nhịn không được muốn vì ngươi động tâm. Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Tu La còn nói thêm, bất quá ngươi tu vi giống như có chút lùi bước, ta tiến đến như vậy lâu ngươi thế mà đều không có phát hiện ta. Tiêu Băng Tình lạnh hừ một tiếng, nàng biết không phải là chính mình tu vi lùi bước, mà là chính mình cái này sư huynh quá biến thái, hắn tu vi đã đến hòa hợp cấp độ, cùng không gian, hoàn cảnh hòa làm một thể. Hắn tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ cho người cảm giác đến chuyện đương nhiên. Đây cũng là Tiêu Băng Tình nhất thời không quan sát không có phát giác nguyên nhân. Bớt nói nhiều lời, người tới làm cái gì? Tiêu Băng Tình lạnh lùng nói ra. Tu La cười nhạt một tiếng, nói ra, sư phụ muốn ngươi trở về, ngươi chạy đến thời gian đã đầy đủ lâu. Chẳng lẽ lại, ngươi thật nghĩ loạn luân, cùng ngươi cháu kia cùng một chỗ? Ngươi đủ khả năng để mất người này. Bọn họ Dương gia có thể đủ khả năng để mất người này. Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Tu La nói ra, ngươi làm được ra, chẳng lẽ sư huynh ta không thể nói được sao? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về, sư phụ đã an bài, liền muốn ngươi gả cho ta. Đây là mạng ngươi. Ngươi mơ tưởng, Tiêu Băng Tình lạnh lùng nói ra, ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Tu La cười ha ha, nói ra, thật sao? Đây là sư phụ ý tứ nha. Vi phạm sư phụ ý tứ, có hậu quả gì không vậy nhưng khó mà nói a. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đi vẫn là không đi, nếu như không đi, ta liền trở về bẩm báo sư phụ. Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nàng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta đi chung với ngươi gặp sư phụ. Tu La hài lòng cười một tiếng, nói ra, này mới đúng mà. Dương Lăng sáng ngày thứ hai trước tiên đi gặp Tiêu Băng Tình. Dĩ vãng buổi sáng, hắn sớm chui vào Tiêu Băng Tình lầu các, luôn luôn có thể nhìn thấy một số xuân quang, hoặc tìm đúng cơ hội cùng Tiêu Băng Tình như có như không thân mật một hồi. Đây là Dương Lăng lớn nhất hưởng thụ thời khắc. Nhưng là hôm nay lại có chút khác biệt, hắn sau khi đi vào, lại phát hiện trong lầu các không có một ai. Gì nhỏ, trong nháy mắt, Dương Lăng nội tâm xuất hiện trước đó chưa từng có bối rối. Hắn vô ý thức cảm thấy Tiêu Băng Tình cũng không phải là rời giường qua rửa mặt. Hắn bước nhanh đi vào gương trước, lập tức liền nhìn thấy gương bên trên có một tờ giấy. Trên tờ giấy là Tiêu Băng Tình xinh đẹp chữ viết. Tiểu Lăng, sư môn cho gọi, dì nhỏ cần muốn trở về một chuyến. Làm thỏa đáng sự tình sau sẽ lập tức trở về, chớ treo. Dương Lăng sắc mặt tái xanh xuống dưới,
mặc dù biết dì nhỏ không có việc gì. Mặc dù biết dì nhỏ sẽ còn trở về, nhưng lại muốn tại trong một đoạn thời gian không gặp được dì nhỏ. Hắn làm sao có thể chịu đựng cái này nỗi khổ tương tư? Dì nhỏ tại Dương Lăng trong trí nhớ là thần bí mà thân thiết. Khi còn bé, trong gia tộc đối với hắn phá lệ nghiêm ngặt. Dì nhỏ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, sư môn nàng rất lợi hại thần bí. Dì nhỏ mỗi lần đều rất đau chính mình, hơn nữa còn ban đêm cùng mình cùng nhau tắm rửa. Về sau, hắn thì yêu dì nhỏ. Dì nhỏ đãi hắn mãi mãi cũng là tốt nhất. Hắn không cần để ý những thế tục đó cấm kỵ, tất cả mọi thứ đều là cầu thí, hắn chỉ cần cùng với dì nhỏ. Những năm gần đây, hắn giữ mình trong sạch, từ trước tới giờ không đối với hắn nữ nhân tỏ ra thân thiện, vì thì là tiểu di. Không nói đến những này, Dương Lăng đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí thu thập xong. Hắn cái này mới vừa buổi sáng tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Sau đó, Dương Lăng rời đi Lầu Các. Hắn để Dương Thị Công quán quản gia nhất định muốn đem Lầu Các thu thập sạch sẽ, không thể mặt đối lập bố trí có phá hư các loại. Làm xong đây hết thảy, Dương Lăng mới bắt đầu quan tâm tới La Quân sự tình tới. Trong lòng hắn, La Quân là chán ghét con ruồi, dì nhỏ mới là hắn trọng yếu nhất tồn tại. Dương Lăng thì trong thư phòng ăn điểm tâm, hắn biết được đến La Quân còn bị nhốt tại Nam khu sở cảnh sát phòng tạm giam bên trong. Sau đó, hắn lại để cho thủ hạ mật thiết chú ý, đồng thời tại Hải Tân đem hết thảy quan hệ đều chuẩn bị tốt, phải tất yếu để La Quân đi ngồi tù. Cũng là tại lúc này, một cái ngoài ý muốn điện thoại gọi tới. Dương Lăng nhìn thấy số điện thoại lúc, hắn hơi kinh hãi, sau đó cả người cũng ngưng trọng lên. Bởi vì gọi cú điện thoại này là đã về hưu thành phố sở công an sở trưởng Hoa Thiên Long. Hoa Thiên Long lão gia tử mặc dù nhưng đã về hưu, nhưng là tại trong thành phố môn sinh trải rộng, rất lợi hại được người kính ngưỡng tôn trọng. Huống chi, Hoa lão gia tử bản thân liền là cái cương trực công chính người, tại trong thành phố thậm chí trong tỉnh đều có danh vọng. Dương Lăng tự nhiên cũng không dám đắc tội Hoa lão gia tử. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, tiếp thông điện thoại. Là Dương Tổng A, Hoa lão gia tử cởi mở cười một tiếng, nói ra. Dương Lăng lập tức kính cẩn nói ra, Hoa lão gia tử, ngài quá khách khí, ngài gọi ta Tiểu Dương là được. Hoa lão gia tử tự nhiên cũng sẽ không thật không tim không phổi hô Tiểu Dương, hắn cười ha ha, nói ra, Dương Tổng, hôm nay mạo muội điện thoại cho ngươi, hy vọng ngươi không nên trách tội A. Dương Lăng nói ra, đâu có đâu có. Vãn bối hẳn là sớm qua bái phỏng lão gia tử ngài, ngài cho vãn bối gọi điện thoại, là vãn bối vinh hạnh. Hoa lão gia tử liền nói ra, Dương Tổng ngươi quá khiêm tốn. Hắn đón đến, còn nói thêm, giữa trưa ta tại Hoa Sinh trong tửu điếm thiết lập một bàn tịch, muốn mời Dương Tổng ngươi ăn bữa cơm, không biết Dương Tổng có thể hay không phần mặt mũi. Dương Lăng nhất thời một cái lộp bộp, hắn lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Phật Sơn Vũ Vương Hoắc Thiên Túng tìm tới Hoa lão gia tử, thông qua Hoa lão gia tử quan hệ tới gặp mình. Giờ này khắc này, Dương Lăng đương nhiên không thể cự tuyệt Hoa lão gia tử. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, lão gia tử, giữa trưa ta nhất định sẽ đến Hoa Sinh quán rượu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bàn này đồ ăn nhất định phải là ta tính tiền. Không phải vậy ta cũng không dám đến a. Hoa lão gia tử cười ha ha, nói ra, tốt tốt tốt, đều nghe Dương Tổng ngươi. Dương Lăng còn nói thêm, còn có, lão gia tử, ngài gọi ta Tiểu Dương liền tốt, lại gọi ta Dương Tổng, ta cảm thấy mình cũng không dám thở. Ha ha ha, Hoa lão gia tử cười ha ha. Tiếp theo, hai người liền tắt điện thoại. Dương Lăng trên mặt khiêm cung chi sắc lập tức biến mất, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm cùng tức giận. Giữa trưa, Hoa Sinh quán rượu lầu 2 trong phòng chung. Hoa lão gia tử. Hoắc Thiên Túng còn có hai vị giới võ thuật lão tiền bối đều tại. Hai vị lão tiền bối đều là Phật Sơn Tông sư cấp biệt nhân vật, một cái là Diệp Thiên Diệp lão gia tử, một cái là Triệu Đại Vừa Triệu lão gia tử. Bốn người này cùng một chỗ, số tuổi cộng lại đều có hơn 200. Hoa lão gia tử ăn mặc một thân đường trang, hắn tuy nhiên không biết võ công, nhưng lại có một cỗ nho nhã khí chất. Đồng thời còn có một loại quan uy. Hoắc Thiên Túng làm theo nhìn mới chừng 50 tuổi. Trên thực tế hắn đã 70. Hắn ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, tóc là đầu đinh, chuẩn bị dận lập. Hoắc Thiên Túng trong mắt tinh quang nội liếm, mọi cử động có loại mây bay nước chảy phiêu giật, chính là tuyệt đối cao thủ. Về phần Diệp Thiên cùng Triệu Đại Vừa, đồng dạng đều là nội gia quyền tuyệt đỉnh cao thủ. Bốn người tại trước khay trà uống trà, Hoắc Thiên Túng từ đáy lòng hướng Hoa lão gia tử nói ra,
Hoa lão ca, lần này nhờ có ngươi. Hoa lão gia tử nâng chung trà lên trà một ngụm, hắn mỉm cười, nói ra, khách khí, cũng bất quá là tiện tay mà thôi a. Nhưng hôm nay vị này Dương tiểu tổng đến có chịu hay không đáp ứng như vậy bỏ qua, ta cũng không dám hứa chắc. Hoắc Thiên Túng nói ra, có thể theo Dương tổng gặp mặt, lão gia tử thì đã coi như là giúp chúng ta vô cùng lớn bận bịu. Còn hắn, tự nhiên không còn dám phiền nhiễu đến lão gia tử. Hắn cùng Hoa lão gia tử cũng bất quá là quen biết hời hợt. Lần này có thể liên hệ đến Hoa lão gia tử, cũng là nắm quan hệ rất lớn. Hoa lão gia tử mỉm cười, liền cũng thì không nói thêm lời. Không bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Hoắc Thiên Túng ánh mắt run lên, hắn lập tức liền biết, là Dương Lăng tới. Đại môn đẩy ra một cái chớp mắt, Hoắc Thiên Túng cả đám đều đứng lên, bao quát Hoa lão gia tử. Cái này Dương Lăng mặc dù là hậu sinh vãn bối, nhưng là hắn tên tuổi không nhỏ, mà lại công phu cũng lợi hại phi phàm. Cho nên mọi người tự nhiên không thể coi thường hắn. Đại môn kia chỗ, toàn thân áo trắng Dương Lăng tiến đến. Hắn là một người đến, trên tay còn có một cái tinh xảo hộp quà. Gia hỏa này, quần áo như họa, thanh tú đến không chân thực cấp độ. Liền xem như nam nhân gặp hắn đều sẽ có chút tâm hoảng ý loạn. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Băng tình dạng này cao ngạo nữ tử cũng vì hắn khuynh đảo nguyên nhân. Dương Lăng vừa tiến đến về sau, lập tức sải bước hướng Hoa lão gia tử đi tới. Hắn nhiệt tình tha thiết vô cùng nói ra, lão gia tử, vãn bối tới chậm. Hắn nói xong thật sâu vái chào, gia hỏa này, thật sự là quá có lễ phép. Làm Hoa lão gia tử đều có chút xấu hổ. Hoa lão gia tử nói gấp, không muộn, không muộn. Tiểu Dương tổng, người quá khách khí. Dương Lăng mỉm cười, hắn lại hướng Hoắc Thiên Túng bọn người nhìn lại, ôm quyền nói, Hoắc sư phụ, Triệu sư phó, Diệp sư phó, các người tốt. Đây là chính tông ôm quyền lễ. Dương Lăng đối Hoa lão gia tử hành đại lễ, đây là vãn bối chi lễ. Đối Hoắc Thiên Túng bọn người được ôm quyền lễ, lại là giới võ thuật người chào tiết. Hắn đem hết thảy đều làm rất lợi hại chu đáo, mà lại giọt nước không lọt. Hoắc Thiên Túng mấy người cũng ôm quyền nói, Dương sư phụ. Tại võ thuật bên trong, Dương Lăng là tuyệt đối có tư cách cùng Hoắc Thiên Túng bọn họ bình khởi bình tọa. Cho nên cũng không tồn tại cái gì vãn bối câu chuyện. Lẫn nhau hàn huyên về sau, Hoa lão gia tử nói ra, mọi người nhập tọa đi. Dương Lăng lại đem hộp quà đưa hiện lên, nói ra, lão gia tử, ta biết ngài thích uống trà. Trà này Diệp là Lăng Vân Phong trên đỉnh trồng trọt đỉnh cấp đại hồng bào. Cái gọi là nham trà chi đỉnh, nhất là kỳ bo. Nói cũng là loại trà này Diệp, vãn bối không hiểu trà đạo, uống cũng là lãng phí, chẳng cho ngài cái này hiểu trà người. Hoa lão gia tử không khỏi ngây người, hắn đời này không có khác yêu thích, cũng là đối lá trà rất là cố chấp. Lần này, thật đúng là bị Dương Lăng đem nhất quân. Hoa lão gia tử không khỏi khẽ run lên, hắn sau một hồi khá lâu mới miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, quý trọng như vậy lễ vật, lão già ta nhận lấy thì ngại, không thể nhận, không thể nhận. Dương Lăng lập tức liền nói ra, hiểu trà người, vật này mới tính quý giá. Vãn bối không hiểu trà, thứ này trong mắt ta cũng chính là phổ thông đồ, vật, nếu là lão gia tử ngài khăng khăng không muốn, vậy ta ngay ở chỗ này mở ra, mọi người ngâm uống chính là. Cái này có thể phao không được, Hoa lão gia tử gấp, nói ra, đó là phung phí của trời a. Như thế lá trà, hẳn là thắp hương tắm rửa, tính tâm ngưng thần về sau, lại đến tế phẩm, như thế mới có tư vị. Dương Lăng mỉm cười, nói ra, như vậy xem ra trà này chỉ có tại lão gia tử ngài trong tay mới có thể phát huy ra giá đáng. Vậy thì mời lão gia tử thu cất đi. Hoa lão gia tử giãy giụa một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là không có chống cự ở trà này dụ hoặc, nói ra, Dương tiểu tổng, người hữu tâm, này lão đầu tử ta thì từ chối thì bất kính. Dương Lăng mỉm cười. Một bên Hoắc Thiên Túng ba người đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, ba người tâm đã chìm vào cốc. Hoắc Thiên Túng không khỏi bội phục Dương Lăng tuổi còn nhỏ, lại là hành sự lão lạt. Hắn cái này một bao trà ném chỗ tốt đưa ra, Hoa lão gia tử tự nhiên là không tốt đối với chuyện này nói thêm cái gì. Dù sao, chính mình đám người này theo Hoa lão gia tử cũng bất quá là quen biết hời hợt. Hoa lão gia tử có thể dẫn kiến, cũng coi là đủ ý tứ. Như thế xem ra, Dương Lăng cũng là không muốn cùng giải, nếu như hắn muốn cùng giải, hoàn toàn không cần làm những này bài tập. Lão gia tử, chúng ta ngồi vào vị trí đi. Dương Lăng còn nói thêm. Hoa lão gia tử liền luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Cả đám ngồi vào vị trí, thịt rượu rất nhanh liền lên.
Trong bữa tiệc tự nhiên là miễn không ăn uống linh đình. Dương Lăng nói chuyện làm việc, mời rượu, toàn bộ đều là giọt nước không lọt, khiến người ta không lời nào để nói. Nhưng Hoắc Thiên Túng nhưng lại không thể không xách, hắn đứng lên, nói ra, Dương sư phụ, chén rượu này, ta kính ngươi. Dương Lăng liền cũng đứng lên, nói ra, nên ta kính Hoắc sư phụ mới là. Hoắc Thiên Túng cười nhạt một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn uống rượu xong về sau, khuôn mặt một mảnh ửng hồng. Dương Lăng cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Rượu này đều là độ cao vài kiếm nam xuân, mấy người như vậy cũng coi là nốc ửng ực. Hoắc Thiên Túng nói ra, Dương sư phụ, ta hôm nay ý đồ đến nghĩ, chắc hẳn ngươi cũng cần phải rõ ràng. Ta hy vọng, ngươi cùng La Quân sự tình, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Tất cả mọi người là giới võ thuật người, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Dương sư phụ, ngươi nói đúng sao? Hoắc Thiên Túng là luyện võ người, tính tình ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý. Hắn nói cho hết lời về sau, Triệu Đại mới vừa cùng Diệp Thiên còn có Hoa lão gia tử đều nhìn về Dương Lăng người trẻ tuổi này. Dương Lăng khóe miệng liên lụy ra vẻ mỉm cười đến, hắn lại là nói ra, ta không biết La Quân. Câu trả lời này để Hoắc Thiên Túng ba vị lão tiền bối đều ngây người. Tuyệt đối không ngờ rằng Dương Lăng hội trả lời như vậy. Có thể Dương Lăng như là đã nói không biết La Quân, như vậy Hoắc Thiên Túng ba người nhưng cũng là không thể làm gì a. Cũng không thể buộc Dương Lăng thừa nhận biết La Quân. Lời này cũng liền hoàn toàn đàm không đi xuống. Hoa lão gia tử thu Dương Lăng lá trà, giờ phút này hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng dậy hóa giải mọi người xấu hổ, nói ra, các vị sư phụ, ngồi, ngồi, ngồi. Chúng ta uống rượu, uống rượu. Hoắc Thiên Túng là cái tính tình nóng nảy người, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên trừng mắt, sắc bén nói với Dương Lăng, tiểu hậu sinh, ngươi là tuổi nhỏ đắc chí, xem ra là không đem chúng ta những lão gia hỏa này để vào mắt. Ta sau cùng hỏi ngươi một câu, có phải hay không là ngươi thì nhất định phải đưa La Quân vào chỗ CSS. Đối mặt Hoắc Thiên Túng tức giận, Dương Lăng sắc mặt nhàn nhạt, hắn nói ra, Hoắc sư phụ, ngài là lão tiền bối, ta rất lợi hại tôn kính ngài. Bất quá ngài nói những này, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Hoắc Thiên Túng liền nói ra, tốt, tốt, tốt. Hắn sau khi nói xong, liền muốn quay người rời đi. Hoa lão gia tử lúc này cũng có chút ngồi không yên. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, Dương Tiểu Tổng, có chuyện chúng ta đều có thể hảo hảo nói, tốt dễ thương lượng. Ngươi nói một chút, chuyện này, có phải là thật hay không không có thương lượng? Dương Lăng gặp Hoa lão gia tử mở miệng, hắn liền nói ra, lão gia tử, ngài nếu là mở kim khẩu, ta nhất định là không dám vi phạm ngài ý tứ. Hoa lão gia tử lập tức cũng liền nghe ra Dương Lăng ý tứ. Cái kia chính là, nếu như mình cưỡng ép muốn hóa giải ân oán. Như vậy đây chính là Dương Lăng đưa cho mình một cọc thiên đại nhân tình. Hoa lão gia tử cùng Hoắc Thiên Túng không có thâm giao, càng không nhận ra La Quân. Hắn ở đây trên mặt lăn lộn, nơi đó có thể vô duyên vô cớ nhận lời dạng này nhân tình xuống tới. Chuyện này với hắn không có nửa phần chỗ tốt. Cho nên Hoa lão gia tử lập tức nói, các ngươi sự tình, lão già ta không hiểu, cũng không dễ quản. Ta chỉ là hy vọng, mọi người có thể tâm bình khí hòa nói một chút, không muốn làm quá cương. Dương Lăng lúc này cũng không dễ tiếp tục giả ngây giả dại xuống dưới, hắn nói ra, Hoắc sư phụ, chuyện này không có quan hệ gì với ngài. Bất quá ngài hôm nay muốn mạnh mẽ ra mặt, ngài mặt mũi, ta cũng là muốn bán. Như vậy đi, hôm nay thì xem ở Hoa lão gia tử mặt mũi còn có ngài cùng hai vị lão tiền bối trên mặt mũi, ta nhường một bước. Ngài trở về theo vị kia La tiểu ca nói một chút, chỉ cần hắn chịu đến ta Dương thị công quán bên trong hướng ta đập cái đầu, nhận cái sai. Chuyện này cũng theo đó bỏ qua, ta có thể cam đoan, về sau Lao Sơn nội gia quán đệ tử, không có bất kỳ người nào sẽ đi tìm hắn phiền phức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Lăng không phải đang nói đùa, chuyện này náo cho tới hôm nay tình trạng này. Cũng không phải là nói hắn muốn thu tay liền có thể thu tay lại. Người trong giang hồ bên trên lăn lộn, giảng cũng là một cái mặt. Dương Lăng nếu quả thật bị Hoắc Thiên Túng như thế ra mặt thì hóa giải theo La Quân ân oán. Truyền đi, hắn Dương Lăng cũng chính là cái rắm. Càng là nện Lao Sơn nội gia quán đệ tử khối này biển chữ vàng. Đừng nói ngoại nhân hội xem thường hắn, liền xem như Lâm Văn Long sư thúc tổ cũng tha không hắn. Bất quá, nếu như La Quân chịu đến dập đầu nhận lầm. Như vậy Dương Lăng cùng Lao Sơn nội gia quán đệ tử mặt mũi cũng liền hoàn toàn tìm trở về. Kể từ đó, Dương Lăng lại buông tha La Quân,
một là giải Dương Lăng uy phong, hai là biểu hiện Dương Lăng rộng lượng. Ta có thể cho La Quân cho ngươi bưng trà nhận lầm, nhưng là ngươi muốn hắn quỳ xuống. Hoắc Thiên Túng trầm giọng nói ra, cái này chỉ sợ rất không có khả năng. Đây là ta dây, nếu như hắn không đáp ứng, vậy chúng ta thì không có gì để nói. Dương Lăng từ tốn nói. Hoắc Thiên Túng nhìn ra Dương Lăng kiên quyết, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, hít sâu một hơi, nói ra, tốt a, ta hội hết sức đi thử xem. Hoa lão gia tử gặp song phương đều bình ổn lại, hắn cũng đi theo buông lỏng một hơi, liền nói ra, tới tới tới, mọi người tiếp tục uống tửu. Buổi chiều thời điểm, Đinh Hàm đơn độc tới thăm La Quân. Đinh Hàm ăn mặc màu trắng liên y váy dài, tóc nàng hất lên, lộ ra mỹ lệ mà nhã nhặn. Bất quá, nàng tại nhìn thấy La Quân lúc, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Đinh Hàm vẫn luôn rất lợi hại tự trách, tuy nhiên La Quân trấn an qua nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì nàng. Cho nên toàn bộ gặp mặt quá trình, ngược lại là La Quân đang an ủi Đinh Hàm. La Quân cười hì hì, lộ ra rất là không quan trọng, Hàm muội a, người dùng là nhãn hiệu gì nước hoa a, thơm quá nha. Đinh Hàm không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, bất quá nàng gặp La Quân còn có tâm tình nói đùa. Trong lòng cũng thì nhẹ lòng một ít, nàng liền nói ra, ta không có vẩy nước hoa. La Quân nói ra, không có khả năng a, ta mỗi lần đều cảm thấy trên người ngươi rất thơm. Chẳng lẽ là thiên nhiên mùi thơm cơ thể? Đinh Hàm khuôn mặt càng đỏ, nàng từ nhỏ thì có một loại thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Một khi vận công qua đi, loại mùi thơm này liền càng thêm nồng đậm. Mùi thơm này là từ nàng dưới nách phát ra, chính là bộ vị bí ẩn. Cho nên La Quân nói thời điểm, nàng kìm lòng không được cũng có chút cảm thấy khó xử. Hàm muội a, người nói đây có phải hay không là ta báo ứng a? La Quân nói ra, lão thiên cảm thấy ta hỗn đản, không hảo hảo yêu quý ngươi, cho nên thì có này khó. Gia hỏa này gặp Đinh Hàm liền không nhịn được miệng ba hoa, muốn đùa giỡn. Hắn nhìn thấy Đinh Hàm đỏ mặt thời điểm, tâm lý càng là ngứa, thật nghĩ đem cái này khả nhân nhi ủng đến trong ngực hảo hảo khinh bạc một phen. Hắn cũng nghĩ không thông, Đinh Hàm chồng trước, cũng chính là Dương Văn Định tên rác rưởi kia. Người kia cặn bã là thế nào nghĩ, Đinh Hàm tốt như vậy nữ nhân, thế mà không thương tiếc. Ai? La Quân lại nghĩ, chẳng lẽ là trước kia Đinh Hàm vẫn là thiếu nữ, không biết tại như vậy có vận vị. Ngươi không cần nói mò, Đinh Hàm thẹn thùng vô cùng. La Quân cười ha ha, còn nói thêm, Hàm muội a, chờ ta đi ra, chúng ta có thể hay không tiếp tục lần trước không làm xong sự tình a? Đinh Hàm không khỏi sửng sốt, nói ra, cái gì không làm xong sự tình? La Quân cười hắc hắc, nói ra, không có chơi, không có chơi. Hắn cũng cảm thấy mình thật sự là miệng thiếu, làm sao liền loại này trò đùa đều mở ra. Cũng là mình đang bị nhốt, cảm thấy cùng Đinh Hàm lại có khoảng cách, cho nên mới bắt đầu có chút không kiêng nể gì cả. Hắn chính là như vậy, cùng với Đinh Hàm lúc, rõ ràng có thể đạt được Đinh Hàm thân thể. Hắn lại sợ hãi hội thương tổn đến Đinh Hàm, nhưng là một khi cùng Đinh Hàm rất không có khả năng phát sinh lúc nào, miệng hắn thì phạm tiện đứng lên. Đinh Hàm cũng liền đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó, nàng bi phẫn phía dưới hướng La Quân hiến thân. Đêm đó hai người kém chút thì thật củi khô lửa bốc thiêu đốt. Nếu không phải độc nhãn đi ra làm dối, hai người hiện tại quan hệ khẳng định là muốn nhiều xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ. Đêm hôm đó, nàng đều không biết tại sao mình lại có như thế dũng khí, đi làm như thế chuyện hoang đường. Sau đó nàng đều cảm thấy thật không thể tin, đồng thời có chút nghĩ mà sợ. Nhưng bây giờ, Đinh Hàm vạn vạn không nghĩ đến La Quân thế mà cầm sự kiện kia đến nói đùa. Mặt nàng da vốn là mỏng, cái này nơi đó chịu được, lập tức đứng lên, mang theo một tia nổi giận sẵn giọng, lười nhác nói cho ngươi. Nàng đứng người lên liền muốn rời khỏi. Liền cũng ở thời điểm này, sở cảnh sát chỗ lối đi tiến đến một đám người. Người tới là Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, còn có Hoắc Thiên Túng cùng Lâm Thiến Thiến, càng có Mộc Tĩnh. Lâm Thiến Thiến dưới mắt là hoàn toàn đứng tại La Quân bên này, cho nên đối Đường Thanh đám người này đều cho cực lớn tiện lợi. Đinh Hàm vội vàng thu nhiếp tinh thần, cùng mọi người chào hỏi. Mọi người hơi hơi gật đầu, xem như về cái bắt chuyện cho Đinh Hàm. Tiếp theo, Hoắc Thiên Túng đơn độc tại trong phòng thẩm vấn cùng La Quân gặp mặt. Đinh Hàm ở bên ngoài theo chúng nữ cùng một chỗ, nàng không biết Hoắc Thiên Túng ở bên trong theo La Quân nói chuyện gì, có phải hay không sự tình có chuyển cơ. Đinh Hàm lo lắng vô cùng, không khỏi hướng Đường Thanh hỏi. Đường Thanh gật đầu, nói ra, ông ngoại của ta qua Giang Nam thành phố một chuyến, hắn nhìn thấy Dương Lăng.
Ninh Hàm biết cả chuyện, Dương Lăng là mấu chốt nhất chỗ mấu chốt, nàng nghe vậy đại hỉ, nói ra, có phải hay không là ngươi ông ngoại hướng Dương Lăng cầu tình, Dương Lăng đáp ứng không hề truy cầu La Quân. Nàng cảm thấy nhất định chính là dạng này. Nàng trong lòng cuồng hỉ, những ngày này, nàng nhiều sợ hãi La Quân hội thật đi ngồi tù a. Liền cũng tại lúc này, cái kia trong phòng thẩm vấn truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó thì là La Quân tiếng giống giận dữ, phảng phất là dã thú nộ hống, mang theo vô biên tức giận. Dương Lăng tiểu nhi muốn CSS, La Quân nghiêm nghị cả giận nói, muốn ta quỳ xuống nhận lầm. Ta quỳ hắn bà ngoại, nhắm chúng lão tử hỏa, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết hắn sạch sẽ. Bành trướng tức giận rung động chúng nữ tâm thần. Chúng nữ đi vào phòng thẩm vấn trước cửa, đại môn kia đẩy ra, chúng nữ liền trông thấy La Quân hai mắt huyết hồng. Trước mặt hắn thẩm vấn bàn đã bị hắn một chưởng vỗ thành nát giá đỡ. Thảm liệt. Cái này một cái chớp mắt, mọi người cảm nhận được một cỗ thảm liệt khí tức. Cũng cảm nhận được thuộc về La Quân cương liệt. Chúng nữ lúc này mới ý thức được một việc, đừng nhìn La Quân bình thường cả lơ phất phơ, không có bất kỳ cái gì tính khí. Nhưng hắn thực chất bên trong lại là kiêu ngạo như vậy cùng cương liệt. Đây là một loại ninh chiết bất khuất cương liệt. Việc đã đến nước này, Hoắc Thiên Túng cũng không tiện nói gì. Hắn ở sâu trong nội tâm thực cũng là thưởng thức La Quân phần này huyết tính. La Quân được đưa về trong phòng thẩm vấn. Hoắc Thiên Túng cùng chúng nữ thẳng thắn vài công. Hắn nói ra, hiện tại Dương Lăng chính là muốn La Quân tiến đến quỳ xuống nhận lầm, nếu không lời nói, hắn tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Có thể La Quân tuyệt đối sẽ không qua dập đầu nhận lầm, cái này nên làm cái gì? Đường Thanh không khỏi vô cùng nóng nảy. Hoắc Thiên Túng thở dài một tiếng, hắn lúc này lại nơi đó có càng dễ làm hơn phương pháp. Ta muốn đi khuyên nhủ La Quân. Ninh Hàm bỗng nhiên nói với Lâm Thiến Thiến, có thể cho ta tiến phòng tạm giam sao? Cho tới nay, nàng và La Quân gặp mặt đều là cách cửa sổ thủy tinh. Hoàn toàn không có hai người tiếp xúc cơ hội. Vừa rồi tại phòng thẩm vấn gặp mặt, là Lâm Thiến Thiến phá lệ. Lâm Thiến Thiến đối mặt Ninh Hàm thỉnh cầu, nàng trầm ngâm một cái chớp mắt, đáp ứng. Lâm Thiến Thiến tâm là càng ngày càng bội phục La Quân. Tuy nhiên vừa rồi, La Quân nói cái gì dẫn lửa hắn, thì đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng qua giết sạch sành sanh, lời này rất bất chấp phương pháp, rất đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn như vậy huyết tính, là Lâm Thiến Thiến sở ưa thích. Hiện tại nam nhân, phổ biến thiếu một phần huyết tính. Có nam nhân có thể bởi vì cuộc sống áp lực, để lão bà của mình đi làm tiểu thư. Chờ chút hết thảy. La Quân dạng này huyết tính đàn ông thật sự là quá ít. Đi theo ta, Lâm Thiến Thiến phía trước dẫn đường, nói với Đinh Hàm. Ninh Hàm lại khuôn mặt đỏ lên, nói ra, có thể đem phòng tạm giam camera quan bế sao? Lâm Thiến Thiến trầm ngâm một cái chớp mắt, gật đầu nói, có thể. Sau đó, phòng tạm giam đại cửa bị mở ra, Ninh Hàm đi vào. Nàng đi vào, phòng tạm giam đại môn cũng liền quan bế. Đồng thời, phòng tạm giam camera cũng quan bế. La Quân chính trên giường buồn bực ngồi, hắn tâm tình đã khôi phục hơn phân nửa, không hề như trước đó như thế phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Hàm tiến đến, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đinh Hàm một thân màu trắng váy đầm, là xinh đẹp như vậy. Nàng trắng như tuyết tay trắng lộ ở bên ngoài, vừa tiến đến, mùi thơm liền hướng La Quân trong lỗ mũi chui. Nhưng là giờ phút này, La Quân nhưng không có tâm tình đến hoạt động bộ phim Đinh Hàm. Đinh Hàm nhìn ra La Quân tâm tình không cao, nàng đi vào trước giường, ngồi tại La Quân bên người. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, Đinh Hàm. Ngươi sẽ không phải là tới khuyên ta đi cấp Dương Lăng quỳ xuống nhận lầm a? Ninh Hàm lắc đầu, nói ra, ta sẽ không khuyên ngươi đi tới quỳ nhận lầm. Bởi vì ta biết, ngươi tuyệt không có khả năng qua cho hắn quỳ xuống. Nếu như ngươi quỳ xuống, ngươi cũng không phải là La Quân. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hàm, kỳ quái nói, vậy ngươi? Ninh Hàm hốc mắt hơi đỏ lên, nàng tâm tư phức tạp tới cực điểm, La Quân. Ta rất lợi hại sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện, ngươi hiểu chưa? La Quân cảm nhận được nữ nhân này đối với mình lo lắng, nội tâm của hắn hiện ra một dòng nước ấm, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta hôm nay ở chỗ này không đi, không phải ta ra không được. Chỉ là ta không muốn đi một bước kia, ta không muốn rời đi Hải Tân, không muốn rời đi ngươi, không muốn trở thành một cái đảo phạm. Nếu như ta thật muốn đi, này môn ngăn không được ta. Cái này sợ cảnh sát. Càng không có người có thể ngăn cản ta.
Ninh Hàm đương nhiên tin tưởng La Quân bản sự, nàng hít sâu một hơi, nói ra, nếu như chuyện không thể làm, người nhất định phải đi, có được hay không? Nàng nói đến chỗ này, trên mặt có một vệt thẹn thùng, còn nói thêm, ta nhất định sẽ chờ ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đi cùng ngươi. La Quân không khỏi ngây người, hắn không nghĩ tới Ninh Hàm sẽ có dạng này đại quyết tâm, thật muốn đến một bước kia, cái kia con gái của ngươi đâu. Ninh Hàm nao nao, trong mắt nàng nhất thời hiện lên vẻ dãy giụa. Sau một hồi khá lâu nói ra, chúng ta ở nước ngoài yên ổn về sau, có thể đem Tiểu Tuyết mang ra nước qua. La Quân nội tâm cảm động tới cực điểm, hắn không tự chủ được đem Ninh Hàm ôm vào trong ngực. Tuy nhiên, hắn sẽ không thật đi đến đào vong một bước kia. Nhưng là Ninh Hàm cách làm thật là cảm động hắn. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn thế mà thật sinh ra muốn cùng nàng đến già đầu bạc xúc động. Đồng thời, La Quân đột nhiên minh bạch Ninh Hàm. Ninh Hàm là cái rất khó được nữ tử hiếm thấy, nàng là cái dám yêu dám hận, có thể vì ái tình liều lĩnh. Yêu đứng lên, cũng sẽ rất lợi hại mù quáng. Nàng rõ ràng nhận qua Dương Văn Định thương tổn, nhưng bây giờ lại vẫn là có thể như thế dũng cảm cùng mình cùng một chỗ. Chính mình thật muốn ra ngoại quốc, cái kia chính là đào phạm. Chính là như vậy thân phận, nàng cũng nguyện ý cùng chính mình cùng một chỗ. Đây là một loại như thế nào tình cảm a? Ninh Hàm bị La Quân ôm ấp lấy, nàng cũng không dãy giụa, cứ như vậy để La Quân ôm. La Quân ôm nàng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, cảm thụ được nàng đại bạch thỏ đè ép mềm mại, tâm cũng say. Hắn tự nhiên biết camera đã quan bế. Không phải vậy, hắn cùng Ninh Hàm lại nơi đó dám thân mật như vậy. Ninh Hàm trên thân mùi thơm thấm vào ruột gan. La Quân ôm ấp lấy giai nhân, cảm giác mình phía dưới lại bắt đầu không an phận, máu trong cơ thể đang sôi trào, tâm ý tại bạo động. Hắn nhịn không được đi tìm Ninh Hàm môi, cái kia mê người môi đỏ tản ra anh đào màu sắc. Ninh Hàm nhắm mắt lại, nàng tựa như là ngủ mỹ nhân, chờ lấy vương tử một hôn, sau đó mới có thể tỉnh lại. La Quân nhịn không được hôn đi lên, cái hôn này, lập tức liền như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Hai người môi lưỡi quấn dao, mang theo vẻ điên cuồng cùng nghỉ tư bên trong. La Quân thú huyết sôi trào, thật nghĩ ngay tại cái này phòng tạm giam bên trong biến thân nhân lang, đem Ninh Hàm ngay tại chỗ trận pháp. Bất quá còn tốt, gia hỏa này còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, cái này là tuyệt đối không được. Sau một hồi khá lâu, hai người vừa rồi rời môi. Lúc này, Ninh Hàm khuôn mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng vô hạn, cảm thấy mình thật sự là không biết xấu hổ không biết thẹn. Hoang đường tới cực điểm. Sau một hồi khá lâu, Ninh Hàm mới miễn cưỡng khôi phục một số, nàng chỉnh lý sợi tóc cùng y phục, như thế phương mới rời khỏi phòng tạm giam. Từ đầu đến cuối đều không lại để ý La Quân. La Quân biết, Ninh Hàm thủy chung là da mặt quá mỏng. Lâm Thiến Thiến một mọi người thấy Ninh Hàm đi ra, tự nhiên cũng liền thấy khuôn mặt nàng hồng hồng. Từng cái lập tức tâm tư kỳ quái, đậu phộng, hai người này ở bên trong đến làm gì? Ninh Hàm cảm nhận được mọi người quái dị ánh mắt, nhất thời, nàng hận không thể đào cái địa động chui vào. Ninh Hàm không tiếp tục theo mọi người chào hỏi, trực tiếp một người nhanh chóng rời đi. Có tật giật mình đại khái chính là cái này ý tứ. Phòng tạm giam đại môn mở ra, trừ Hoắc Thiên Túng cùng Mộc Tĩnh, còn lại tam nữ đều tiến phòng tạm giam. Hoắc Thiên Túng cùng Mộc Tĩnh là thành thục hình, cũng đều là võ giả, cho nên đang nói chuyện liên quan tới đến tiếp sau sự tình. Cầm thú. Người đến đối Ninh Hàm làm cái gì? Đường Thanh vừa tiến đến thì rất tức tối nói với La Quân. Lúc đầu mọi người còn đang vì La Quân trước đó chỗ biểu hiện phẫn nộ huyết tính mà rung động, Đan Tê Hàm cùng La Quân như thế một chỗ, lập tức đem bầu không khí phá hư. Đường Thanh vừa tiến đến thì chất vấn La Quân. La Quân là cái da mặt dày không được người, hắn nhìn về phía Đường Thanh, cười ha ha, nói ra, không làm cái gì a, trước công chúng, ta có thể làm gì? Gạt người. Đường Thanh nói ra, người có phải hay không phi lễ nàng. La Quân lập tức kêu lên đụng thiên khuất, nói ra, ta dựa vào, ta là như thế không biết xấu hổ người a. Người chính là, Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh ba người chăm miệng một lời nói ra. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, các người đây là ghen ghét ta không có phi lễ các người có phải hay không. Người sao không đi CS, S đi, Đường Thanh mắng. Nháo thì nháo. Tam nữ vẫn là rất lợi hại lo lắng La Quân. Tống Nghiên Nhi trầm ngâm nói, La Quân, chúng ta ứng nên thế nào giúp ngươi? Nàng từ cũng là không dám nhắc tới muốn La Quân đi tới quỷ. Mọi người đều biết cái này là La Quân lôi khu. La Quân cũng liền nghiêm mặt đứng lên,
nói ra, ta không cần các ngươi giúp ta, ta có chính ta biện pháp. Lâm Thiến Thiến lập tức nói, ngươi cũng không thể làm phạm pháp sự tình. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói ra, Lâm đội trưởng, giúp ta một chuyện thế nào? Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi nói, chỉ cần là không phạm pháp sự tình, ta nhất định giúp. La Quân cười ha ha, nói ra, biết ngươi Lâm đội trưởng là lớn nhất tuân theo pháp luật tốt cảnh sát, đương nhiên sẽ không để cho ngươi can phạm pháp sự tình. Ta biết ngươi bối cảnh không đơn giản, làm phiền ngươi đem Nghiên Nhi, còn có Thanh Thanh cùng Đinh Hàm tiếp vào một chỗ an toàn ở lại một thời gian ngắn. Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh nhất thời bị kinh ngạc. Lâm Thiến Thiến cũng là cả kinh, nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Dương Lăng còn muốn xuống tay với các nàng? La Quân cũng không giải thích, nói ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất không phải. Ngươi tốt nhất đưa các nàng tiếp vào ngươi trưởng bối trong nhà, ngươi người trưởng bối này nhất định muốn là cao quan. Lâm Thiến Thiến trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nàng ngược lại cũng biết La Quân sẽ không thối tha, gia hỏa này đừng nhìn cả lơ phất phơ. Thực trí tuệ và mưu kế kinh người. Sau đó, tam nữ cũng liền lui ra ngoài. Lần này lại đến phiên Hoắc Thiên Túng cùng Mộc Tĩnh tới gặp La Quân. Hoắc Thiên Túng trước hướng La Quân sâu khom người bái thật sâu, nói ra, La Quân, thật có lỗi, đều là Thanh Thanh các nàng sự tình đem ngươi liên lụy vào. La Quân bị kinh ngạc, vội vàng nâng Hoắc Thiên Túng, nói ra, Hoắc sư phụ, cái này nhưng không được. Đều là ta bởi vì, ta quả, cùng người khác không càng. Hoắc Thiên Túng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn trong nháy mắt cũng nhìn ra La Quân cùng Dương Lăng khác biệt. Rất lợi hại hiển nhiên, La Quân cùng Dương Lăng đều là cực ưu tú người trẻ tuổi. Nhưng là Dương Lăng người này, giọt nước không lọt, âm ngoan độc ác. Nhìn như kính cẩn, thực nội tâm cực tự đại tự ngạo. Mà La Quân, lại là không câu nệ tiểu tiết, thoải mái không bị trói buộc. Nhưng hắn lại là cái quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lớn người. Nếu như lựa chọn làm bằng hữu, Hoắc Thiên Túng hội không chút do dự lựa chọn La Quân dạng này người. Mục Tính ở một bên nói ra, tiếp đó, Dương Lăng khẳng định phải để ngươi nhập tội ngồi tù. Đợi đến bên này sự kiện ám sát sức ảnh hưởng hạ xuống, hắn thì sẽ an bài tất sát nhất kích, đưa ngươi vào chỗ CSS. La Quân, ngươi dự định ứng đối như thế nào? La Quân nhìn về phía Mục Tính, hắn nghiêm mặt nói ra, chuyện của ta, các ngươi không cần quan tâm. Gần nhất ta hội ra tay với Dương Lăng, các người muốn nhiều chú ý an toàn, miễn cho Dương Lăng chó cùng rứt dậu, lấy các người đến uy hát yêu ta ta. Mục Tính cùng Hoắc Thiên Túng hơi ngoài ý muốn, người dự định như thế nào xuất thủ? Hoắc Thiên Túng không khỏi hỏi. La Quân nói ra, Hoắc sư phụ, chuyện này, còn mời ngài cho phép ta trước thừa nước đục thả câu. Về sau, sự tình tự nhiên là sẽ có rốt cuộc. Hoắc Thiên Túng gặp La Quân tính trước kỹ càng, liền nói ra. Đã ngươi có so đo, đó là không còn gì tốt hơn. Về sau, Hoắc Thiên Túng cùng Mộc Tính cáo từ. La Quân liền lại một người ngồi tại phòng tạm giam trên giường, gia hỏa này lúc này không nghĩ đừng. Trong đầu lại là nghĩ đến cùng Đinh Hàm hôn môi tư vị. Ai, nếu có thể tránh thức cùng Đinh Hàm trên giường lăn lộn, vậy liền quá mỹ diệu. Nghĩ như vậy, hắn bụng dưới lại bốc lên ra nhiệt khí. Hắn quả muốn ngay ở chỗ này lột bên trên một thanh. Có thể ngẩng đầu đã nhìn thấy cái kia camera bên trong hào quang màu đỏ, mẹ nó, camera mở ra. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Đến tối, Lâm Thiến Thiến đến phòng tạm giam bên trong tới gặp La Quân. Lâm Thiến Thiến một thân màu xanh ngọc đồng phục cảnh sát, trước ngực sung mãn, cả người tư thế hiên ngang, thật sự là nói không nên lời mỹ lệ cùng khí khái hào hùng. Lâm Thiến Thiến lúc này có vẻ hơi tùy ý, ngồi tại La Quân trên giường. Nàng lấy xuống cảnh mũ, tóc kia lập tức như là thác nước tán xuống tới. Lúc này, Lâm Thiến Thiến khí khái hào hùng không hề, nhiều một tia vũ mị. La Quân không khỏi nhìn ngốc. Gia hỏa này, cũng là tại phương diện nữ nhân rất lợi hại không kiên định. Nếu là có một ngày cắm, khẳng định cũng là đưa tại trên bụng nữ nhân. Lâm Thiến Thiến lại là không có chú ý tới La Quân phản ứng, nàng trầm giọng nói ra, La Quân, hiện ở mọi phương diện chứng cứ đều đối ngươi rất bất lợi. Nếu quả thật đến tòa án bên trên, người cái này nhà tù là vào chỗ. Dương Lăng cho Dương Ngọc Mai trong nhà mời tốt nhất luật sư đoàn, quan hệ thượng hạ đều chuẩn bị tốt. Tại công tại tư, người đều không có phần thắng ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, La Quân nhìn Lâm Thiến Thiến liếc một chút, nói ra. Lâm Thiến Thiến hơi ngoài ý muốn, theo rồi nói ra, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? La Quân trầm mặc xuống dưới,
Lâm Thiến Thiến một lòng vì chính mình, hắn ở trong lòng đã đem Lâm Thiến Thiến xem như bằng hữu, cho nên hắn cũng không muốn nói dối đến lừa gạt Lâm Thiến Thiến. Có thể Lâm Thiến Thiến lại là cảnh sát, vẫn là cái rất có nguyên tắc, tinh thần chính nghĩa cảnh sát. Cho nên La Quân liền không thể ăn ngay nói thật. Lúc này, La Quân chỉ có trầm mặc. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, còn nói thêm, người có phải hay không thật nghĩ cứ như vậy chạy đi, từ đó khắp nơi chạy trốn. La Quân trầm giọng nói ra, ta không có phạm tội, cho nên, ta sẽ không để cho chính mình ngồi tù. Lâm Thiến Thiến nói ra, nói như vậy, người thật muốn cá siết, ết rách lưới. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn không tốt đem lại nói rõ. Lâm Thiến Thiến nói ra, La Quân, ta biết ngươi là ngông nghênh kiên cường tính cách. Bất quá, ta cảm thấy ngươi muốn như vậy khắp nơi chạy trốn, cái kia lại thế nào tiếp tục bảo hộ Tống Nghiên Nhi. Này sẽ là ngươi người sống vĩnh viễn vết bẩn. Lúc này, ngươi sao không hướng sinh hoạt thích hợp thấp cúi đầu xuống. Hàn Tín còn có thể nhẫn dưới hông chi nhục, ngươi chỉ cần người hảo hảo, về sau có là xoay người cơ hội, không phải sao. La Quân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một sợi hàn quang. Hắn sắc bén nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, giọng nói đã bất thiện, nói ra, ngươi ý là để cho ta theo Dương Lăng dập đầu nhận lầm. Lâm Thiến Thiến tâm lý hơi hơi một e sợ, nàng vẫn là lấy dũng khí nói ra, nhẫn nhất thời, lui một bước, đổi lấy ngươi cả đời suôn sẻ, thật chẳng lẽ lại không được sao? Ngươi liền xem như qua cho Dương Lăng dập đầu nhận lầm, chúng ta nơi này, không có người hội xem thường ngươi. La Quân đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói ra, nhưng ta hội xem thường chính ta. Lâm đội trưởng, ta coi ngươi là bạn, lần này ta không so đo với ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, nếu như ta thật có sai, đừng nói là dập đầu, chính là muốn trên đầu ta cái này cái đầu, ta cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng ta không thẹn với lương tâm, đừng nói là dập đầu, liền xem như cúi đầu đều không được. Lâm Thiến Thiến lại một lần nữa cảm nhận được La Quân nội tâm cương liệt, nàng biết mình mặc kệ nói cái gì đều vô dụng. La Quân còn nói thêm, Hàn Tín có thể chịu dưới hông chi nhục. Bởi vì hắn là tướng soái chi tài. Lưu Bang có thể bị ổi vô sỉ, bởi vì hắn là kiêu hùng. Nhưng ta tuyệt không thể nhẫn nhục, siết cũng không thể, bởi vì ta là võ giả, là thất phu. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, ta có thể tha thứ, nhường nhịn, nhưng ta tuyệt không thể chịu nhục. Ai dám nhục ta, ta giết kẻ ấy. Lâm Thiến Thiến trong lòng run lên bần bật, nàng đã nói không nên lời một câu. Nàng biết, trước mắt nam nhân là chính thức võ giả. Ở trên người hắn, có rất mãnh liệt võ giả ấn ký. Trước mắt nam nhân, là chân chính nam nhân. Thật xin lỗi, Lâm Thiến Thiến nói một câu, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Mặc kệ La Quân muốn lựa chọn như thế nào, Lâm Thiến Thiến đều biết mình chúa tể không hắn ý nghĩ. Hắn không oán không hối, chính mình cũng chỉ có thể tôn trọng. La Quân tại Lâm Thiến Thiến sau khi đi cũng dần dần lắng lại tâm tình. Hắn một lần nữa nằm ở trên giường. Hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ sư phụ dạy hắn quyền thuật thời điểm nói tới. Sư phụ nói, Tiểu Dương, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là võ giả. Võ giả không phải chính khách, không cần giảng nhiều như vậy khách sáo. Võ giả chúng ta có thể tha thứ, nhưng tuyệt không thể chịu nhục. Có thể đổ máu, nhưng tuyệt không thể rơi lệ. Võ giả cương liệt là lợi hại nhất đao, đây là một cỗ nhuệ khí. Một khi ngươi cúi đầu, mềm yếu, rơi lệ, nhuệ khí vừa mất, quyền pháp ngươi liền không lại lợi hại. Người sống cũng là một hơi, khí tại người tại, khí tiêu người vong. Sư phụ là La Quân kính trọng nhất người, tại ngày tháng sau đó bên trong. Mặc kệ nhận bao lớn ngăn trở, thương tổn, La Quân chưa từng có cúi đầu qua, càng không có mềm yếu qua. Một mình hắn tại tha hương nơi đất khách quê người dốc sức làm, ở trên trời dưới cầu cùng kẻ lang thang nhóm gạt ra, trên thân không có một phân tiền. Mặc dù như thế, hắn chưa từng có bi quan qua, cũng không hề từ bỏ qua. La Quân nhắm mắt lại, đêm nay, hắn cảm xúc tựa hồ đặc biệt nhiều. Đơn giản là, hắn lại nghĩ tới chính mình sư phụ. Sư phụ, người đến ở đâu? La Quân ở trong lòng hò hét. Sau một lúc lâu, La Quân trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Toàn bộ đều là ở nước ngoài, gió tanh mưa máu chém giết. Hắn cùng huynh đệ nhóm từ trong núi thây biển máu xông ra đến, hình ảnh kia bên trong, chiến hỏa liên thiên. La Quân đột nhiên mở to mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Dương Lăng a Dương Lăng, lão tử giết người thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể đem lão tử bức tử. Giờ khắc này, La Quân trong mắt tinh quang bùng lên, hắn trong mắt dữ tợn cùng phong mang dần hiện ra tới. Trên thực tế,
nếu không phải La Quân bận tâm đến Tống Nghiên Nhi các nàng. Nếu không phải hắn không muốn về mặt thân phận có vết bẩn, hắn đã sớm muốn để Dương Lăng trả giá bằng máu. Rạng sáng 4 giờ thời điểm, Nam khu sở cảnh sát hoàn toàn yên tĩnh. Sở cảnh sát đại môn là mở ra, đèn chân không tản mát ra bạch sắc quang mang. Cái kia màu trắng chụp đèn bốn phía che kín thiêu thân cùng con muỗi. Văn phòng bên trong có 5 tên cảnh sát đang trực ban, bọn họ chăm nhàm chán nại xem tivi, ngáp, có nằm sấp ở trên bàn làm việc nằm ngáy o o. Cũng không có mở điều hòa, chỉ có quạt trần tại chuyển động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Cũng là tại lúc này, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào. Người thanh niên này nhìn mới 18 tuổi khoảng chừng, nói là thiếu niên cũng không đủ. Hắn để ý lấy đầu đinh, mặt hướng tuấn mỹ mà lạnh lùng, tựa như không có bất kỳ cái gì cảm tình một dạng. Lúc đầu cái này đại mùa hè bên trong không khí tràn ngập khô nóng. Nhưng thiếu niên này vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập hàn ý. Phảng phất nhiệt độ thật hạ xuống. Văn phòng bên trong đám cảnh sát, chú ý lực trong nháy mắt thì tập trung đến trên người thiếu niên này. Bọn họ cảm giác đầu tiên thì là quái dị, trời nóng như vậy khí, thiếu niên này thế mà mặc thật dày kiểu áo tôn trung sơn. Thứ hai cảm giác còn là quái dị, thiếu niên này phảng phất là một tên u linh, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hắn giống như là không chân thực tồn tại. Mấy tên cảnh sát trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là thảo mộc giai binh. Lúc này đột nhiên trông thấy thiếu niên này, lập tức như lâm đại địch, dọa đến kém chút té cứt té đái. Bọn họ lấy hết dũng khí, cấp tốc đứng dậy. Bắt cảnh côn, cầm súng. Bên trong một cái quá khẩn trương, thương đều rơi trên mặt đất. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Một tên cảnh sát sắc lệ nội ti a chất vấn thiếu niên. Kiểu áo tôn trung sơn thiếu niên nhàn nhạt nhìn về phía tên cảnh sát này, theo rồi nói ra, ta đến xem ta đại ca, làm phiền ngươi giàn xếp một chút. Trong miệng hắn nói phiền phức, giàn xếp, nhưng trong giọng nói lại không chút nào phiền phức người khác. Không có ý tứ ý vị. Ngược lại giống là một loại mệnh lệnh. Cảnh sát này lập tức hỏi, đại ca ngươi là ai? La Quân. Có thể chứ, thiếu niên lại hỏi. Cảnh sát này vốn là muốn nói không thể, nhưng là tại tiếp xúc đến thiếu niên như màu đen hàn băng đôi mắt về sau, hắn thế mà bất tranh khí nói ra, có thể. Sau khi nói xong, cảnh sát này thì hối hận. Nhưng là thiếu niên đã nói ra, cảm ơn. Lúc này, cảnh sát này thua người ta cảm ơn. Lại nơi đó dám không cho đi gặp La Quân. Hắn luôn có một loại ảo giác, cảm thấy mình chỉ cần đáp sai nửa câu liền sẽ giết chết tại thiếu niên này trên tay. Trên người thiếu niên này có một loại khủng bố, vô hình sát ý. Còn lại cảnh sát thấy thế, tự nhiên cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối. Thế là thì như vậy, thiếu niên tự nhiên mà vậy đi vào phòng tạm giam trước, từ cảnh sát mở ra phòng tạm giam đại môn. Hắn quang minh chính đại tiến vào phòng tạm giam. Nhìn thấy La Quân. Mấy tên cảnh sát cũng không dám đi ra, cũng là sợ nơi này hội xảy ra bất trắc, cứ như vậy thủ ở trước cửa. Đại ca, thiếu niên tại nhìn thấy La Quân thời điểm, băng lãnh trong con ngươi rốt cục có sóng chấn động, là kích động. La Quân cũng nhìn về phía thiếu niên, hắn lập tức liền đứng lên. Số tiểu tử, người cuối cùng tới. La Quân sải bước tiến lên, một tay lấy thiếu niên ôm vào trong ngực. Thiếu niên gương mặt bên trên hiện lên một tia đỏ ửng, bất quá hắn vẫn là không có cự tuyệt La Quân nhiệt tình ôm ấp. La Quân buông ra thiếu niên, hắn trông thấy thiếu niên đỏ mặt, không khỏi cười ha ha, nói ra, số tiểu tử, theo tiểu cô nương giống như, lão tử ôm ngươi, ngươi còn e lệ. Ngươi sợ cái gì, lão tử lại không thích nam nhân. Thiếu niên cúi đầu, lộ ra có chút xấu hổ. Cái này cảnh tượng để mấy tên cảnh sát nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vô ý thức đều cảm thấy thiếu niên này là cái sát nhân ma tinh, hung mãnh vô cùng tồn tại. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn tại La Quân trước mặt lại là như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Đại ca, người tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên theo rồi nói ra, chúng ta đi thôi. Đi cái rằm a, La Quân nói ra, người cảm thấy đại ca người ta muốn đi, hội đi không nổi. Thiếu niên sửng sốt. La Quân liền lại nghiêm mặt nói ra, tiểu diệp tử, ta ở chỗ này là bị người hãm hại. Lần này gọi ngươi trở về, thì là có chuyện muốn ngươi đi làm. Thiếu niên lập tức nói ra, đại ca ngươi nói, muốn ta giết ai? Hắn nói giết người thời điểm, giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy mà tự nhiên. Mấy tên cảnh sát không khỏi dùng mình, trong lòng bọn họ lại một lần nữa chứng thực chính mình cảm giác không sai, gia hỏa này cũng là sát nhân ma tinh.
nhưng lúc này, bọn họ cũng không dám đứng ra thực hiện chức trách, bắt thiếu niên A. La Quân không khỏi trừng mắt nói ra, ngoá, tiểu Diệp tử, nơi này là sở cảnh sát. Ngươi không nên hơi một tí liền nói giết người nói như thế thô lỗ trực tiếp. Tin hay không cảnh sát thúc thúc đem ngươi cũng bắt tiến đến. Thiếu niên rất lợi hại nghiêm túc nói, người nào bắt ta, ta giết kẻ ấy. La Quân nói ra, tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi đi tìm Mộc Tĩnh, để cho nàng nói cho ngươi sự tình chân tướng. Còn phải nên làm như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Nơi này nói chuyện không tiện, ta thì không nói nhiều. Thiếu niên theo Mộc Tĩnh thông qua điện thoại, cho nên cũng nhận biết Mộc Tĩnh. Ngay sau đó hắn liền nói, tốt, đại ca, vậy ta đi trước. La Quân gật gật đầu, nói ra, chú ý an toàn. Thiếu niên ân một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Mấy tên cảnh sát đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi, thẳng đến thiếu niên tránh thức ra sở cảnh sát, bọn họ mới như chút được gánh nặng thở phào. Thiếu niên vừa đi, mấy tên cảnh sát cảm thấy uy áp đã biến mất. Bọn họ cái này mới khôi phục bình thường tư duy, mấy người hợp lại mà tính, lập tức trong đêm theo Lâm Thiến Thiến báo cáo nơi này tình huống. Lâm Thiến Thiến biết được sau phi thường trọng thị chuyện này, nàng đi suốt đêm tới. Lâm Thiến Thiến trước từ màn hình giám sát bên trong nhìn thiếu niên đến đây gặp La Quân quá trình, sau đó mới lại đến trong phòng thẩm vấn chất vấn La Quân. Các ngươi đến tại bàn bạc thứ gì? Thiếu niên này là lai lịch gì? La Quân nhìn Lâm Thiến Thiến liếc một chút, sau đó mới uể oải nói ra, hắn là ta ở nước ngoài thu một tiểu đệ, nghe nói ta xảy ra chuyện, liền muốn về tới giúp ta. Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi, hắn muốn thế nào giúp ngươi? Nàng nhìn thiếu niên kia cùng La Quân giám sát, nhưng là giám sát cũng nghe không được thanh âm, cho nên cũng không biết hai người trò chuyện cái gì. Bất quá Lâm Thiến Thiến cũng nhìn ra thiếu niên kia tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Nàng hỏi như vậy, là sợ hãi thiếu niên làm ra cái gì phạm pháp giết người sự tình. Lâm Thiến Thiến thủy chung ghi nhớ chính mình là cảnh sát chính là muốn ngăn chặn phạm tội. La Quân hơi hơi thở dài, theo rồi nói ra, Lâm đội trưởng, ngươi phải biết, ngươi cũng không phải thượng đế. Cho nên ngươi không muốn bởi vì cứu vãn không thương sinh mà hổ thẹn trong lòng. Lâm Thiến Thiến không khỏi gấp, cả giận nói, La Quân, ngươi đến muốn thế nào? La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, hắn lộ ra rất là bình tĩnh, nói ra, ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn có thể bình tĩnh, trong sạch còn sống. Chỉ đơn giản như vậy, nếu như ta làm cái gì, vậy cũng là bị Dương Lăng bức. Lâm đội trưởng, ngươi là cảnh sát, nhưng là, ta hy vọng ngươi pháp luật không muốn chỉ là có thể ước thúc ta. Lúc này, các ngươi giúp không ta, chẳng lẽ ta còn không thể tự cứu? Lâm Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời, nàng sau đó mới lên tiếng, La Quân, ta là sợ ngươi hội vạn kiếp bất phục. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, nếu như ta không đạt được gì, ta hội được đưa vào trong lao, sẽ bị Dương Lăng phái ra sát thủ xử lý. Đây chính là lớn nhất vạn kiếp bất phục kết cục, cho nên, vô luận ta làm cái gì, cũng sẽ không có càng hỏng bét kết quả. Lâm Thiến Thiến nói không ra lời. Nàng sau cùng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý La Quân hành vi, cũng không hỏi nữa La Quân cái gì, bởi vì hỏi cũng hỏi không ra kết quả. Đồng thời, nàng đột nhiên cũng hiểu, vì cái gì La Quân muốn chính mình đem Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm ba nữ nhân cho bảo vệ. Bởi vì La Quân muốn ra tay với Dương Lăng. Lâm Thiến Thiến chỉ có thể nói, Tống Nghiên Nhi các nàng đã bị ta đưa đến trong tỉnh thành, đại bá ta trong nhà. Nơi đó vô cùng an toàn, ngươi yên tâm đi. Đại bá của ngươi là, La Quân không khỏi hỏi. Lâm Thiến Thiến nói ra, đại bá ta là tỉnh ủy thường ủy. La Quân nghe vậy liền thư một hơi, không phải nói tỉnh ủy thường ủy trong nhà cũng là phòng thủ kiên cố, mà là bởi vì cái chỗ kia, Dương Lăng không dám đi lỗ mãng. Nếu như tỉnh ủy thường ủy trong nhà đều bị người ám sát, như vậy thì hội ở trong nước gây nên sóng to gió lớn. Đồng thời, án kiện sẽ lên tới trước đó chưa từng có độ cao. Một khi A được Dương Lăng trên đầu, Dương Lăng liền sẽ tránh thức vạn kiếp bất phục. Cơ quan quốc gia là tương đương đáng sợ. Mà lại, quốc gia bí mật trong cơ quan, cũng có vô cùng lợi hại cao thủ. Quốc gia dây, là tuyệt đối không thể đụng vào. Buổi sáng 6 giờ, Mộc Tĩnh tại chính mình trà trang bên trong nhìn thấy kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen thiếu niên. Nàng là tiếp vào điện thoại về sau, cấp tốc rời giường, đi vào trà trang. Trà trang trong phòng khách, đã có hơi mỏng tia nắng ban mai vẩy chiếu vào. Thiếu niên tựa như là vĩnh hằng lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Mộc Tĩnh nhìn lấy thiếu niên này, nội tâm của nàng nói không nên lời cổ quái.
bởi vì vì thiếu niên này, quá thâm bất khả trắc. Nhưng chính là như vậy một cái âm trầm khủng bố thiếu niên, thế mà công bố là La Quân tiểu đệ. Mục Tĩnh không khỏi lần nữa đối La Quân lau mắt mà nhìn, cái này La Quân, đến còn có bao nhiêu bài không có lộ ra a? Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Mục Tĩnh hỏi. Diệp Bố Y, thiếu niên nhạt vừa nói. Hắn ngồi trên ghế, ưỡn lưng thẳng tắp, tùy thời đều là một loại trạng thái chiến đấu. Mục Tĩnh không khỏi nói, tên rất hay. Diệp Bố Y trong mắt toát ra một tia không khỏi tâm tình, mang theo một tia không thể phát giác tự hào, nói ra, ta đại ca lấy. Đại ca ngươi là ai? Mục Tĩnh hỏi, nàng hỏi xong thì cảm thấy mình ngốc, Diệp Bố Y đại ca có thể không phải liền là La Quân a? Quả nhiên, Diệp Bố Y nói ra, La Quân. Mục Tĩnh lộ ra ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn là, La Quân cái này cả lơ phất phơ ra hỏa, thế mà lấy được ra dạng này cỗ có thâm ý tên. Diệp Bố Y còn nói thêm, ta đại ca để cho ta tới tìm ngươi giải một số tình huống. Mục Tĩnh ngay sau đó liền nói, sự tình là như thế này. Nàng lập tức liền đem sự tình chân tướng, cùng La Quân đứng trước khốn cảnh nói hết ra. Sau khi nói xong liền hỏi Diệp Bố Y, nói, người định làm gì? Diệp Bố Y đứng lên, trực tiếp quay người rời đi, căn bản thì không vung Mục Tĩnh. Mục Tĩnh không khỏi cười khổ, nàng tự nhận là cái rất có khí chàng nữ nhân. Bình thường nam nhân gặp nàng, thở mạnh cũng không dám. Liền xem như ở sau lưng, cũng không dám lặng lẽ khinh nhờn. Thế nhưng là nàng từ khi gặp được La Quân còn có cái này Diệp Bố Y, nàng đều cảm thấy mình có phải là thật hay không không có mị lực. Mục Tĩnh đối Diệp Bố Y rất là hiếu kỳ, không khỏi lập tức đứng dậy, nàng muốn đi sở cảnh sát phòng tạm giam bên trong hỏi một chút La Quân, cái này Diệp Bố Y đến là lai lịch gì. Sớm hơn 7 giờ, ánh nắng tươi sáng, phổ chiếu khắp nơi. Mục Tĩnh mình mở một chiếc Audi 6 đi vào sở cảnh sát trước cửa. Sau đó, nàng tiến quân thần tốc cùng La Quân gặp mặt. Hiện tại toàn bộ sở cảnh sát đều biết phòng tạm giam bên trong đóng cái nhân vật đặc biệt La Quân, Lâm đội trưởng rất là chiếu cố. Cho nên mọi người đối La Quân cũng rất khoan dung, Mục Tĩnh lại là người quen cũ, bọn họ tự nhiên để gặp nhau. Phòng tạm giam bên trong, La Quân đang tu luyện Đại Nhật Nguyệt Quyết. Mục Tĩnh còn không có vào, hắn cũng cảm giác được Mục Tĩnh tới. Hôm nay Mục Tĩnh mặc là màu đỏ thẫm đầu dây, tinh xảo trắng như tuyết xương quai xanh lộ ra. Lộ ra tức sang trọng ung dung, lại có chút gợi cảm vũ mị. La Quân con hàng này nhìn thấy Mục Tĩnh, lập tức nhãn tình sáng lên. Tĩnh tỷ, người hôm nay thật xinh đẹp a. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, nếu là có thể lại mặc thấp ngực một điểm thì càng tốt hơn. Mục Tĩnh không khỏi im lặng, nói ra, người ngược lại là còn có cái này lòng dạ thanh thản. La Quân cười ha ha, nói ra, thực sắc tính dã, đây là bản năng a. Nếu là ta nhìn thấy Tĩnh tỷ ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, không có một chút phản ứng lời nói, đó là ngươi bi ai a. Mục Tĩnh vừa tiến đến, cũng là làn gió thơm đập vào mặt. Nàng nói ra, bớt nói nhiều lời, ngươi hãy thành thật nói cho ta một chút, Diệp Bố Y đến là lai lịch gì. La Quân cười hắc hắc, nói ra, thì đoán được ngươi là vì hắn mà đến, tới, ngồi một chút ngồi, chúng ta ngồi xuống nói. Hắn để Mục Tĩnh trên giường ngồi. Trong phòng này cũng liền một cái giường có thể ngồi. Mục Tĩnh liền cũng liền ngồi xuống, tọa hạ trong nháy mắt, La Quân lập tức trộm liếc một chút. Ở trên cao nhìn xuống, La Quân cuối cùng từ váy trong miệng liếc về cái kia đạo mê người sự nghiệp dây. Trắng như tuyết một mảnh, khe rãnh thọc sâu. Thấy La Quân một trận miệng đắng lưỡi khô. Mục Tĩnh đem La Quân cái này tiểu động tác thu tại mắt, nàng lần nữa nâng trán thở dài, con hàng này thật là một cái kỳ hoa a. Muốn không để ngươi kiểm tra, Mục Tĩnh bỗng nhiên nghiền ngẫm nói ra. La Quân lập tức đại hỉ, chư ca nói ra, tốt. Tốt ngươi cái đại đầu quỷ, Mục Tĩnh hung hăng chừng La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi lại như thế không đứng đắn, nhìn ta còn có quản hay không ngươi. La Quân cười hắc hắc, bất quá cũng liền không lại tiếp tục khinh bạc Mục Tĩnh. Mọi thứ có chừng có mực, đạo lý này hắn là hiểu. Mục Tĩnh liền nói ra, hiện tại có thể nói một chút đi. La Quân cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra, tiểu Diệp tử gia hỏa này từ nhỏ đã là tại Châu Phi trong rừng lớn lên, ra ra hắn là vị cao nhân. Bất quá không biết nguyên nhân gì, bị thương nặng, thân thể một mực không tốt, ta tại trong lúc vô tình biết hắn ra ra, không làm gì liền đi nhìn tiểu Diệp tử cùng ra ra hắn. Về sau ra ra hắn thân thể gánh không được, trước khi si ết, ết phó thác ta, muốn ta chiếu cố thật tốt tiểu Diệp tử.
Tiểu Diệp Tử cũng một mực coi ta là thân đại ca. Mặt khác, làm bạn Tiểu Diệp Tử còn có một đầu Ngân Lang Vương. Tiểu Diệp Tử từ nhỏ đã không cùng người giao lưu, trong rừng nhìn quen cũng là huyết tinh chém giết. Cho nên, Tiểu Diệp Tử theo thường nhân rất khác biệt. Trừ ta cùng gia gia hắn còn có Ngân Lang Vương, Tiểu Diệp Tử sẽ không đối với bất kỳ người nào cười, cũng sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào. Còn Tiểu Diệp Tử thân thủ, nói thật, ta cũng không rõ lắm. Gia hỏa này, duy nhất năng khiếu cũng là giết người cùng chạy trốn. Nếu như hắn cùng ta trên lôi đài đọ sức, ta còn có chút nắm chắc. Nhưng là nếu như hắn muốn giết ta, ta khẳng định là không sống được. Mục Tĩnh không khỏi hút miệng hơi lạnh, nàng nói ra, ta cũng có loại cảm giác này, nếu như hắn muốn giết ta, ta không có cách nào đào tẩu. Như vậy ngươi lần này cần hắn trở về, đến muốn cho hắn làm cái gì, giết Dương Lăng. Mục Tĩnh hỏi. La Quân lúc lắc đầu, nói ra, Tĩnh tỷ, người nói ngực to mà không có não, người ngực cũng không lớn a. Mục Tĩnh xì La Quân một ngụm, nói ra, người muốn ăn đòn có phải hay không? La Quân cười hắc hắc, nói ra, giết Dương Lăng làm gì? Vừa đến, Dương Lăng tại chính mình trong đại bản doanh, không dễ giết. Thứ hai, dù cho giết Dương Lăng, cũng không thể tẩy thoát ta tội danh. Vậy ngươi muốn, Mục Tĩnh hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ, qua mấy ngày ngươi thì minh bạch. La Quân thừa nước đục thả câu. Mục Tĩnh gặp La Quân không chịu nói, liền cũng không dễ mạnh hơn hỏi tiếp. Một ngày này, bình tĩnh quá khứ. 3 giờ sáng, Trường Giang phía nam vùng nước bên trên. Mặt nước một vùng tăm tối vắng vẻ, trên trời một vầng minh nguyệt chiếu rọi. Cái này Trường Giang phía trên, truyền thuyết đông đảo, giờ phút này càng là tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Một chiếc vạn tấn trên tàu chở hàng, đèn đuốc sáng trưng. Cái này chiếc tàu chở hàng là Dương Thị tập đoàn tàu chở hàng, chuyên môn vận chuyển thành phẩm dầu diesel, xăng. Bất quá, tại tàu chở hàng trong khoang thuyền, còn có không muốn người biết buôn lậu nghiệp. Ở trong đó toàn bộ đều là trên chợ đen được đến xe con. Cái này xe con là một con rồng sản nghiệp, thông qua một lần nữa cải tạo, bên trên bài. Bên trong lợi nhuận là khá kinh người. Bất quá những này buôn lậu nghiệp cũng bất quá là Dương Thị tập đoàn sản nghiệp bên trong chín châu mất sợi lông. Dương Thị tập đoàn đem khống Trường Giang phía nam vùng nước vận chuyển quyền lợi, sở hữu lui tới tàu chở hàng, đều muốn dựa vào Dương Thị tập đoàn, cũng nộp lên trên không ít bảo hộ phí. Nếu như không giao nhất định mức bảo hộ phí, tàu chở hàng an toàn không chiếm được bảo hộ. Bởi vì Trường Giang Nam Bắc, vẫn là có không ít cướp nước. Mà lại, nếu như không giao, Dương Thị tập đoàn bản thân cũng sẽ động thủ. Mà một khi giao, lui tới cướp nước cũng không dám mạo phạm Dương Thị tập đoàn. Kể từ đó, lui tới tàu chở hàng cũng liền xuất tiền bảo đảm bình an. Giờ phút này, hắc ám trên mặt nước, một chiếc cano bỗng nhiên lui tới, hướng thẳng đến tàu chở hàng mà đến. Cái này cano lập tức gây nên tàu chở hàng tiếp nước tay chú ý. Cano cấp tốc đi vào tàu chở hàng trước, cái kia tàu chở hàng mạn thuyền cao có 10 mét. Mà cano trực tiếp đâm vào tàu chở hàng bên trên, phanh một tiếng, lập tức nổ ra mãnh liệt hỏa quang tới. Thủy quang tóe lên mấy chục mét, tàu chở hàng kịch liệt rung chuyển. Trên thuyền người phụ trách lập tức bị kinh động. Bất quá còn tốt, tàu chở hàng chất lượng phi thường tốt, cano nổ tung cũng không có đem tàu chở hàng nổ xảy ra vấn đề. Trên thuyền này người phụ trách gọi là Trương Khôn. Trương Khôn cũng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, hắn tu vi đồng dạng đến hóa kính, là cái tuyệt đối cao thủ. Cái này một con thuyền chở hàng đối với Dương Thị tập đoàn tới nói, vẫn tương đối trọng yếu. Cho nên Dương Lăng phái Trương Khôn tọa chấn. Đồng thời, đi theo Trương Khôn còn có 6 tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử. Chiếc này tàu chở hàng tại Trường Giang thủy vực bên trên đã có thể xưng thế lực bá chủ, tuy nhiên nó so ra kém Titanic, nhưng đây cũng là bởi vì Trường Giang thủy vực không thể cùng đại hải so sánh. Trương Khôn năm nay 40 tuổi, hắn là cái người từng trải. Lúc này, chỗ của hắn không biết xảy ra chuyện, bất quá hắn rất kỳ quái. Người nào lại có lá gan đối Dương Thị tập đoàn xuất thủ? Trương Khôn trong mắt tinh quang bùng lên, hắn y nguyên chấn định như núi, trong tay hai cái bi sắt vuốt vuốt. Còn lại 6 tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Khôn cất giọng quát, không biết là vị kia trên đường bằng hữu đến, sao không đi ra gặp nhau? Hắn vừa nói, tai nghe khắp nơi, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Nhưng bốn phía lại là một mảnh tĩnh mịch. Căn bản cảm giác không ra bất kỳ dị dạng tới. Liền cũng tại lúc này, một trận cảm giác nguy cơ đánh tới. Trương Khôn nhất thời quanh thân lông tơ dựng thẳng,
hắn bị kinh ngạc, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp hậu phương hai tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử đã ngã vào trong vũng máu. Giết người chính là Diệp Bố Y. Diệp Bố Y trong tay là một ngụm lạnh lóng lánh dao găm, hắn ăn mặc một thân màu đen trang phục, giống như trong đêm tối u linh. Trương Khôn không khỏi hãi nhiên thất sắc, thiếu niên này thế mà đến phía sau mình, chính mình cũng không có phát giác. Cái này quá quỷ dị. Liền cũng tại lúc này, Diệp Bố Y đột nhiên lui hướng Trương Khôn. Tốc độ của hắn nhanh như lôi đình thiểm điện, đồng thời nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Hàn quang chớp động. Trương Khôn đột nhiên lui lại, hắn vừa lui, Diệp Bố Y tốc độ đi tới càng nhanh. Diệp Bố Y vốn là như linh xà phủ phục đến đây, hắn am hiểu nhất cũng là ẩn tàng khí tức, nhịp tim đập, hô hấp cùng bốn phía hoàn cảnh hòa hợp một thể. Cho nên thẳng đến hắn cận thân đến đây, ra tay giết hai người về sau, Trương Khôn mới đột nhiên phát giác. Diệp Bố Y là dạng gì tồn tại, là La Quân đều sợ hãi tồn tại a. Diệp Bố Y am hiểu ẩn tàng khí tức, am hiểu hơn giết người cùng chạy trốn. Vô luận là giết người vẫn là chạy trốn, tốc độ đều nhất định muốn nhanh. Diệp Bố Y là từ nhỏ cùng Ngân Lang Vương thi chạy người. Cho nên giờ phút này, Trương Khôn vừa lui, hắn lập tức đuổi theo. Tốc độ của hắn so Trương Khôn thế mà gần 10 lần, đây là bởi vì Trương Khôn lui thế tự nhiên không kịp tốc độ đi tới, và lại Diệp Bố Y tốc độ vốn là nhanh nghịch thiên. Trương Khôn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cái kia dao găm hàn ý đã thẩm thấu hắn ra thịt, sau đó đâm vào hắn lồng ngực. Chỉ một cái chớp mắt, Trương Khôn đã nhận chí mạng thương hại. Hắn không thể tin nhìn lấy Diệp Bố Y. Diệp Bố Y lại không khách khí, trực tiếp một dao găm đem Trương Khôn cổ cắt đứt, trực tiếp đem giết CSS. Về phần hắn Lao Sơn nội gia quán đệ tử, căn bản còn không có kịp phản ứng. Diệp Bố Y giết Trương Khôn cái này đầu mục, tiếp xuống thì đối bọn hắn triển khai đổ sát. Không ai sống sót. Trên thực tế, cũng không phải nói Trương Khôn vô dụng, Lao Sơn nội gia quán đệ tử vô dụng. Chủ yếu là Trương Khôn thủy chung vẫn là không đủ chấn định, tại Diệp Bố Y đâm giết tới thời điểm, hắn nếu như có thể đứng tại chỗ, không chút hoang mang tới, như vậy Diệp Bố Y tuyệt đối vô pháp giết hắn. Mà lại chung quanh Lao Sơn nội gia quán đệ tử cũng có thể xuất thủ đánh giết Diệp Bố Y. Chỉ tiếc, Diệp Bố Y vừa ra tay, Trương Khôn liền đã sợ hãi. Hắn một sợ hãi, tử kỳ liền đến. Rạng sáng 5 giờ, Dương Lăng chính trong giấc mộng. Một trận gấp rút tiếng bước chân đem hắn đánh thức, sau đó liền truyền đến quản gia Mạc Vô Nghi thanh âm. Quản gia Mạc Vô Nghi là cái 60 tuổi lão nhân, là nhìn lấy Dương Lăng lớn lên. Dương Lăng đối Mạc Vô Nghi rất là tôn trọng. Thiếu chủ, ra đại sự, Mạc Vô Nghi thanh âm tràn ngập ngưng trọng. Dương Lăng có rời giường khí, lúc này, nếu như là người khác tới quấy rầy hắn, đây tuyệt đối là lôi đình lửa giận. Cũng chỉ có Mạc Vô Nghi mới có thể để cho hắn áp chế nộ khí, hắn liền ngồi xuống. Nói ra, Mạc bá, vào đi. Mạc Vô Nghi ngay sau đó đẩy cửa vào. Dương Lăng nhìn về phía Mạc Vô Nghi, Mạc Vô Nghi một thân trường sam màu đen, thoạt nhìn như là người cổ đại. Nhưng bộ quần áo này mặc trên người hắn, lại là giống như phân. Mạc Vô Nghi tóc đã hoa râm, nhưng ánh mắt hắn rất có thần. Dương Lăng trầm giọng nói ra, xảy ra chuyện gì? Mạc Vô Nghi hít sâu một hơi, nói ra. Là chúng ta Minh Xuân Hào tại Trường Giang trên mặt nước xảy ra chuyện. Minh Xuân Hào bây giờ đã bị hủy, sở hữu hàng hóa toàn bộ chìm vào biển. Mà lại, tàu chở hàng bên trên người không ai sống sót. Trương Khôn cùng 6 tên đệ tử, 32 tên thủy thủ cùng công tác nhân viên, toàn bộ CSS. Bọn họ thi thể đại bộ phận đã đánh vớt lên. Dương Lăng nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt hắn trắng bệch, nói ra, đến chuyện gì phát sinh. Mạc Phô Nghi nói ra, thiếu chủ. Cụ thể chuyện gì phát sinh chúng ta vẫn chưa biết được. Dương Lăng trong mắt tách ra sắc bén quang mang, hắn trong thân thể ẩn chứa một cỗ khó mà che giấu tức giận, người nào lại dám động thổ ở trên đầu của ta. Lập tức cha, đem hết toàn lực đi thăm dò. Dương Lăng luôn luôn đến nay xuôi gió xuôi nước, chuyện này quả thực cũng là tại khiêu chiến hắn tôn nghiêm. Mà lại, Minh Xuân Hào mang đến cho hắn tổn thất kinh tế cũng là khó mà đánh giá. Còn nổi danh dự, uy nghiêm, chuyện này vừa ra. Nếu như Dương thị tập đoàn không chấn áp được, như vậy còn lại tàu chở hàng, cướp nước liền sẽ dục dịch. Dương Lăng đối Minh Xuân Hào bị hủy sự tình cao độ coi trọng. Một ngày này rất nhanh liền quá khứ. Dương Lăng phái đi ra người không có thi A ra một chút xíu manh mối, ngược lại là thành phố cục công an phái vài nhóm người tìm đến Dương Lăng tìm hiểu tình hình. Dương Lăng lại không dám ăn ngay nói thật,
bởi vì hắn còn đang lợi dụng Minh Xuân Hào buôn lậu. Dương Lăng nổi nóng tới cực điểm. Càng làm cho Dương Lăng nổi nóng là, lại có tin dữ truyền đến. Trường Giang phía Nam, thuộc về Dương Lăng Giang Hoài cầu tàu bị người một mồi lửa đốt. Bên trong hàng hóa giá trị đến ngàn vạn mà tính, mà lại có mấy tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử bị giết. Trên bến tàu công tác nhân viên hết thảy 28 tên, cũng toàn bộ bị giết. Quả thực cũng là diệt môn huyết án. Thủ đoạn tàn nhẫn độc ác tới cực điểm, cũng là Dương Lăng cũng cảm nhận được hàn ý. Lúc này, Dương Lăng cũng rất xác định, đối phương cũng là chuyên môn đến nhắm vào mình. Dương Lăng nghĩ không ra tên địch nhân này là ai. Hắn có vẻ như không cùng bất luận kẻ nào có thâm cừu đại hận a. Mạc Vô Nghi lần nữa tới gặp Dương Lăng, hắn nhắc nhở Dương Lăng, nói ra, thiếu chủ, ngài quên một người. Người nào? Dương Lăng lập tức hỏi. Mạc Vô Nghi nói ra, La Quân. Dương Lăng bỗng nhiên giật mình, hắn rốt cục muốn dậy mình còn có như thế cái đối thủ. Tha thứ cao ngạo Dương Lăng thiếu chủ, hắn vô ý thức không có đem La Quân xem như là ngang cấp đối thủ. Người nói là, gần nhất cái này hai cọc sự tình cùng La Quân có quan hệ. Dương Lăng trong mắt dần hiện ra phức tạp quang mang tới. Mạc Vô Nghi nói ra, trừ hắn cùng chúng ta có khúc mắc, lão nô thực sự nghĩ không ra còn có ai muốn làm như thế. Dương Lăng không khỏi nói ra, nhưng cái này sao có thể, La Quân còn bị nhốt tại phòng tạm giam bên trong. Lại nói, đối phương ra tay tàn nhẫn, thân thủ khủng bố. Ta không tin La Quân có năng lực như vậy. Mạc Vô Nghi nói ra, La Quân lai lịch thành mê, bảo đảm không được là hắn tìm trợ thủ. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá đến theo La Quân có quan hệ hay không, lão nô cũng không dám khẳng định. Dương Lăng trầm ngâm, hắn nói ra, trước mắt trọng yếu nhất là tìm tới tên hung thủ này. Mạc Vô Nghi nói ra, tên hung thủ này hành tung bí hiểm, trong thời gian ngắn, muốn đem hắn tìm ra thật sự là không dễ dàng. Chúng ta phân đà quá nhiều, phải đề phòng cũng rất khó. Mà lại, thiếu chủ, bây giờ CS Lao Sơn nội gia quán đệ tử không ít, tiếp tục như vậy nữa, sư tôn trách tội xuống, chúng ta cũng chịu trách nhiệm không tầm thường. Dương Lăng mi đầu nhíu chặt, hắn nói ra, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Hắn đối tên hung thủ này lại là phẫn nộ, lại là đau đầu. Phẫn nộ lại có thể thế nào? Hung thủ kia quá giảo hoạt, thật sự là tìm không thấy a. Dương Lăng là Dương thị tập đoàn lo liệu việc nhà, hắn lúc này nhất định phải từ toàn cục đến triển vọng. Nếu như lại tùy ý dạng này huyết tinh sự kiện tiếp tục phát sinh, cái kia rất có thể, hắn vất vả đánh xuống Giang Sơn hội như vậy vẫn lạc. Đây là Dương Lăng lớn nhất không thể chịu đựng. Mạc Vô Nghi trầm giọng nói ra, lão nô từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này theo La Quân có quan hệ, thiếu chủ, người vẫn là đi nhìn một chút La Quân đi. Dương Lăng trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, tốt, ta biết, Mạc Bá. Người đi xuống trước đi, ta cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Mạc Vô Nghi thấy thế cũng liền không tốt nói thêm nữa, hắn ứng một tiếng là, sau đó lui ra ngoài. Dương Lăng âm thầm nghĩ, hắn cảm thấy nếu như chuyện này thật theo La Quân có quan hệ, vậy hắn cũng là thật phạm một cái cự đại sai lầm. Cái kia chính là từ vừa mới bắt đầu đánh giá thấp La Quân. Không là La Quân bản sự, mà là La Quân bá lực cùng độc ác. Cái này La Quân, thế mà làm được ra như vậy liên tiếp diệt khẩu sự tình, hắn mới thật sự là kiêu hùng a. Chính mình chọc một người như vậy, quả nhiên là không sáng suốt tới cực điểm. Dương Lăng Thủy Chung không dám khẳng định chuyện này cùng La Quân có quan hệ, liền cũng ở thời điểm này, lại có tình báo mới nhất truyền đến. Dương thị tập đoàn có chuyên môn tình báo tổ gọi là ám ảnh. Ám ảnh tổ trưởng gọi là Diều Hâu. Diều Hâu luôn luôn đều không xuất hiện tại trước mặt mọi người, hắn là tối thần bí tồn tại. Diều Hâu cho Dương Lăng gọi điện thoại tới. Thiếu chủ, căn cứ tình báo mới nhất, hai ngày trước, La Quân tại phòng tạm giam bên trong gặp qua một cái thiếu niên thần bí. Chúng ta nơi này có sở cảnh sát video theo dõi, ta hiện tại truyền vào đến ngài trên điện thoại di động, ngài có thể nhìn một chút. Dương Lăng trái tim siết chặt, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt. Rất nhanh cái kia đoạn video theo dõi truyền tới, Dương Lăng tại nhìn thấy trong video Diệp Bố Y lúc, lập tức liền cảm nhận được cái này Diệp Bố Y âm lãnh cùng sát ý. Hắn cơ hồ là vô ý thức khẳng định cái này hai cọc huyết án cũng là cái này Diệp Bố Y làm. Dương Lăng lâm vào trầm tư, hắn coi như biết là Diệp Bố Y làm. Nhưng là biển người mênh mông, hắn lại từ đi nơi nào tìm Diệp Bố Y. Hắn mình đã trì hoãn không tầm thường. Lúc đầu, đối với Dương Lăng tới nói, Lao Sơn nội gia quán đệ tử mặt mũi,
Dương Thị Tập Đoàn danh tiếng là phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ, theo Dương Thị Tập Đoàn sinh tồn so ra, hết thảy đều không trọng yếu. Hắn đầu tiên muốn làm liền là không thể lại để cho huyết án tiếp tục phát sinh. Dương Lăng suy tư sau một lúc, lập tức có so đo. Hắn gọi điện thoại cho Hoắc Thiên Túng, nói ra, Hoắc sư phụ, làm phiền ngươi qua chuyển cáo La Quân, chỉ cần hắn chịu dừng tay đối Dương Thị Tập Đoàn công kích. Ta cùng hắn ở giữa ân oán như vậy xóa bỏ, Dương gia người chẳng mấy chốc sẽ ra mặt thừa nhận là hãm hại hắn. Hắn cũng có thể ra ngoài, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hoắc Thiên Túng vẫn là như lọt vào trong sương mù, bởi vì Dương Thị Tập Đoàn đã phát sinh huyết án vẫn là rất lợi hại bí ẩn, cũng không có công khai, sợ làm cho xã hội khủng hoảng. Bất quá bất kể như thế nào, Hoắc Thiên Túng vẫn là vui vẻ. Hắn lập tức nói một tiếng tốt. Sau đó hắn thì ra roi thúc ngựa đi gặp La Quân, nhìn thấy La Quân về sau, Hoắc Thiên Túng chuyển đạt Dương Lăng ý tứ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Lăng tiểu nhi quả nhiên là trời sinh đồ đê tiện, nhất định phải cho hắn chút thủ đoạn nhìn xem, hắn mới biết được Mã Vương gia có ba con mắt. Hoắc Thiên Túng không khỏi kỳ quái, nói ra, La sư phụ, Dương Lăng nói ngươi công kích Dương Thị Tập Đoàn, có thể ngươi rõ ràng trong này, chỗ nào đều chưa từng đi, như thế nào công kích Dương Thị Tập Đoàn. La Quân đối Hoắc Thiên Túng vẫn là rất lợi hại tôn kính, hắn nghiêm mặt nói ra, Hoắc sư phụ, cái này bên trong có chút bí ẩn nguyên do, ta cũng không dễ nói ra. Bất quá ta xác thực đối Dương Thị Tập Đoàn làm một ít chuyện. Hoắc Thiên Túng cũng là cảm kích thức thời người, gặp La Quân không muốn nói ra đến, cũng thì không hỏi tới nữa. Hắn cũng đi theo buông lỏng một hơi, nói ra, tóm lại ngươi không có việc gì cũng là tốt nhất. La Quân liền lại nói với Hoắc Thiên Túng, Hoắc sư phụ, người cho Dương Lăng đáp lời, liền nói ta đáp ứng hắn. Hoắc Thiên Túng gật gật đầu, sau đó liền cũng liền rời đi. Song phương đạt thành hiệp nghị về sau, Dương Ngọc Mai nhà người lập tức liền bắt đầu đổi giọng, nói cái gì không cáo La Quân. Sự tình vẫn luôn không có quan hệ gì với La Quân, cũng nói Dương Ngọc Mai vẫn luôn có ẩn tật chờ một chút, bọn họ bất quá là muốn đe dọa La Quân một khoản tiền A. Chuyện này chân tướng, Lâm Thiến Thiến vẫn luôn rất rõ ràng. Trước đó nan đề cũng là Dương Ngọc Mai người nhà cắn La Quân không thả. Hiện tại Dương Ngọc Mai người nhà từ bỏ cáo La Quân, như vậy thả La Quân ra ngoài cũng chính là đương nhiên. Lâm Thiến Thiến hai ngày này một mực không tại Hải Tân thành phố, nàng tại trong tỉnh thành cũng không có nghe được Dương Thị Tập Đoàn đã phát sinh huyết án sự kiện. Dương Thị Tập Đoàn sự tình, Dương Lăng cùng Giang Nam thành phố quan phương đều không muốn lộ ra đi ra, riêng phần mình tại tự mình âm thầm hiệp thương giải quyết. Dương Lăng dùng nhiều tiền, lại là đe dọa, lại là dụ dỗ, làm những cái kia gia thuộc người nhà toàn bộ giữ yên lặng. Lâm Thiến Thiến cùng Tống Nghiên Nhi các nàng cùng một chỗ, khi Lâm Thiến Thiến nghe nói Dương Ngọc Mai người nhà từ bỏ cáo La Quân, nàng vui mừng quá đỗi. Lập tức liền cùng Tống Nghiên Nhi tam nữ chạy về Hải Tân thành phố. Lâm Thiến Thiến cũng biết, khẳng định là La Quân làm một ít chuyện, khiến cho Dương Lăng từ bỏ trả thù. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân có thể an toàn đi ra, đó là kết quả tốt nhất. 11 giờ trưa, La Quân chép xong ghi chép, ký xong chữ. Sau đó, hắn bị thả ra. Sở cảnh sát bên ngoài là một cái viện, viện tử chung quanh cây xanh râm mát. Ánh mặt trời cường liệt vẩy chiếu trong sân, hết thảy đều tràn ngập long lanh. La Quân bị giam hơn một tuần lễ, lúc này trùng hoạch tự do, hắn không khỏi ngao ngao sói chu. Con hàng này cũng là như thế một cái thoải mái không bị trói buộc người. Cũng là tại lúc này, mấy chiếc xe lái vào đây. Sau đó, Tần Thiến Thiến, Đinh Hàm, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh bốn cái đại mỹ nữ xuống xe. Tứ đại mỹ nữ đều có phong tình, Đinh Hàm là thành thục mà động người. Lâm Thiến Thiến là tư thế hiên ngang, xinh đẹp rung động lòng người. Tống Nghiên Nhi là thanh lãnh mà thánh khiết, Đường Thanh thì là mỹ lệ bên trong mang theo cổ linh tinh quái. Tứ nữ nhìn thấy La Quân không có việc gì đi ra, từ cũng là cao hứng vô cùng. Đầu tiên là Đường Thanh, nàng hì hì cười một tiếng. Lập tức chào phúng La Quân, nói ra, CS La Quân, người đây là sói chu vẫn là quỷ hồng A. La Quân nhìn về phía Đường Thanh, hắn cũng không để ý, cười ha ha, nói ra, Thanh Thanh A, nhiều ngày như vậy không thấy ca ca ta, người nhất định muốn hỏng ta đi, tới, vừa vặn cái. Hắn nói xong làm bộ liền muốn đến ôm Đường Thanh. Đường Thanh nơi đó chịu, lập tức trốn đến Đinh Hàm sau lưng, nói ra, người ôm Đinh Hàm đi. Nói đem Đinh Hàm đẩy đi ra. Đinh Hàm khuôn mặt lập tức đỏ, La Quân cũng không tiện trước mặt mọi người ôm Đinh Hàm,
hắn gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô. Tống Nghiên Nhi nhìn về phía La Quân, nàng mỉm cười, nói ra, không có việc gì liền tốt, đi thôi, chúng ta mang ngươi trước đi tắm, sau đó ăn thật ngon ngừng lại tiệc. La Quân trong khoảng thời gian này thức ăn xác thực không tốt lắm, nghe vậy liền nói, chủ ý này hay. Lâm Thiến Thiến ở một bên thấy thế nói ra, ta còn có chút chuyện bận rộn, các ngươi đi thôi, ta thì không đi. Đường Thanh lại là không thuận theo, nói ra, Thiến Thiến tỷ, ngươi cũng không thể vắng mặt, mọi người cùng một chỗ tốt bao nhiêu chơi a, ngươi có chuyện bận rộn cũng không vội tại nhất thời. La Quân liền cũng nói theo, đúng vậy a, Lâm đội trưởng. Nói đến ta cũng nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Lâm Thiến Thiến từ chối không được, liền cũng liền theo. Cái này tứ đại mỹ nữ cùng một chỗ, bầu không khí vẫn tương đối hòa hợp. Bất quá trừ Đinh Hàm cùng với các nàng vô pháp hảo hảo dung nhập. Vừa đến, Đinh Hàm tuổi tác lớn nhất, thứ hai, gia thế bên trên, Đinh Hàm cùng với các nàng có phức cảm tự ti. Tống Nghiên Nhi các nàng đều là đeo tên bao, lái xe nổi tiếng người. Mà nàng bất quá là cái phổ thông tiền lương giai cấp, chênh lệch quá lớn. Cứ việc Tống Nghiên Nhi các nàng đã rất lợi hại để ý Đinh Hàm cảm thụ, Đan Tê Hàm vẫn còn có chút mẫn cảm. Cả đám rất nhanh liền lên xe. La Quân là ngồi Lâm Thiến Thiến xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chỗ ngồi phía sau ngồi Đinh Hàm. Xe khởi động về sau, Lâm Thiến Thiến không khỏi hỏi La Quân, nói ra, người đối Dương Lăng đến làm cái gì? Hắn vì cái gì hướng người thỏa hiệp? Thiên cơ không thể tiết lộ, La Quân cười ha ha, nói ra. Vấn đề này, La Quân nơi đó dám để cho Lâm Thiến Thiến biết. Cứ việc, Lâm Thiến Thiến sau khi biết, cũng không có cách nào đến bắt La Quân. Bởi vì La Quân chơi đều không làm, nhưng là La Quân biết, nếu như Lâm Thiến Thiến biết, nàng nhất định sẽ rất lợi hại phẫn nộ, đồng thời cũng căm hận La Quân. La Quân không muốn mất đi Lâm Thiến Thiến người bạn này, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân bộ dáng này, liền biết ra hỏa này là tuyệt sẽ không nói. Nàng ngẫm lại, cảm thấy mình cũng không cần thiết làm rõ ràng như vậy. Có lẽ sau khi biết hội thêm càng nhiều phiền não, ngay sau đó, nàng cũng liền không lại hỏi. Dù sao La Quân không có việc gì liền tốt. Sau đó tiết mục cũng chính là tắm rửa, ăn cơm. Trong lúc đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng hỏi qua La Quân, đến là thế nào để Dương Lăng thỏa hiệp, La Quân cũng là cười ha hả mập mờ quá khứ. Hắn thủy chung là không nói, mọi người cũng là bất đắc dĩ. Sau khi ăn cơm xong, lại qua hát. Như thế một hồi điên cuồng vui đùa về sau, thế mà đi thẳng đến ban đêm. Ban đêm mọi người lại đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi tan cuộc lúc đã là 9 giờ tối. Mọi người đi qua như thế một vòng vui đùa, Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi tình cảm thâm hậu rất nhiều. Ngược lại là Đinh Hàm càng phát ra trầm mặc. Sau cùng, Lâm Thiến Thiến đưa La Quân cùng Đinh Hàm về nhà. Đinh Hàm tuy nhiên trầm mặc, nhưng cũng một mực rất có lễ nghĩa. Tốt về sau, hướng Lâm Thiến Thiến lần nữa nói tạ. La Quân ngược lại là rất lợi hại không quan trọng, theo Lâm Thiến Thiến phất phất tay liền xem như đuổi Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nhưng cũng không tức giận, ngược lại lộ ra phải cao hứng. Bởi vì hai người không có nhiều như vậy khách sáo. La Quân cùng Đinh Hàm đứng tại Bắc Hồ tiểu khu phía trước, cùng một chỗ đưa mắt nhìn Lâm Thiến Thiến xe hất bụi mà đi. Đợi nhìn không thấy Lâm Thiến Thiến xe về sau, Đinh Hàm yên lặng quay người tiến tiểu khu. La Quân không khỏi ngạc nhiên, hắn vốn còn nghĩ rốt cục đem mấy cái này cô nãi nãi nhóm đưa đi, sau đó liền có thể hảo hảo cùng Đinh Hàm hưởng thụ dưới thế giới hai người. Nào biết Đinh Hàm lại là loại phản ứng này. La Quân cực kỳ phiền muộn, hắn đi theo Đinh Hàm đằng sau, không khỏi hô, Đinh Hàm, ngươi làm sao? Đinh Hàm sắc mặt có chút cô đơn cùng đạm mạc, cũng không nhìn La Quân, chỉ nói là nói, hôm nay hơi mệt chút. La Quân phát hạ ngốc, hắn thật không biết rõ. Bất quá La Quân là tùy tiện tính cách, xác thực đoán không ra Đinh Hàm tâm lý biến hóa. Hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sau đó cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Tốt về sau, Đinh Hàm trực tiếp trở về phòng ngủ. La Quân làm theo đến trong phòng ngủ mình gọi điện thoại cho Diệp Bố Y. Tiểu Diệp tử, đa tạ, ta đã không có việc gì. La Quân nói ra. Diệp Bố Y giọng nói trước đó chưa từng có nhẹ nhàng, hắn nói ra, đại ca, không cần. Không cần phải nói tạ chữ. La Quân mỉm cười, hắn nói ra, chỉ sắp ra nước ngoài. Có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Bố Y nói ra, vâng. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta không có làm gì sai à. Ngươi làm rất tốt, La Quân nói ra.
Hắn biết Diệp Bố Y tại sao muốn hỏi như vậy, bởi vì Diệp Bố Y biết mình không thích giết người. Mà Diệp Bố Y lại giết rất nhiều người. Nhưng La Quân không lại bởi vậy đến quái Diệp Bố Y, Diệp Bố Y giết CS, S người đều là La Quân chính mình nợ. Hắn đối Diệp Bố Y chỉ có cảm tạ. Mà lại, Diệp Bố Y là một tên xuất sắc nhất sát thủ. Chính mình trước đó không có khả năng bàn giao hắn thiếu giết người hoặc là như thế nào, cái kia sẽ trở thành Diệp Bố Y trói buộc. Tắt điện thoại về sau, La Quân đang định ngủ. Ai biết lúc này, lại một cái điện thoại gọi tới. Lần này đánh tới lại là Dương Lăng. Ta là Dương Lăng, Dương Lăng câu nói đầu tiên nói như vậy. La Quân cũng là không ngoài ý muốn, từ tốn nói, Dương thiếu tìm ta có việc. Dương Lăng trầm giọng nói ra, ta phải thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, hơn nửa đêm, Dương thiếu không ngủ được, chẳng lẽ chính là vì cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Dương Lăng trầm mặc xuống dưới, hắn sau đó bỗng nhiên nói ra, ngươi nói ta nếu là bắt Đinh Hàm, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh những nữ nhân này, ngươi sẽ như thế nào? La Quân nao nao, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, vậy ta cùng ngươi cam đoan, Dương thị tập đoàn sẽ cùng theo chôn cùng. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta sở dĩ nhường nhịn ngươi, là không muốn kinh động các sư tôn. Cũng không muốn kinh động ta yến kinh các trưởng bối. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? La Quân không khỏi âm thầm kỳ quái Dương Lăng cú điện thoại này hàm nghĩa đến là cái gì? Lấy Dương Lăng loại thân phận này, không có đạo lý đến kể một ít không đau không ngứa thị uy lời nói. Ngươi đến muốn nói cái gì? La Quân trực tiếp hỏi. Dương Lăng nói, ta mới vừa nói qua, ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi ta ở giữa cửu oán, mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng đều đã kết xuống. Chuyện này cũng không có khả năng cứ như vậy tránh thức kết, như vậy đi, ta coi ngươi là bình đẳng đối thủ, ta cùng ngươi đến một trận lôi đài quyết chiến sinh tử. Đây là Dương Lăng huyết dũng, hắn mặc dù nhưng đã ngồi ở vị trí cao. Nhưng hắn cũng là một võ giả, lúc này, hắn muốn dùng sinh mệnh, máu tươi đến bảo vệ Lao Sơn nội gia quán đệ tử tôn nghiêm. La Quân không chút suy nghĩ, nói ra, đến đi, Dương Lăng. Các ngươi Lao Sơn nội gia quán đệ tử, không có một cái coi trọng chữ tín. Trước đó theo thiên nhẫn đánh sinh tử lôi đài thời điểm, mọi người nói xong sinh tử cùng người không càng. Sau đó ngươi là thế nào làm? Nếu như ta hiện tại đánh với ngươi, ta thua là ta đáng CSS. Ta thắng, chỉ sợ sau lưng ngươi các sư tôn lại sẽ nhảy ra. Ta chẳng phải là không về không? Không, ta có thể đi theo các sư tôn báo cáo chuẩn bị, mọi người ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra. Dương Lăng nói ra. La Quân nói ra, những này đều vô dụng, ta không tin tưởng các ngươi. Coi như ta tin tưởng các ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh. Vì cái gì? Dương Lăng giọng nói có một tia táo bạo. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi nay tuổi 30 tuổi, ta 26 tuổi. Ngươi là kinh nghiệm phong phú, trẻ trung khỏe mạnh, tu vi đã công tham tạo hóa. Ta chính đang trong thời kỳ tăng lên, lúc này, ta phải thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Võ giả tuy nhiên muốn dũng mãnh gan dạ, nhưng biết rõ đánh không lại còn muốn đi đánh, vậy thì không phải là dũng mãnh gan dạ, mà là muốn CSS ngốc thiếu hành vi. Dương Lăng không khỏi nghẹn lời. La Quân còn nói thêm, Dương Lăng, người ta đều đã là đến nhất định cảnh giới. Ta tuy nhiên quan tâm mấy cái này nữ nhân, nhưng là, người nếu thật bắt các nàng đến uy hát yêu ta cũng không có gì không bỏ xuống được. Nhiều lắm thì ngươi giết các nàng, ta lại tìm ngươi trả thù, điểm ấy quyết đoán ta vẫn là có. Ngươi là đồ sứ, ta là cái hũ, chính ngươi ước lượng lấy xử lý đi. Sau khi nói xong, liền tắt điện thoại. La Quân lời này ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nếu như Dương Lăng bắt Đinh Hàm những nữ nhân này, dùng cái này muốn bước La Quân đi vào khuôn khổ. La Quân không những sẽ không đi vào khuôn khổ, ngược lại sẽ trả thù đến càng thêm điên cuồng. Lúc đầu cũng chính là như thế, mọi người cũng không phải đập phim truyền hình. Người bắt nữ nhân ta liền lấy đao tự mình hại mình, quỳ xuống, thỏa mãn đối thủ hết thảy. Như thế hữu dụng không? Sẽ chỉ hại CSS chính mình, hại CSS chính mình nữ nhân. Lấy La Quân người hiện đại cách làm chính là, người giết đi, người giết xong, lão tử liền để ngươi nỗ lực càng nặng nề hơn đại giới. Làm đại sự người, điểm ấy quyết đoán đều không có, cái kia còn làm cái đại sự gì? Hán cao tổ Lưu Bang, cha mẹ của hắn bị Hạng Vũ bắt. Hạng Vũ dưới thành điểm lò nấu rượu, nói ngươi lại không mở cửa thành, ta liền đem cha mẹ ngươi cho nấu ăn. Nhìn người ta Lưu Bang nói thế nào, người nấu cha mẹ ta có thể,
nhưng là đun sôi về sau, mời kiếm một chén canh. Cái kia kiếm một chén canh điển tịch cũng là như thế tới. Thử nghĩ, nếu là lúc ấy Lưu Bang thật mở cửa thành, lại nơi đó có hậu thế mấy trăm năm giang sơn. Tắt điện thoại về sau, La Quân cũng không có suy nghĩ nhiều. Dương Lăng tu vi thâm bất khả chắc, hắn làm sao cũng sẽ không qua ngây ngốc đáp ứng đối chiến. Quang minh chính đại trên lôi đài, La Quân tự nhận không phải Dương Lăng đối thủ, nhưng là nếu như chơi dậy âm mưu quỷ kế chờ một chút, hắn cũng không e ngại Dương Lăng. Đây cũng là Dương Lăng hiện tại cố kỵ nguyên nhân. Không nói đến những này, La Quân sau đó cũng liền an tâm ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân theo thường lệ rời giường rửa mặt. Hắn cùng Đinh Hàm gặp mặt, Đinh Hàm cũng là khóe mắt liếc qua đều không quét La Quân một dạng, khi La Quân là không khí. La Quân không khỏi phiền muộn cùng cực. Đợi Đinh Hàm sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Quân muốn đưa Đinh Hàm đi làm. Đinh Hàm lại là nói ra, không cần. La Quân lập tức hồ đồ, hắn một phát bắt được Đinh Hàm trắng như tuyết tay trắng, nói ra, đến làm sao? Đinh Hàm, có phải hay không ta làm gì sai? Đinh Hàm yên lặng tránh ra La Quân tay, nói ra, chuyện không liên quan ngươi. Sau đó nàng cầm tay nải, liền muốn rời khỏi. La Quân cũng là bạo tính khí, hắn đột nhiên một tay lấy Đinh Hàm khiêng trên vai, sau đó ném ở trên ghế salon. Sau đó, hắn trực tiếp đặt ở Đinh Hàm trên thân. Đinh Hàm trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kinh hoàng, La Quân ép ở trên người nàng, cảm thụ được nàng đại bạch thỏ mềm mại co giãn, hắn đột nhiên thì hôn lên Đinh Hàm mê người môi đỏ. Nãi nãi, La Quân nghẹn mà siết, trước đó tại phòng tạm giam bên trong còn ngọt ngọt ngào, làm sao đi ra thì không khỏi rượu. Hắn vừa mới hôn lên, lập tức đầu lưỡi đau đớn. Đậu phộng, Đinh Hàm cắn hắn một cái. La Quân bị đau, đành phải buông ra. Đinh Hàm lạnh lùng nhìn chăm chú La Quân, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. La Quân lúc đầu đối Đinh Hàm thân thể mềm mại khát vọng, nhưng lúc này, cũng không dễ bá vương ngạnh thương cung. Ngay sau đó, hắn một chân vượt đến trước trên chỗ ngồi, nhập tọa về sau, nói ra, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao cũng nên nói với ta một tiếng. Chúng ta cùng đi giải quyết không được sao. Đinh Hàm chống đỡ ngồi xuống, nàng sợi tóc hơi hơi lộn xộn. Liền chỉnh lý tóc cùng nếp gấp mép váy. Cái này trêu chọc động tác, phong tình mà động người. La Quân từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lấy, cảm thấy lại có chút cầm giữ không được. Cái này nữ yêu tinh, thật sự là tia. A tấn người A. Càng là ăn không được, càng là liều mạng khát vọng. La Quân hiện tại chính là cái này giai đoạn. Không có gì, Đinh Hàm nói ra, nàng sau khi nói xong, đẩy ra La Quân, trực tiếp ra khỏi nhà. La Quân cũng không dễ tiếp tục lại dây dưa đến cùng. La Quân cũng lười đi làm, dù sao công việc kia hắn là không thèm để ý, duy nhất để ý là Tống Nghiên Nhi các nàng an toàn. Nhưng bây giờ... hiển nhiên Tống Nghiên Nhi các nàng an toàn không có vấn đề. La Quân dứt khoát trước lái xe đi quán ven đường bên trên ăn một tô mì thịt bò, sau đó lại về đến nhà nằm ngáy o o. Hắn là cái không tim không phổi, cứ như vậy một mực ngủ đến 2 giờ chiều. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân trong mơ hồ cầm quá điện thoại di động kết nối. Bên kia truyền đến Đường Thanh Thanh âm, vui đùa nói ra, uy, thối La Quân, người đang làm gì đâu, làm sao không tới làm. Ngươi có còn vương pháp hay không a? La Quân nghe được Đường Thanh Thanh âm, tâm tình long lanh một số. Hắn cũng tới tinh thần, ngồi xuống, cười ha ha, nói ra, làm sao a? Một ngày không thấy, là không đúng đối với ta như cách ba thu a. Cách em gái ngươi a? Đường Thanh nói ra, ngươi không phải có nhà ngươi Đinh Hàm a? Cái kia đến phiên ta đến nghĩ ngươi a? La Quân nói ra, ha ha, ta làm sao nghe được ngươi thật giống như là ăn dấm. Nếu không ta liền ngươi cũng một khối thu, thế nào? Ngươi đi CS, Đường Thanh một thanh tắt điện thoại. Cô nương này là phải bị La Quân tức CS. La Quân cười ha ha, bất quá lập tức, Tống Nghiên Nhi điện thoại di động lại đánh vào tới. Nàng có chút ít oán trách, nói ra, La Quân, Thanh Thanh vốn là hảo tâm muốn gọi ngươi đi ra cùng nhau ăn cơm, ngươi làm sao lại không thể nhường nàng một chút đâu. La Quân cười hắc hắc, nói ra, không có việc gì. Ta cùng với nàng đùa giỡn đây. Tống Nghiên Nhi nói ra, người hôm nay khẳng định ở nhà ngủ đi. Còn không có ăn cơm chưa đi, người muốn đi chỗ nào ăn, ta cùng Thanh Thanh mời ngươi. La Quân lười nhắc động, liền nói ra, ta tùy tiện ở nhà nấu điểm mì sợi ăn liền tốt, không cần phiền toái như vậy. Các ngươi yên tâm đi, ta rất khỏe đây.
trong lòng của hắn thực là rất lợi hại cảm động hai nữ đối với hắn quan tâm. Đây là một loại hữu tình ấm áp. Tống Nghiên Nhi gặp La Quân không có hào hứng, cũng liền không tốt miễn cưỡng. Hai người tùy ý phiếm vài câu, cũng liền tắt điện thoại. La Quân ngã xuống tiếp tục ngủ. Nhưng hắn không ngủ bao lâu, tiếng chuông cửa âm hưởng. Là Mộc Tĩnh tới. La Quân mặc cái đại quần cộc trước đi mở cửa. Mộc Tĩnh một thân màu đen thấp ngực đai đeo váy, mát lạnh, gợi cảm, mỹ lệ, hào phóng, yêu nhã. Nàng phảng phất là tề tụ nữ tính hết thảy ưu điểm. La Quân cứ như vậy đứng ở trước cửa, hắn khóe mắt liếc qua quét lấy Mộc Tĩnh cái kia trắng như tuyết sự nghiệp dây, cái kia khe rãnh. Trong nháy mắt đã cảm thấy bụng dưới nhiệt khí bốc lên. Gia hỏa này tuy nhiên da mặt dày, nhưng lúc này lại có chút xấu hổ, lập tức xoay người che cái bụng, nói ra, đau bụng, ta đi trước lội nhà vệ sinh. Mộc Tĩnh không khỏi bật cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, tốt, đừng giả bộ. Ta có chính sự cùng ngươi đàm. La Quân cười ha ha, hắn lập tức vận chuyển tâm ý, chấn định trong lòng tâm viên ý mã. Như thế một phen về sau, tâm ý mới khôi phục lại bình tĩnh. Cao thủ cùng người bình thường khác nhau ngay tại ở, bọn họ có thể khống chế chính mình tư tưởng, tâm ý. Người bình thường đối mặt nguy hiểm, nhan sắc, luôn luôn khó mà nhịn xuống sinh ra hoảng sợ, dục vọng. Mà như La Quân, Mộc Tĩnh dạng này cao thủ, tại lúc cần phải đợi, có thể để tâm ý giếng cổ không gợn sóng. Mặc cho Thái Sơn băng đỉnh, mặc cho xá nữ sắc dụ, từ như lão tăng ngồi thiền. Cái gì chính sự, La Quân đem Mộc Tĩnh dẫn vào trong nhà. Hắn nhanh chóng mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây. Tóc tùy ý bôi lướt nước, liền thì chuẩn bị dận lập. Mộc Tĩnh nói ra, ta nghe được một tin tức, Dương thị tập đoàn Nam Cầu Tàu, Minh Xuân Hào toàn bộ bị hủy, hết thảy CS hơn 70 người. Việc này là Diệp Bố Y làm đúng không? La Quân đối Mộc Tĩnh không có gì tốt giấu giếm, hắn gật gật đầu, nói ra, đúng. Là ngươi ý tứ, Mộc Tĩnh ánh mắt phức tạp tới cực điểm, hỏi. La Quân nói ra, có thể tính là ta ngoài ý muốn nghĩ. Mộc Tĩnh trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu nói ra, ta không nghĩ tới, người thế mà lại có tàn nhẫn như vậy quyết đoán. La Quân trầm giọng nói ra, nếu như không cho Dương Lăng cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi, Dương Lăng mãi mãi cũng hội dục dịch. Còn những người vô tội kia, ta chỉ có thể thật có lỗi. Bởi vì tiểu diệp tử chấp hành là luật rừng cũng là như thế, mạnh được yếu thua. Mộc Tĩnh nói ra, ta biết ngươi không phải thích giết chóc người. Ngươi cũng không có bàn giao Diệp Bố Y làm như vậy đúng hay không? Chỉ bất quá Diệp Bố Y là trời sinh sát thủ, ngươi không thể ngăn chặn hắn sát ý. Bằng không hắn sát khí nhận ức chế, hắn thực lực liền sẽ giảm nhiều. Như thế ngược lại sẽ hại hắn, đúng hay không? Mộc Tĩnh bỗng nhiên nói ra. La Quân không khỏi nhìn nhiều Mộc Tĩnh liếc một chút, nói, hàn huyên với ngươi thiên, quả nhiên là thoải mái nhất. Hắn đây là thừa nhận. La Quân cũng xác thực ưa thích theo Mộc Tĩnh nói chuyện phiếm, hai người có thể không có bất kỳ cái gì giấu giếm, không chỗ không nói. Bởi vì lẫn nhau giải. Mộc Tĩnh sau đó lại trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy Dương Lăng hội như vậy thỏa hiệp nhận thua sao? Chuyện này, tuy nhiên ngoại giới đều không làm sao biết. Nhưng vẫn còn có chút tin tức ngầm tại giới võ thuật bên trong truyền xôn xao. La Quân nói ra, Dương Lăng đương nhiên không cam tâm như vậy nhận thua, nhưng là tiểu diệp tử xác thực cho hắn chấn nhiếp. Hắn động thủ lần nữa sẽ không như thế qua loa, có thể nói, hắn sau đó phải a liền sẽ không động thủ. Một khi động thủ, khẳng định là muốn có tất sát ta nắm chắc. Mộc Tĩnh trầm giọng nói ra, người cùng ta muốn một dạng. Nàng đón đến, nói ra, ta ở chỗ này có chút nhân mạch cùng tình báo, ta sẽ vì ngươi lưu ý thêm. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đa tạ. Mộc Tĩnh cười nhạt một tiếng, nàng bỗng nhiên lại nói ra, bất quá La Quân a. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ngươi một khi y theo ta làm, cam đoan ngươi hội không có nỗi lo về sau. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, ồ. Mộc Tĩnh nói ra, Lâm Thiến Thiến thân phận cùng bối cảnh thật không đơn giản, nàng còn chưa có bạn trai. Chỉ cần ngươi có thể cùng nàng đi cùng một chỗ, trở thành trượng phu nàng. Kể từ đó, liền xem như Dương Lăng cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, quên đi. Dương Lăng mặc dù có chút thế lực, nhưng ta La Quân còn chưa tới cần dựa vào nữ nhân tới bảo hộ của ta bước. Mộc Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, liền biết ngươi lòng cao hơn trời, sẽ không tiết phu làm loại chuyện này. Bất quá Lâm Thiến Thiến là cái rất không tệ nữ hài tử, ngươi thật liền bất động tâm. Vẫn là nói ngươi chỉ thích Đinh Hàm, nàng đón đến,
bỗng nhiên giọng nói có chút cổ quái, nói ra, Đinh Hàm tuy nhiên rất xinh đẹp, bất quá đến là đã ly hôn nữ nhân. Nàng điều kiện khách quan theo Lâm Thiến Thiến, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi những nữ hài tử này so ra, vẫn là kém một chút. Có thể tiểu tử ngươi thì đối Đinh Hàm tình hữu độc chung, ngươi có phải hay không có luyến tỷ dở hơi a? La Quân không khỏi im lặng, hắn nói ra, đúng vậy a, ta luyến tỷ. Tính tỷ, ta còn thích ngươi đâu, ngươi có muốn hay không thành toàn ta? Mục Tính trợn mắt chừng một cái, nàng là cái chính phái nữ nhân, cho nên chắc chắn sẽ không theo La Quân mở một số tiêu chuẩn lớn trò đùa. Ngay sau đó đứng lên, nói ra, không cùng ngươi nói nhảm, ta đi. La Quân liền đứng lên đưa tiễn. 5 giờ chiều thời điểm, La Quân vô ý thức muốn đi tiếp Đinh Hàm tan ca. Nhưng là vừa nghĩ tới Đinh Hàm lạnh lùng thái độ, hắn cũng thì cảm thấy mình không cần thiết qua tự chuốc nhục nhã. La Quân tuy nhiên cả lơ phất phơ, nhưng là hắn lòng tự trọng vẫn là rất mạnh. Cái này cả ngày, La Quân ngủ hôn thiên ám địa. Hắn trừ buổi sáng ăn tô mì đầu, liền không còn có ăn xong. Quyết định không đi đón Đinh Hàm, La Quân lại ngã đầu thì ngủ. Hắn ngủ theo thường nhân khác biệt, lúc ngủ đợi, hô hấp không bàn mà hợp nhật nguyệt vận chuyển, làm cho hắn tinh khí thần càng thêm lợi hại. Trước kia Trương Tam Phong thì có Thụy Thần Tiên danh xưng. 9 giờ tối thời điểm, Đinh Hàm vừa rồi tan ca trở về. La Quân là bị tiếng nước ào ào đánh thức, Đinh Hàm là trực tiếp qua tắm rửa. La Quân lúc đầu không có để ý, hắn cảm thấy Đinh Hàm quá thiện biến, cho nên, hắn lần này quyết định không chủ động. Có thể tiếp xuống thì không thích hợp, bởi vì Đinh Hàm trong phòng tắm đợi 2 giờ không có đi ra. La Quân trong nháy mắt không bình tĩnh, cái kia nước ào ào một mực đang vang đây. Ta dựa vào, sẽ không phải là cắt mạch à. La Quân thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức vào tới phòng tắm trước mặt, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem cửa phòng tắm phá tan. Thực con hàng này hoàn toàn có thể gõ cửa, có thể chính là như vậy thần kỳ, cái kia một cái chớp mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn gõ cửa à. Có lẽ thực chất bên trong hắn liền muốn đụng vào xem một chút đi. Cửa bị phá tan, La Quân nhìn ngay lập tức đến một màn hương diễm. Đinh Hàm ăn mặc váy ngồi xổm dưới đất, nàng đã ngủ. Thoạt nhìn là uống không ít rượu. Trên người nàng đều bị ướt nhẹp, cái kia đường cong thật gọi một cái hoạt bát tất hiện a. À. La Quân lại là kích động lại là đau lòng, hắn đem cái kia vòi bông sen quan bế, sau đó liền đem Đinh Hàm một thanh gấu ôm. Gấu ôm thời điểm, Đinh Hàm ngủ rất thơm. La Quân tự nhiên cũng không khách khí, tay chân chiếm hết tiện nghi. Thỉnh thoảng xoa bóp Đinh Hàm cái mông, khoan hãy nói, xúc cảm rất không tệ. Đem Đinh Hàm ôm đến nàng trong phòng ngủ về sau, La Quân tiếp xuống liền đến lịch sử sứ mệnh thời khắc. Hắn lương tâm cũng không thể chịu đựng Đinh Hàm cứ như vậy ăn mặc ẩm ướt váy ngủ a. Cho nên, hắn trước hết giúp Đinh Hàm cởi xuống váy. Sau đó muốn cho nàng lau khô thân thể, sau cùng mặc vào thiếp thân nội y. Đây là một cái có được chính nghĩa tâm địa người nhất định phải làm. Nửa giờ sau, La Quân lưu luyến không rời rời đi Đinh Hàm gian phòng. Hắn đã cho Đinh Hàm cởi xuống váy, thay đổi thiếp thân nội y, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hắn nhất định phải rời đi, bởi vì tại cả trong cả quá trình, La Quân quả thực cũng là qua đủ tay nghiện. Từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy mình nếu ngươi không đi, khẳng định phải thú huyết sôi trào, trực tiếp đem Đinh Hàm cho ăn. La Quân tuy nhiên có chút hỗn đản, nhưng cũng là cái hữu tuyến người a. 3 giờ sáng, La Quân trong giấc mộng bị một trận thấp giọng thút thít đánh thức. Cái này tiếng khóc âm rất ngột ngạt, bình thường người là tuyệt đối nghe không được. Nhưng La Quân thính lực biến thái, cho nên hắn vẫn là nghe được. Là Đinh Hàm đang khóc. La Quân nhất thời trong lòng thương yêu đứng lên, Đinh Hàm đến là thế nào? Hắn lập tức liền rời giường, đi ra ngoài, đi vào Đinh Hàm trước cửa. Hắn tại Đinh Hàm trước cửa nghe cái kia thút thít kiềm chế thanh âm liền càng thêm rõ ràng. La Quân thấp giọng hô, Đinh Hàm. Đinh Hàm lập tức ngây người. Nàng trên giường bôi đem nước mắt, theo rồi nói ra, ta không sao, ngươi đi ngủ đi. Ngươi đến làm sao? La Quân không khỏi hỏi. Đồng thời, hắn trực tiếp đem cửa chấn khai. Đinh Hàm lập tức trốn ở chăn đơn mỏng bên trong, nàng bị La Quân dạng này thô bạo giật mình. Cũng càng không muốn để La Quân thấy được nàng mềm yếu rơi lệ một mặt. La Quân thì không thể gặp nữ nhân khóc sướt mướt, hắn cũng không bật đèn, trực tiếp đi vào trước giường. Đột nhiên một tay lấy cái kia chăn đơn mỏng kéo ra. Nhất thời, La Quân đã nhìn thấy gợi cảm vô cùng Đinh Hàm, ăn mặc thiếp thân quần áo lót, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Bộ dáng này thật là có khác phong tình. Đến có chuyện gì không thể nói với ta, La Quân nổi nóng nói ra.
Hắn cũng biết mình làm như vậy không ổn, nhưng hắn tính khí lên cũng là loại tính tình này. Đinh Hàm cũng không nói lời nào, nàng lúc này lộ ra đến tội nghiệp, chỉ là tiếng nức nở càng ngày càng lợi hại. Tại La Quân trong ấn tượng, Đinh Hàm là cái có ngạo cốt nữ tử, xưa nay đều không yêu ở trước mặt người ngoài bày ra chính mình mềm yếu. La Quân vốn cho là mình như vậy thô bạo, Đinh Hàm nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng là Đinh Hàm lại là khóc càng phát ra lợi hại. Cái này điềm đạm đáng yêu, nước mắt như mưa bộ dáng, lập tức để La Quân chân tay luống cuống. Đinh Hàm, thật xin lỗi. La Quân vội vàng nói xin lỗi, hắn đem chăn mỏng tử tìm đến cho Đinh Hàm đắp lên qua. Sau đó, con hàng này lại vô liêm sỉ cũng đến trên giường, đem Đinh Hàm ôm chặt lấy. Đinh Hàm cũng không dãy giụa, thì như vậy co quắp tại La Quân trong ngực. Tựa như là tiểu muội nhà bên, giờ phút này nàng cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được bến cảng. La Quân ôm ấp lấy Đinh Hàm mỹ diệu thân thể mềm mại, cảm giác đến vô cùng thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, Đinh Hàm tiếng nức nở càng ngày càng nhỏ, sau cùng lại ngủ. La Quân cũng liền như vậy thiếp đi. Hắn khi tỉnh dậy là rạng sáng 5 giờ, bên ngoài sắc trời đã tảng sáng. Hắn đột nhiên vừa mở mắt, liền đã nhìn thấy Đinh Hàm mở ra như điểm sơn con ngươi, nàng đang nhìn chăm chú La Quân. La Quân mở mắt ra, Đinh Hàm lập tức bối rối nhắm mắt lại. La Quân nhìn lấy Đinh Hàm mê người môi đỏ, hắn nhịn không được hôn đi lên. Đây là một loại bản năng phản ứng, đối mỹ hảo sự vật một loại ái mộ. Đinh Hàm bắt đầu hơi hơi giãy giụa, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong La Quân trong khi hôn hít. La Quân tham lam hấp thu Đinh Hàm ngọt ngào nước bọt, hai người nhất thời giống như thiên lôi dẫn ra địa như lửa. Lúc này, La Quân rất muốn có động tác kế tiếp. Nhưng hắn tay vừa mới động, Đinh Hàm liền tóm lấy La Quân tay, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, sau khi nói xong, ta sẽ để cho ngươi đạt được thân thể ta. La Quân trong lòng nhất thời lửa nóng. Đinh Hàm có vẻ hơi bình tĩnh đến làm cho La Quân cảm thấy lạ lẫm. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu mới bắt đầu kể rõ, ba ba ta là cục kiểm tia, a khoa trưởng, mẹ ta là trường chuyên cấp 3 số học lão sư. Ta từ nhỏ gia cảnh ưu việt, cũng là trong nhà con gái một. Cha mẹ ta xem ta vì hòn ngọc quý trên tay. Mẹ ta thường nói ta là nàng tiểu công chúa, ta tại bằng hữu thân thích trong mắt, cũng là một cái tiểu công chúa. Từ nhà trẻ đến đại học, ta thành tích vẫn luôn là cùng cấp trước 10 người, ta đồng dạng là trong mắt lão sư con cưng. La Quân yên tĩnh nghe. Hắn cũng không cắt ngang Đinh Hàm kể rõ. Đinh Hàm tiếp tục nói, ta đã từng ảo tưởng qua, ta muốn gả nam nhân nhất định là một vị bạch mã vương tử. Lại hoặc thì là tử hà tiên tử chỗ ảo tưởng, đáp lấy ngũ sắc tường vân đến cưới ta. Về sau ta gặp được ta chồng trước Dương Văn Định, hắn là chủ tịch hội sinh viên, hắn ăn mặc màu trắng âu phục, ôn tồn lễ độ. Hắn truy cầu ta, ta không thể tự kềm chế yêu hắn. Cha mẹ ta phản đối. Ta không tiếp theo phụ mẫu bất hòa, chưa kết hôn mà có con. Về sau phụ mẫu cũng không thể không thỏa hiệp, cứ như vậy ta cùng Từ Chí kết hôn, sinh hạ Tiểu Tuyết. Thế nhưng là cưới sau ta mới bắt đầu biết, tưởng tượng cùng hiện thực là có khác nhau. Dương Văn Định người này, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bất kỳ công việc gì đều làm không dài, vẫn yêu cờ bạc trả ra gì. Một năm kia, ta lưu chỉ nước mắt, ta thậm chí không dám cùng cha mẹ ta nói, bởi vì đây đều là chính ta nghiệp chướng. Sự thật chứng minh, ta không phải cái gì thiên chi kiêu nữ, càng không phải là cái gì công chúa, ta bất quá là một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn. Ta lúc đầu, đã đối nam nhân hết hy vọng, nhưng có đôi khi trời tối người yên lúc, ta cũng sẽ tịch mịch. Cũng vẫn là sẽ đối với ái tình có một tia ảo tưởng. Về sau, La Quân, ta thì gặp được ngươi, ngươi theo ta biết những nam nhân kia cũng khác nhau, ta cảm thấy ngươi là chính thức nam tử Hán. Ta muốn a, muốn a, ngươi bất quá là cái tiểu bảo an. Ta Đinh Hàm tuy nhiên lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, nhưng có lẽ vẫn là xứng với ngươi, không phải sao? La Quân nghe vậy không khỏi sờ mũi một cái, Đinh Hàm lời này là không tệ. Nàng tuy nhiên đã ly hôn, có nữ nhi, nhưng lấy nàng khí chất cùng mỹ lệ, phối chính mình một cái tiểu bảo an là dư xài. Bất quá La Quân là cái thần kinh không ổn định người, hắn thì từ không nghĩ tới với ai xứng hay không vấn đề. Cũng sẽ không có phức cảm tự ti, coi như đối phương là hoàng thất công chúa. Hắn cũng không thấy đối phương có cái gì không tầm thường, chính mình có cái gì không xứng với. Coi như đối phương là phục vụ viên, chỉ cần hắn cảm thấy thuận mắt, cũng không thấy đối phương hội không xứng với chính mình. Hắn là cái sống phá lệ thoải mái không bị trói buộc người. Chính hắn vô cùng rõ ràng đối Đinh Hàm cảm giác, hắn ưa thích Đinh Hàm,
nhưng càng ưa thích là Đinh Hàm thân thể. Hắn cũng không xác định nếu như chính mình thực sự đến Đinh Hàm thân thể, có thể hay không sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Hắn duy nhất có thể khẳng định là, hắn chả không muốn cứ như vậy kết hôn, tổ kiến gia đình, từ đó bị trói buộc tại trong gia đình. Cũng đã không thể qua quán ba tán gái chờ một chút, đây đều là hắn không thể làm đến. Đinh Hàm lại là không để ý La Quân nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Nàng phối hợp tiếp tục nói. Ta biết rõ, đi cùng với ngươi là rất lợi hại không sáng suốt. Giống ta như bây giờ, nên qua tìm một cái thành thục trung niên nhân, hắn ứng sự nghiệp có thành tựu. Hắn hẳn là đã ly hôn, cũng có thể mang một đứa bé. Hắn hội sủng ta như 17-18 tiểu công chúa. Mẹ ta cũng không chỉ một lần giới thiệu cho ta qua, cũng có mấy cái lão tổng đối ta nhất kiến trung tình, lại nhiều lần truy cầu. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu cảm giác, bọn họ đều là công danh lợi lộc, hiện thực. Ta cùng ta mẹ nói không có cảm giác, mẹ ta chỉ trích ta đến bây giờ còn không hấp thụ giáo huấn. Nói ta cảm giác chưa từng có đối diện, mà ta cũng không nói lời nào tốt phản bác. La Quân yên lặng nghe, hắn có thể cảm nhận được Đinh Hàm nội tâm dãy giụa, xoắn xuýt. Còn có loại kia không muốn đem thì, không muốn nhận thua tâm tình. Nàng là đối với cuộc sống ôm có hy vọng, không chịu thỏa hiệp dũng sĩ. Cho nên nàng lại ở phòng tạm giam bên trong tự nhủ, có thể theo chính mình qua khắp nơi chạy trốn. Đây là một cái tràn ngập lãng mạn sắc thái nữ hiệp. Đinh Hàm tiếp tục nói, ta cảm thấy, ngươi là tiểu bảo an, chúng ta có thể bình đẳng cùng một chỗ. Ta vẫn là muốn đánh cược một lần, quản chi hội đầu rơi máu chảy. Ta ở trong lòng đối chính ta nói lần này nếu như ta thua, ta thì nhận mệnh. Cho nên, liền xem như người bị nhốt vào, có khả năng muốn khắp nơi chạy trốn tới quốc ngoại, ta cũng quyết định cùng đi với ngươi. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta vẫn là muốn quá ngây thơ. Ta nhìn ngươi cùng Tống Tổng, Mục Tổng những mỹ lệ đó nữ nhân ở cùng một chỗ, ngươi là như thế tự nhiên mà vậy, ta mới biết được, ngươi căn bản cũng không có thể là một cái tiểu bảo an. Ngươi là trời sinh đại nhân vật. Cho nên người đối mặt các nàng không có mảy may phức cảm tự ti. Mà ta đây, Đinh Hàm nói ra, ta bất quá là cái đã ly hôn, không có gì cả hàng second hand. Ta chứ còn có một chút tư sắc, không còn có bất luận cái gì có thể kiêu ngạo mà phương. Huống chi, người còn trẻ như vậy, ta không xứng với ngươi. La Quân hơi hơi ngạc nhiên, sau đó, hắn cũng tỉnh ngộ lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đinh Hàm hội vắng vẻ chính mình. Nguyên lai nàng lại là cảm thấy nàng không xứng với ta. Nữ nhân ngốc này, nàng nguyện ý theo chính mình cùng đi khắp nơi chạy trốn. Lại tại ta La Quân đạt được tự do về sau, cảm thấy không xứng với. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc a. Đinh Hàm, La Quân rất nhớ an ủi Đinh Hàm, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì. La Quân, ngươi không phải một mực đều muốn lấy được thân thể ta sao? Ta hôm nay thỏa mãn ngươi. Đinh Hàm hốc mắt đỏ. Một giọt trong suốt nước mắt trượt xuống, nàng nói ra, nhưng là qua tối nay, chúng ta liền rốt cuộc không muốn gặp nhau. Ta sẽ đi dựa theo mẹ ta ý tứ, tìm một cái đáng tin nam nhân gả. Nàng sau khi nói xong chủ động hôn lên La Quân môi, cũng dẫn dắt La Quân tay qua vuốt ve nàng đại bạch thỏ. La Quân lại là ngây người, trong đầu của hắn thủy chung hồi tưởng đến Đinh Hàm câu kia cũng không tiếp tục gặp nhau. Vừa nghĩ tới cũng không tiếp tục gặp nhau. La Quân cảm giác được tâm lý giống như là có đồ vật gì mất đi. Là như thế chua xót cùng sợ hãi. Lúc này, La Quân bỗng nhiên thì theo bị hạt tử ngủ đông một ngụm một dạng. Hắn đẩy ra Đinh Hàm, nhảy xuống giường. Đinh Hàm không khỏi ngạc nhiên. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Đinh Hàm, trong mắt không có bất kỳ cái gì dục vọng. Có là một loại chân thành tha thiết thành khẩn. Đinh Hàm, người nghe ta nói, người tuyệt đối không có không xứng với ta. Ta càng sẽ không để ý ngươi là có hay không đã ly hôn, có một đứa con gái. Những này thế tục đồ, vật, ta sẽ không để ý. La Quân tiếp tục nói, ta chẳng qua là còn chưa làm tốt thành ra chuẩn bị, ta một người ở bên ngoài tập quán lỗ mãng. Cho nên ta hiện tại cũng không có khả năng thì trái lương tâm nói, ta có thể hứa ngươi một cái mỹ hảo tương lai. Nếu như đến lúc đó ta làm không được, ta chẳng phải là thì giống như Dương Văn Định. Hắn đón đến, tiếp tục nói. Nhưng ta cảm thấy, ngươi có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là ngươi đưa ngươi tương lai, ngươi hạnh phúc ký thác vào trên thân nam nhân. Hoàn toàn có thể không cần dạng này, ngươi có thể có sự nghiệp của mình, có thể trôi qua độc lập mà tiêu sái. Ngươi là tràn ngập lãng mạn sắc thái nữ nhân, ngươi thì phải như vậy. Đinh Hàm lâm vào trầm tư, nhưng rất nhanh, nàng thì tự giễu cười một tiếng,
nói ra, sự nghiệp của mình. Nói nghe thì dễ. La Quân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Hàm muội, ta có thể giúp ngươi à? Như vậy đi, chúng ta hùn vốn mở quán rượu thế nào? Ngươi làm bà chủ, ta cho ngươi xem chàng tử. Ninh Hàm không khỏi tâm động, nhưng ngay lúc đó, nàng nói ra, ta không có nhiều như vậy tiền tài. La Quân nói ra, ta cũng không có, bất quá chúng ta có thể kéo đối tác à. Ngày mai ta đem Tĩnh Thỉ, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh còn có Lâm Thiến Thiến gọi qua. Làm cho các nàng một người ra ít tiền, đến lúc đó lấy Lâm Thiến Thiến quan hệ còn có Tĩnh Thỉ nhân mạch cùng thực lực chúng ta, nhất định có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ninh Hàm nhất thời nói với La Quân tràn ngập chờ mong. Nếu như mình thật có thể làm bà chủ, có thể mỗi ngày có thật nhiều thu nhập, như vậy nàng xác thực có thể độc lập mà ưu nhã, không còn như vậy bàng hoàng bất lực. Bất quá Đinh Hàm vẫn là có lo lắng, nói ra, nhưng hai người chúng ta không có cái gì, tốt như vậy sao? La Quân nói ra, Đinh Hàm, người suy nghĩ nhiều. Các nàng nơi đó kém chút tiền như vậy, ta kéo các nàng xuất tiền là đầu tư. Chúng ta kiếm tiền muốn cho các nàng phân hoa hồng, cũng không có làm cho các nàng ăn thiệt thòi. Hai người chúng ta xuất lực, đúng hay không a? Ninh Hàm tưởng tượng cũng thật là như thế. Nàng sở hữu uể oải đều bị loại này sắp lập nghiệp hưng phấn thay thế. Lập tức, Ninh Hàm tỉnh giấc đến chính mình ăn mặc quần áo lót, quá mức bại lộ. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ như chân trời giáng chiều. Nàng cấp tốc kéo qua cái chăn đem chính mình bao lấy, sau đó sẵn giọng, không cho ngươi nhìn. La Quân gặp Ninh Hàm rốt cục khôi phục bình thường, không khỏi thở phào. Gia hỏa này thực đối làm ăn hứng thú không lớn, đối tiền hứng thú cũng không lớn. Vài ức NDT hắn đều có thể toàn bộ đưa ra ngoài. Bất quá bây giờ, hắn chủ yếu nhất là muốn cho Đinh Hàm hạnh phúc. Hắn như thế nào cũng không thể chịu đựng Đinh Hàm đi cùng một cái bụng lớn nam lão tổng cùng một chỗ. Chỉ cần vừa nghĩ tới Đinh Hàm bị cá biệt nam nhân ép dưới thân thể, La Quân thì muốn giết người. Cho nên... La Quân giờ phút này là thật hạ quyết tâm muốn giúp Đinh Hàm thành lập một phen thuộc về nàng sự nghiệp của mình. Như thế về sau, Đinh Hàm mới sẽ không chấp nhận. Chính mình cũng có thể yên tâm thoải mái một số, dù sao đều để người ta thân thể đều nhìn hết không phải. Bất quá dưới mắt, Đinh Hàm tránh trong chăn một bộ thẹn thùng bộ dáng, điều này cũng làm cho La Quân dậy đùa tâm tư. Nói ra, Hàm muội, dù sao quần áo ngươi đều là ta đổi, ngươi bây giờ che che lấp lấp cũng không có chơi ý nghĩa a. Ninh Hàm lập tức a rít lên một tiếng, nàng cũng là rốt cục nghĩ đến cái này một tiết. Cái này còn không xấu hổ giận dữ muốn CSS, nhưng nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói, ngươi mau đi ra. La Quân cười ha ha, nói ra, Hàm tỷ, cái này cũng không nên trách ta à. Ngươi trong phòng tắm ngủ, ta là lo lắng ngươi xối ra bệnh đến a. Ta đều muốn tốt cho ngươi. Làm sao ngươi biết ta trong phòng tắm ngủ? Đúng lúc này, Ninh Hàm chui ra chăn mền. Hiếu kỳ hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta nào biết a, bất quá là ngươi tiến phòng tắm thời gian quá dài. Ta tại gian phòng có thể nghe được ngươi tắm rửa thanh âm. Ai, Hàm muội, ngươi đừng nói, mỗi ngày nghe ngươi tắm rửa thanh âm, nghĩ ngươi tắm rửa bộ dáng, ta cảm thấy đây là nhân sinh lớn nhất đại hưởng thụ đây. Ngươi cút, Ninh Hàm cũng nhịn không được nữa, nổi giận lấy mắng. La Quân rất ưa thích dạng này đùa giỡn Ninh Hàm. Hắn có thể tưởng tượng ra được Đinh Hàm giờ phút này bộ dáng. Bất quá, trò đùa cũng phải có chừng có mực, cho nên La Quân cười hắc hắc, sau đó liền rời khỏi Đinh Hàm gian phòng. Một đêm này, La Quân ngủ rất là an ổn. Sáng ngày thứ hai, hắn rời giường rất sớm. Rửa mặt thời điểm cùng Đinh Hàm mặt chạm mặt, Đinh Hàm khuôn mặt ửng đỏ, La Quân cười hắc hắc, hỏi, Hàm muội, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Đinh Hàm nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó hướng La Quân trợn mắt chừng một cái. Sau đó liền hùng hùng hổ hổ qua phòng vệ sinh rửa mặt, cũng đóng cửa lại. Hai người đồng đều sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Quân lái xe lại Đinh Hàm đi làm. Hôm nay Đinh Hàm không có bất kỳ cái gì phản kháng, rất là mềm mại. Nàng tâm tình cũng rất tốt, khí sắc phá lệ tốt. Gương mặt kia mà trong trắng lộ hồng, không giống bình thường. Thì theo 17-18 tiểu cô nương gương mặt giống như... Xe chạy nhanh sau khi rời khỏi đây, La Quân nói ra, ta đợi chút nữa thì liên hệ mọi người, ước định cùng một chỗ ăn cơm buổi trưa, sau đó đem chuyện đã định xuống tới. Ninh Hàm có chút hưng phấn gật gật đầu. La Quân sau đó cười ha ha, nói ra, chờ kiếm tiền, mua cho ngươi chiếc Ferrari thế nào. Ngươi trong lòng ta, mãi mãi cũng là công chúa liền nên mở Ferrari. Ninh Hàm khuôn mặt không khỏi ửng đỏ,
trong mắt lại là hiện lên vẻ vui thích. Mặc kệ La Quân nói là thật vẫn còn nói đùa, lời này đều bị nàng trong lòng nhộn nhạo ngọt ngào. Đưa xong Đinh Hàm đi làm về sau, La Quân cũng không có đi vào, mà là đi một nhà cấp 5 sao đại khách sạn. Nhà này đại khách sạn gọi là Minh Châu đại khách sạn. La Quân đặt trước bao một cái phòng, sau đó lại mới cho Mộc Tĩnh gọi điện thoại. Tĩnh tỷ, giữa trưa ta mời khách, tại Minh Châu đại khách sạn, Hokkaido trong phòng. 12 giờ khai tiệc, La Quân nói ra. Mộc Tĩnh bên kia không khỏi buồn cười, nói ra, người cái này vắt cổ chảy ra nước vô duyên vô cớ mời khách làm cái gì. Vẫn là như thế chính thức địa phương. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đến liền biết. Mộc Tĩnh nói ra, ngươi sẽ không tới để cho ta xuất tiền a? La Quân không khỏi im lặng, nói ra, ngoá, ta là như thế người sao? Ngươi chính là, Mộc Tĩnh cười một tiếng, nói ra, sau đó tắt điện thoại. La Quân tiếp lấy lại cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Lâm đội trưởng, giữa trưa mời ngươi ăn cơm, Minh Châu đại khách sạn. La Quân nói thẳng, Lâm Thiến Thiến không khỏi kỳ quái, nói ra, làm sao đột nhiên tại như vậy chính thức địa phương mời ta ăn cơm. La Quân cười ha ha, nói ra, có chút việc tìm ngươi, ngươi đến liền biết. Lâm Thiến Thiến cũng không có làm suy nghĩ nhiều, liền liền đáp ứng. La Quân trong lòng nàng là cái rất đặc biệt nam nhân, cho nên nàng cũng nguyện ý nhiều tiếp xúc một chút. Sau đó, La Quân lại phân biệt mời Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh. Hai nữ cũng là kỳ quái, nhưng mặc kệ như thế nào đều đáp ứng. Sau cùng, La Quân chính là cho Đinh Hàm gọi điện thoại, báo cáo một chút sự tình tiến triển. Đinh Hàm tất nhiên là cao hứng, lại có chút tâm thần bất định, nói ra, các nàng hội đáp ứng không? La Quân cũng không quan tâm, nói ra, các nàng là ta lựa chọn thứ nhất, không đáp ứng ta đang suy nghĩ mặt khác biện pháp. Tóm lại, tiền là lớn nhất vấn đề nhỏ. Đinh Hàm đối La Quân hiện tại là có chút quen thuộc, cho nên cũng không thấy cho hắn lời này là khoác lác. 12 giờ chưa thời điểm, các vị mỹ nữ toàn bộ tới. Đinh Hàm là cùng Tống Nghiên Nhi còn có Đường Thanh cùng đi. Đường Thanh vừa tiến đến, liền lập tức công kích La Quân, nói ra, CS, La Quân, người triệu tập chúng ta năm đại mỹ nữ làm gì? Nói, cướp tiền vẫn là cướp sắc. La Quân cười ha ha, nói ra, triệu tập các ngươi mở tửu trì nhục lâm, vô già đại hội đây. Đường Thanh lập tức mắng, đi chết. Bọn người nữ không khỏi ánh mắt biến quái dị, hai người này nói chuyện phiếm tiêu chuẩn đủ lớn, nhưng là La Quân lời này thật sự là rõ ràng a. Đem tất cả đều bao hàm đi vào. Tửu trì nhục lâm, vô già đại hội là cái gì? Đó là trụ vương cùng chúng ái phi trò chơi đây. Tống Nghiên Nhi ra mặt mỏng, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Lâm Thiến Thiến cùng Mộc Tĩnh đều biết La Quân tính tình, cho nên cũng không có coi ra gì. Đinh Hàm càng là đã thành thói quen. Các vị lãnh đạo, mời ngồi mời ngồi. Sau đó, La Quân lập tức chào hỏi mọi người nhập tọa, sau đó liền để phục vụ viên mang thức ăn lên. Đồ ăn còn chưa lên đến, Đường Thanh lại nói. Nàng nói ra, CS, La Quân, khó được ngươi như thế chính thức mời chúng ta ăn cơm. Có phải hay không là ngươi muốn cùng Đinh Hàm kết hôn, muốn cho chúng ta biết a? La Quân khẽ giật mình, Đinh Hàm càng là đỏ mặt. La Quân tùy cơ ứng biến rất nhanh, lập tức nói, ta ngược lại thật ra muốn có cái này chuyện tốt, thế nhưng là Đinh Hàm không chịu a. Đường Thanh kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, Đinh Hàm là thiên nga, ngươi là cóc ghẻ, khuyên ngươi cũng đừng nghĩ a, hì hì. Nàng vẫn luôn là hô Đinh Hàm tên, cũng không hô Hàm tỷ. Thực là có chút xem thường Đinh Hàm, đồng thời cũng là bởi vì có chút ăn Đinh Hàm dấm. Chỉ là chính nàng cũng không phát hiện a. La Quân cười ha ha, cũng không theo Đường Thanh nhiều lời. Ngược lại là Mộc Tĩnh mở miệng, nàng nói ra, La Quân, ta biết ngươi là vô lợi không dậy sớm. Nơi này đều không phải là ngoại nhân, có gì cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ nói đi. La Quân cũng liền mượn sườn núi xuống lừa, nói ra, hắc hắc, Tĩnh tỷ, vẫn là ngươi giải ta à. Hắn sau khi nói xong thì đứng lên, ấp ủ sau một lúc lâu, tằng hắng một cái, như thế vừa rồi nghiêm mặt nói ra, ta La Quân tại Hải Tân thành phố là mới đến, bằng hữu không nhiều. Cũng liền các ngươi ở đây năm vị, nói nhiều, ta không nói. Hiện tại ta muốn mở một quán rượu, nhưng là trên tay của ta một phân tiền tài đều không có. Ta muốn tìm mọi người kéo điểm đầu tư, ta có thể theo mọi người cam đoan, tuyệt sẽ không để mọi người lỗ vốn. Nếu như tin được ta La Quân, ta cảm tạ. Nếu như không nguyện ý đầu tư, ta đồng dạng cảm tạ. Ta muốn nói cũng là những thứ này. Hắn sau khi nói xong thì ngồi xuống,
sau đó một hơi uống một cốc nước lớn. Hắn là lần đầu tiên như thế nghiêm túc nói chuyện với mọi người. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng, bất quá liền xem như Đường Thanh cũng không tiện ra lại nói mỉa mai. Khiến người ngoài ý là, lần này cái thứ nhất mở miệng không phải Mộc Tĩnh, ngược lại là Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, ta nguyện ý ra 200 vạn đầu tư, nếu như không đủ tiền, ta còn có thể thêm. Một bên Đinh Hàm lập tức tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng lại một lần nữa cảm nhận được La Quân mị lực. Hắn chính là có thể dạng này khiến người ta cam tâm tình nguyện vì hắn ra nhiều tiền như vậy. Sau đó, Mộc Tĩnh cũng mở miệng, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta giống như Nghiên Nhi, có thể ra 200 vạn. Nếu như không đủ, ta có thể thêm. Đa tạ, La Quân đứng người lên, hướng hai người phân biệt cúc khom người. Đường Thanh hì hì cười một tiếng, nói ra, La Quân thì xông ngươi cúi đầu, ta cũng phải cầm 200 vạn cho ngươi chơi đùa. Ta cũng ra 200 vạn. La Quân mỉm cười, cũng hướng Đường Thanh cúc khom người. Đường Thanh gặp hắn thật cúi đầu, không khỏi có chút xấu hổ đứng lên. Cuối cùng là Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến không khỏi cười khổ, nói ra, các ngươi đều là thổ hào a, ta chính là đem ta sở hữu tích xúc lấy ra cũng chỉ có 50 vạn. Như vậy đi, ta ra 50 vạn. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói ra, 50 vạn thì không cần, ngươi ra 30 vạn đi. Lâm Thiến Thiến cũng không kiên trì, nói ra, tốt ha. La Quân nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mất hết vốn liếng. Lâm Thiến Thiến cười nhạt một tiếng, nói ra, không quan trọng. Nàng là thật không quan trọng, nàng đối tiền không có khái niệm gì, nếu như nàng thật muốn tiền, bao nhiêu tiền đều có con đường được đến. Sau cùng cũng là Đinh Hàm. Đinh Hàm có chút xấu hổ, nói ra, ta chỉ có 2 vạn vạn khoảng chừng. La Quân cười một tiếng, nói ra, mọi người cùng nhau tiền không sai biệt lắm cũng có hơn 6 triệu, mở một quán rượu dư xài. Tiếp xuống cũng là cần người đến kinh doanh. Ta quyết định, cái này quán rượu từ ta cùng Đinh Hàm đến kinh doanh, Đinh Hàm là tổng giám đốc, ta là nàng phụ tá. Mọi người không có ý kiến chứ? Đến giờ này khắc này, mọi người cuối cùng minh bạch La Quân vì cái gì đột nhiên muốn mở quán bar. Nguyên lai hết thảy đều là vì Đinh Hàm. Tống Nghiên Nhi, Mộc Tĩnh, Lâm Thiến Thiến cũng đều không có ý kiến gì. Đường Thanh có chút không thoải mái, nhưng cũng không dễ biểu lộ ra. Thế là mọi người nhất trí đồng ý. La Quân lại trực tiếp xuất ra thẻ ngân hàng, nói ra, cái này số thẻ mọi người nhớ một chút, về sau đem tiền đánh vào tới. Ta bước kế tiếp sẽ tay bắt đầu chuẩn bị quán bar. Các ngươi tiền, mỗi một phần tốn hao đi hướng, ta đều sẽ nhớ kỹ. Mặt khác, về phần cổ phần phân hoa hồng, ta nói với mọi người một chút. Chúng ta ở đây tổng cộng là 6 người, mặc kệ nhiều tiền tiền ít, mọi người cổ phần đều là giống nhau. Tương lai kiếm tiền, hội trước đem mọi người tiền vốn bù đắp. Tống Nghiên Nhi nói ra, không có vấn đề. Mộc Tĩnh cũng nói, không có vấn đề. Lâm Thiến Thiến càng là không có vấn đề. Đường Thanh cũng nói, không có vấn đề. Như thế về sau, La Quân cũng coi là thở phào. Hắn nói ra, cảm tạ mọi người tín nhiệm. Bữa cơm này, ăn có chút vui sướng. Trừ Đường Thanh có chút khó chịu, nàng khó chịu là bởi vì La Quân đối Đinh Hàm tốt như vậy. Mà Đinh Hàm cũng để ý đến Đường Thanh biểu lộ, nhưng nàng càng hưng phấn là đối tương lai một loại ước mơ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lần lượt tán đi. Đinh Hàm cũng liền chính thức hướng Tống Nghiên Nhi từ chức, không hề đi làm. Tống Nghiên Nhi tự nhiên lý giải cho phép. Sau một tiếng, tất cả mọi người đem tiền đánh tới thẻ bên trên. La Quân cùng Đinh Hàm thủy chung cùng một chỗ, hai người qua ngân hàng tự phục vụ trên máy thẩm tra. Khi Đinh Hàm nhìn thấy số còn lại kia bên trên liên tiếp lúc không giờ, nàng cảm thấy không chân thực tới cực điểm. Số tiền kia, nếu như nàng và La Quân tiết kiệm một chút, có thể qua rất là tiêu diêu tự tại. Bất quá, số tiền kia như là đã đánh tới. Đây cũng là đại biểu mở quán ba sự tình không còn là không chung lâu cát, là nhất định phải qua làm một việc. Cái này đồng dạng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Đinh Hàm hỏi trước La Quân, nói ra, chúng ta tiếp xuống bước đầu tiên làm cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, tự nhiên là uống rượu trước chúc mừng chúng ta đã phóng ra thành công bước đầu tiên. Đinh Hàm cười một tiếng. Thời gian đã là 5 giờ chiều, trời chiều như lửa, chân trời mây hồng là như thế lộng lẫy. Ven đường tiểu nữ hài dơ caramel, khoái lạc chạy nhanh. Cái kia caramel tại hòa tan vào, tản ra ngọt ngào tư vị. La Quân, ngươi có thể mời ta ăn caramel sao? Ninh Hàm bỗng nhiên trông thấy cái kia caramel phòng,
không khỏi nói ra. La Quân nhìn sang, hắn không chút nghĩ ngợi, nói ra, đương nhiên có thể. Ngay sau đó, hai người liền hướng Caramel phòng đi đến. Tiến Caramel phòng, La Quân cùng Đinh Hàm trông thấy trong phòng ngồi đại bộ phận đều là người yêu. Bọn họ là còn trẻ như vậy, đồng thời tràn ngập sức sống. Tại phòng trên cùng có một mặt rất lợi hại cái gương lớn, Đinh Hàm ngẩng đầu đã nhìn thấy nàng và La Quân trong gương bày ra bộ dáng. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng sắc mặt mình hồng nhuận phơn phớt, tựa như là 17-18 tiểu cô nương. Mà La Quân là như thế thoải mái không bị trói buộc, hai người đứng chung một chỗ thế mà rất là xứng, thì theo những người yêu đó một dạng, không có một chút không hài hòa. Đinh Hàm không khỏi vui sướng, vui mừng. La Quân ngược lại không có chú ý những thứ này. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, sau đó riêng phần mình điểm caramel bắt đầu ăn. Đinh Hàm đã nhớ không rõ chính mình rất lâu không có ăn caramel, nàng ăn là như thế vui sướng. Tốt như vậy giống như là trở lại tuổi nhỏ, đại học thời đại. Giống như những năm này chỗ kinh lịch thất bại không tồn tại. Đúng, Đinh Hàm lại nghĩ đến cái gì, hỏi La Quân, nói ra, người nói muốn kinh doanh quán bar, người có kinh nghiệm sao? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta không có kinh nghiệm a. Đinh Hàm không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, vậy người cam đoan nói sẽ không để cho mọi người thua thiệt. La Quân nói ra, không có kinh nghiệm có thể học nha, sợ cái gì? Gan lớn, thận trọng, sáng chế mới, không sai. Hắn cũng là như thế cái lòng tin 10 phần người, làm chuyện gì cũng sẽ không luống cuống, sợ hãi. Đinh Hàm gặp hắn như thế chắc chắn, lại nghĩ tới hắn đặc thù thân phận cùng thủ đoạn, liền lại yên tâm. Ban đêm chúng ta qua quán ba một con đường khảo sát khảo sát. La Quân theo rồi nói ra. Đinh Hàm gật gật đầu, nói ra, tốt. Màn đêm buông xuống, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Toàn bộ Hải Tân thành phố đều tắm rửa tại đèn đuốc bên trong. Nhà nhà đốt đèn, huy hoàng sáng chói. Bờ biển thổi tới dâm đãng mà yên tĩnh phong. Quán ba một con đường là Hải Tân thành phố đặc sắc đường phố, đến Hải Tân thành phố du lịch, thì nhất định muốn đến quán rượu này một con đường tới. Ở chỗ này, người có thể thu hoạch ái tình, cũng có thể thu hoạch pháo hữu. Nơi này đồng thời còn là tình một đêm thịnh địa. Quán ba một con đường, tới gần bờ biển. Nơi này trong không khí tất cả đều là gió biển vị đạo. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được hải triều chập trùng thanh âm. Tại bờ biển du ngoạn mệt mỏi, lại đến trong quán ba uống một chén tửu, cùng nhìn vừa ý nữ tính qua sát vách quán rượu tới một lần trận đấu giao hữu, đây là phi thường dễ chịu hài lòng sự tình. La Quân mở ra pho xe, chở Đinh Hàm đi vào quán ba một con phố khác. Đinh Hàm bây giờ hết thảy đều nghe La Quân, chính nàng cũng không có mở quán ba kinh nghiệm. Tuy nhiên ngẫm lại chính mình lập nghiệp rất hưng phấn. Nhưng nàng trong đầu vẫn là không có đầu mối gì. Dục dụ quán ba, La Quân đọc một câu, sau đó dừng xe ở quán ba phía trước, cái này quán rượu là quán ba một con đường bên trong sinh ý nóng nảy nhất một nhà. Chúng ta vào xem, lấy kinh nghiệm. Hắn vừa nói, xuống xe cho Đinh Hàm mở cửa xe. Đinh Hàm liền cũng xuống xe, nàng nhìn khắp bốn phía, liền cũng liền phát hiện cái này bốn phía ngừng đều là xe tốt, xe sang trọng. La Quân một cỗ phá pho ngừng ở chỗ này lộ ra rất là keo kiệt. Bất quá La Quân là không quan tâm những thứ này. Hai người cùng nhau tiến dục dụ quán ba. Cái này dục dụ quán ba là diễn nghệ hình quán ba, còn không tiến vào liền bị đinh tai nhức óc kim loại nặng âm nhạc oanh tạc một phen. Trở ra, La Quân cùng Đinh Hàm liền phát hiện quán rượu này phi thường lớn, có chuyên môn diễn xuất sân khấu. Còn có to như vậy sân nhảy. Giờ phút này, trên võ đài chính đang biểu diễn nóng bỏng múa cột. Sức hấp dẫn 10 phần. Phía dưới trong sàn nhảy, quần ma loạn vũ, bắn đèn giao nhau cuồng quét. Ánh đèn đảo qua qua, liền trông thấy vô số nam nam nữ nữ đều theo đập thuốc giống như tại loạn giao động loạn bầy. Vừa tiến tới, La Quân cùng Đinh Hàm cảm giác được trong thân thể huyết dịch cũng tại bị chấn động. Điên cuồng không khí, cũng là lại yêu nhã dịu dàng thục nữ lại tới đây, cũng không nhịn được muốn làm càn, muốn điên cuồng hét lên hơn cuồng khiếu. Đây chính là quán ba ma lực. La Quân mang theo Đinh Hàm đi vào quầy ba trước, người pha rượu kia hết thảy có 4 tên, vì La Quân cùng Đinh Hàm phục vụ là một tên tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ này ăn mặc quần áo lao động, mỉm cười, hỏi, hai vị uống chút gì không? La Quân nhếch miệng cười mở cười một tiếng, nói ra, ta muốn một đâm rượu bia ướp lạnh. Hàm muội, người thì sao? Đinh Hàm nói ra, lam sắc yêu cơ. Tiểu mỹ nữ nói ra, tốt, hai vị chờ một lát. Nàng lập tức cho La Quân đẩy tới một ly đá bia dinh dưỡng.
tiếp lấy cho Đinh Hàm điều lam sắc yêu cơ. La Quân uống một miệng lớn bia đá, cái này băng thoải mái từ thấu tâm phổi, sau một cái thoải mái chữ. Sau đó, La Quân ánh mắt bắt đầu bốn phía qua đi tuần tra. Con hàng này quán ba đi dạo nhiều cũng là cái này tính tình, nhịn không được qua tìm kiếm có thể lấy hạ thủ mỹ nữ. Bất quá hôm nay Đinh Hàm ở bên người, hắn vẫn là phải có điều thu liễm. Tiểu mỹ nữ lúc này cũng cho Đinh Hàm điều tốt lam sắc yêu cơ, nàng uống một ngụm, cảm thấy băng thoải mái chua xót ngọt, rất là kỳ diệu. Hàm tỷ, chúng ta cũng đi trong sàn nhảy khiêu vũ đi. La Quân đề nghị. Đinh Hàm liếc mắt cái kia sân nhảy, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta không biết. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cũng sẽ không a. Ở trong đó cũng không có mấy cái sẽ, tất cả mọi người là nhảy loạn, loạn chiếm tiện nghi. Đinh Hàm khuôn mặt ửng đỏ, nói ra, ta vẫn là không đi. Nếu không chính ngươi đi thôi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, tốt, ta qua. Hắn thực cũng không muốn Đinh Hàm qua đâu, chẳng qua là chính mình muốn đi. Hắn sợ Đinh Hàm đi vào bị người chiếm tiện nghi. La Quân uống một hớp bia lớn, sau đó thì hướng trong sàn nhảy xông vào. Con hàng này sau khi đi vào cũng là xô đẩy sờ loạn. Khoan hãy nói, cái này trong sàn nhảy các nữ sĩ, hoàn phỉ yến xấu, từng cái tao vô cùng. La Quân cảm thấy mình thì theo vào bàn ti động giống như. Rất nhanh, La Quân ánh mắt bị một người mặc màu đỏ tề tiểu váy ra mỹ nữ hấp dẫn đến. Mỹ nữ này 22 tuổi khoảng chừng, trên rốn đánh cái bông tai, ăn mặc nóng bỏng, trước ngực sự nghiệp dây rất là hùng vĩ, nhìn một cái, trắng bóng một mảnh. Nàng dẫy dụa bờ mông, chủ động tới trêu chọc La Quân. La Quân vẫn là dài có chút thanh tú cùng khỏe mạnh. Mỹ nữ này nhìn cũng không phải là cái gì phụ nữ đàng hoàng, La Quân thích nhất cùng dạng này mỹ nữ đánh trận đấu giao hữu. Một đêm khoái hoạt về sau, liền đường ai nấy đi, không có chút nào lưu luyến. La Quân tránh trong sàn nhảy, cảm thấy dù sao Đinh Hàm cũng nhìn không thấy, cho nên cũng liền cùng mỹ nữ này khỏa cùng một chỗ. Con hàng này tay tại tiểu mỹ nữ trên mông một trận nhào nặn, cái này có thể đem hắn thoải mái hỏng. La Quân cũng chính là qua qua tay nghiện, cũng không tính thật phát sinh cái gì. Mỹ nữ tay cũng tại La Quân trên thân tìm tòi, hai người chỉ kém không có trong sàn nhảy đến cái hiện trường kích tình. La Quân như cá gặp nước, hắn ưa thích chính là như vậy sinh hoạt. Vô cầu vô thúc, không ràng buộc. Bất quá, La Quân lập tức liền có chút nhạc cực sinh bi. Một cái tóc vàng lưu manh chen tới, một tay lấy nóng bỏng mỹ nữ kéo qua qua. Cái này tóc vàng lưu manh xông mỹ nữ giận dữ hét, giang ngữ thần, người cái lẳng lơ, lại dám cõng lão tử theo khác nam nhân câu tam đáp tứ. Giang ngữ thần một thanh hất ra tóc vàng lưu manh tay, chẳng thèm ngó tới mắng, ngóa, người có lầm hay không? Lão nương cũng là cùng ngươi trải qua mấy lần giường mà thôi. Lúc nào thành bạn gái của ngươi, lão nương muốn theo người nào chơi thì với ai chơi? Nàng nói liền đến kéo lại La Quân tay, nói ra, soái ca, chúng ta đi, mướn phòng qua. Xoa, La Quân âm thầm cảm thấy kích thích, đáng tiếc mẹ nó mình không thể thật đi mướn phòng a. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không muốn trong sàn nhảy đợi. Thì cùng Giang Ngữ Thần đi ra sân nhảy. Hai người vừa ra sân nhảy, cái kia tóc vàng lưu manh thì theo đi ra. Đi theo tóc vàng lưu manh cùng một chỗ còn có ba tên côn đồ. Cái này bốn vị thanh niên đều là hung ác hạng người. La Quân lo lắng bị Đinh Hàm trông thấy, hắn quay đầu nhìn một chút lại không nhìn thấy Đinh Hàm. Ám đạo nàng khả năng qua nhà vệ sinh, coi như thế, hắn vẫn còn có chút sốt ruột. Liền cởi ra Giang Ngữ Thần tay, nói ra, ta có việc đi trước. La Quân nói xong cũng muốn đi. Cái kia tóc vàng lưu manh bốn người lập tức đem La Quân ngăn lại. Tóc vàng lưu manh ánh mắt âm ngoan nhìn lấy La Quân, nói ra, Thảo, chiếm bạn gái ta tiện nghi liền muốn trốn. Giang Ngữ Thần cũng có chút khó chịu La Quân, nói ra, soái ca, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ngươi sợ hắn làm gì? Ngươi thì cùng hắn đánh, đánh thắng, lão nương đêm nay tùy ngươi chơi. Tóc vàng lưu manh nghe xong Giang Ngữ Thần lời này, càng thêm phẫn nộ. La Quân nhìn về phía tóc vàng lưu manh, cười ha ha, nói ra, nàng đều nói không phải bạn gái của ngươi, ngươi có muốn hay không mặt a? Thảo, tóc vàng lưu manh giận tím mặt, lập tức xách quyền đánh tới hướng La Quân, đồng thời nói ra, mấy ca, đánh gì ết, ết hắn. La Quân nhìn cũng không nhìn, không nhìn tóc vàng lưu manh quyền đầu, trực tiếp một chân đá ra qua. Lập tức đem tóc vàng lưu manh đá bay ra ngoài, tóc vàng lưu manh trùng điệp ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được.
Còn lại mấy cái tên côn đồ cũng nhanh chóng nhào về phía La Quân, ôm chân, nâng đỡ nâng đỡ. La Quân bắt bọn họ cõng, mất dấu rác rưởi giống như, trong nháy mắt liền đem mấy tên ném ra bên ngoài. Đánh những này tiểu côn đồ, một điểm khiêu chiến đều không có. Bất quá một màn này lại đem cái kia tiểu mỹ nữ Giang Ngữ Thần nhìn ngốc, ta dựa vào, đẹp trai đến CSS. Giang Ngữ Thần lập tức tới cản La Quân, nói ra, soái ca, ngươi thật là mạnh, đi thôi, đêm nay ta cùng ngươi ngủ. Ngủ em gái ngươi a. La Quân một tay lấy Giang Ngữ Thần đẩy ra, nói ra, ca không phải tùy tiện người được không? Hắn sau khi nói xong thì cười mỉm hướng Đinh Hàm đi đến. Đinh Hàm ở bên kia thanh tú động lòng người nhìn lấy. Giang Ngữ Thần bị phát cái con quay, tốt nhất mới thật không dễ dàng đứng vững. La Quân đi vào Đinh Hàm bên người, nhếch miệng cười một tiếng, hô, Hàm muội. Đinh Hàm vừa rồi xác thực qua nhà vệ sinh, thấy thế lại hỏi, chuyện gì phát sinh? La Quân lập tức tự biên tự diễn, nói ra, ai, mị lực quá lớn. Một nàng tiểu thái muội muốn hiến thân, bạn trai nàng nhóm ăn dấm muốn giáo huấn ta. Kết quả ngươi thấy, bị ta phản giáo huấn. Cái này tiểu thái muội còn muốn tiếp tục hiến thân, nhưng ta là tùy tiện như vậy người sao? Ta thế nhưng là có hàm muội ngươi. Đinh Hàm trong mắt lóe lên ngọt ngào chi sắc. La Quân lời nói để cho nàng rất là hưởng thụ. Cũng không phải La Quân là cái hoa ngôn xảo ngữ tên lừa đảo, chủ yếu là con hàng này gái để cua nhiều, nói dỗ ngon dỗ ngọt đã là một loại thói quen nghề nghiệp. Nơi này cũng không có gì tốt đợi, chúng ta đi thôi. La Quân nói ra, hắn chủ yếu là sợ hoang ngôn bị vạch trần. Đinh Hàm tự nhiên cũng liền dựa vào La Quân. Hai người tính tiền qua đi ra quán bar, bất quá đi không bao xa, đằng sau thì có một đám lưu manh đuổi tới. Đứng lại, chờ đi. Đám kia lưu manh hết thảy ước chừng 20 người, cầm trong tay ống thép, khí thế hung hung. Đinh Hàm không khỏi giật mình, La Quân lập tức dắt Đinh Hàm tay, nói ra, không có việc gì. Tuy nhiên hắn có thể chạy mất. Nhưng quân ca bình thường sẽ không tùy tiện chạy trốn. Hắn cùng Đinh Hàm trở lại, chờ lấy bọn côn đồ đuổi theo. Này một đám đuổi theo người, đáng chú ý cũng là tóc vàng lưu manh cùng Giang Ngữ Thần. Còn có cái quang đầu ca mặc sơ mi hoa, xem xét cũng là đại ca đại. Chỉ trong chớp mắt, một đám lưu manh liền đem La Quân cùng Đinh Hàm bao bọc vây quanh. Cái kia tóc vàng lưu manh hướng quang đầu ca nhất chỉ La Quân, nói ra, đông ca, cũng là gia hỏa này phao bạn gái ta. Mẹ trứng, Giang Ngữ Thần trước mắng, cậu tử Lý Thịnh, ai là người bạn gái? Lão nương là bạn gái sao? Đừng ầm ĩ nhao nhao, đầu chọc Đông Ca rất có uy nghiêm, nói ra. Giang Ngữ Thần tựa hồ có chút kiêng kỵ Đông Ca, ngay sau đó không dám lại nói. Cái này Đông Ca gọi là Tề Đông Lai, dục dụ quán ba là hắn bảo bọc. Tóc vàng lưu manh gọi là Lý Thịnh, là hắn tiểu đệ. Tiểu đệ bị người đánh, Tề Đông Lai khẳng định phải vì ra mặt. Lúc này, Tề Đông Lai nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt lạnh lùng, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đinh Hàm. Nhìn thấy Đinh Hàm lúc, Tề Đông Lai ánh mắt nhất thời thả ra kỳ dị ánh sáng. Xác thực nói, là một loại rất có xâm lược tính quang mang. Đinh Hàm hôm nay mặc là màu đỏ đai đeo váy, mát lạnh mà mỹ lệ. Nàng dài thật sự là mỹ lệ mà thành quen, không có nam nhân có thể không vì nàng động tâm. Nàng quá ít nữ ngượng ngùng. Chính là nữ một đời người tươi đẹp nhất thời khắc. Nàng dáng người, có lồi có lõm, tăng một điểm giảm một điểm đều không được. Nàng khí chất, càng là không nói. Tề Đông Lai khi nhìn đến Đinh Hàm giờ khắc này, liền cảm giác đến mình đời này nếu có thể ngủ lấy nữ nhân này, cũng là CSS cũng đáng. La Quân rất chán ghét Tề Đông Lai loại ánh mắt này, theo chính mình nữ nhân bị người đoạt một dạng. Hắn nhíu mày, sau đó ngăn ở Đinh Hàm trước mặt. Đinh Hàm lập tức cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn, phảng phất La Quân là lớp kín tường, tránh sau lưng hắn, coi như sơn băng địa liệt cũng không sợ. Cũng là ngươi chiếm ta đệ tức tiện nghi, Tề Đông Lai lạnh lùng xông La Quân nói ra. La Quân khắp không quan tâm, nói ra, là ngươi em dâu chiếm ta tiện nghi, khóc xin muốn đi với ta mướn phòng. Ta không có đáp ứng. Thả ngươi mẹ cái rắm, cái kia tóc vàng Lý Thịnh lập tức mắng. Tề Đông Lai nói ra, như vậy đi. Ngươi để ngươi nữ nhân bên cạnh ngủ cùng ta một đêm, chuyện này cứ như vậy kết. Ngươi có ý kiến gì hay không? La Quân không khỏi cười, sau đó khinh miệt nói ra, bằng ngươi, cũng xứng. Tề Đông Lai cảm nhận được La Quân khinh miệt cùng khinh thường, hắn nhất thời ánh mắt rét lạnh, nói ra, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho ta hướng trong chết đánh.
Cái này một hai chục tên côn đồ, toàn bộ cầm ống thép, vẫn rất có uy thế. Ninh Hàm tại La Quân đằng sau gặp chiến trận này, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù biết La Quân rất lợi hại, nhưng giờ này khắc này vẫn cảm thấy La Quân hội yếu không địch lại mạnh a. Đậu phộng, La Quân mở miệng trước, nói ra, mẹ nó, các ngươi chớ làm loạn a. Ta rất lợi hại, lại đến đem các ngươi toàn đánh ngã. Ha ha ha, một đám lưu manh nghe La Quân cái này miệng cọp gan thỏ lời nói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thực La Quân là bên ngoài mạnh bên trong cũng mạnh, nhưng mọi người đã cảm thấy ra hỏa này tâm hỏng. Tề Đông Lai khinh thường nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là Diệp Vân A, một cái có thể đánh 10 cái. La Quân cười ha ha, nói ra, ta không phải Diệp Vân, ta so Diệp Vân còn lợi hại hơn. Bởi vì ta có thể một cái đánh các ngươi, 20 cái. Tề Đông Lai không khỏi cười, nói ra, người mẹ nó là ở đó đến hai bước A. Đón đến, ánh mắt âm trầm xuống, nói ra, đánh cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, chúng lưu manh ống thép dương lên cao, cùng nhau nhào lên. Cái này quả nhiên là muốn đem La Quân loạn côn đánh CS bên trong. Ninh Hàm không khỏi dọa đến nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. La Quân lại là cười lạnh, hắn đột nhiên xuất thủ. Những tên côn đồ này nhóm động tác tại La Quân trong mắt, thật sự là quá chậm. Hắn hú lên quái dị A Đạt, tiếp lấy liên tục xuất thủ. Trong nháy mắt, đá ra 36 chân. Cái này 36 chân có thể là có chút kết quả, chính là bắc phái giới võ thuật bên trong tam thập lục lộ đàm thối. Đàm thối vừa ra, thần quỷ kiến sầu. La Quân chân này bị đá so cái kia Phật Sơn vô ảnh cước còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt, buồn bã hô liên tục. Mười mấy lưu manh liền bay ra ngoài. Còn lại lưu manh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn là xông lên. La Quân bắt trước chân tử đan đánh tiểu Nhật Bản động tác, tới một cái xử lý một cái. Đến hai cái, xử lý một đôi. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, những này đám côn đồ căn bản là thấy không rõ. Lúc này, Đinh Hàm cũng mở mắt ra, nàng lập tức liền trông thấy La Quân đại triển thần uy một màn này. Còn có cái kia Giang Ngữ Thần. Càng là nhìn ngốc. Trong mắt nàng hiện ra ngôi sao nhỏ, miệng nói, ta dựa vào, so Lý Tiểu Long còn mạnh hơn A. Ngay vào lúc này, sau cùng hai tên lưu manh ống thép phung mạnh đến, La Quân nhất trưởng đánh trúng tay hắn mạch, ống thép rơi địa. La Quân tiêu sái tiếp được ống thép, sau đó một ống thép đánh vào hắn trên trán. Gia hỏa này lập tức đầu rơi máu chảy, buồn bã hô lui lại. La Quân ra tay rất có nặng nhẹ, không có làm bị thương hắn đầu lâu. Bất quá là bị thương ngoài ra mà thôi. Một cái khác lưu manh ống thép phung mạnh đến, La Quân đem ống thép hướng phía trước một khung, xoắn một phát, lập tức đem cái kia lưu manh ống thép hút quá khứ. La Quân đem cái kia ống thép trên tay múa đến theo phong hỏa luân giống như, thật sự là đẹp trai đến CSS. Cái kia lưu manh nhìn trợn mắt hốc mồm, La Quân một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền nhìn về phía tóc vàng Lý Thịnh còn có Tề Đông Lai. La Quân cười ha ha, nói ra, thế nào, ca ca không có lửa ngươi a? Tề Đông Lai không khỏi sắc mặt trắng bệch, run giọng nói ra, ngươi muốn thế nào? La Quân sắc mặt chìm xuống, hắn tiến lên trước mấy bước, đột nhiên một ống thép ba một tiếng đánh vào Lý Thịnh trên tay. Lý Thịnh lập tức ôm tay khóc giống, tay hắn đã bị vỡ nát gãy xương. La Quân lãnh đạm nói ra, ngươi vừa rồi mắng qua mẹ ta, đây là một điểm nho nhỏ giáo huấn. Lý Thịnh trước đó nói qua thả La Quân mụ mụ cái rắm, câu nói này mang thù La Quân có thể sẽ không quên. La Quân tuy nhiên không biết mình mẫu thân là cái dạng gì, nhưng lại không cho phép ngoại nhân vũ nhục. La Quân ra tay tuyệt đối không phải cười tâu toét, hắn là cái có thù tất báo người. Tề Đông Lai không khỏi càng thêm sợ hãi. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, hắn mắng ta mẹ một câu, tàn phế một cái tay. Ngươi lại phải ngủ nữ nhân ta, lại phải đánh CS ta. Ngươi nói ngươi nên được cái gì giáo huấn? Tề Đông Lai chỉ kém không có khóc lên, hắn biết trước mắt La Quân nhìn giống hai, nhưng ra tay lại là độc ác. Hắn nhịn không được cầu khẩn, nói ra, ca, ca, là ta mù mắt chó, ngươi không muốn chấp nhặt với ta. La Quân, tính toán, chúng ta đi thôi. Ninh Hàm sợ hãi La Quân lại lần nữa dẫn xuất sự tình đến đi ngồi tù, thế là tiến lên đây kéo La Quân. La Quân nhàn nhạt nhìn Ninh Hàm liếc một chút. Nói ra, ta tự có chừng mực. Lời này mang theo một tia uy nghiêm, Đinh Hàm ngốc ngẩn ngơ, liền cũng đã biết loại thời điểm này, chính mình một nữ nhân thực sự không thích hợp nói chuyện. Nàng liền lui qua một bên.
La Quân lại đối Tề Đông Lai cười tủm tỉm nói ra, lúc đầu theo ta tính tình, hôm nay chỉ ít móc ngươi hai mắt, để ngươi nhớ lâu một chút. Bất quá nhìn ngươi nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm, như vậy đi, ngươi thì cho ta bồi điểm tinh thần tổn thất phí, việc này coi như. Tề Đông Lai nghe vậy buông lỏng một hơi, nói gấp, hẳn là, ca ngươi nói số. La Quân nói ra, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi liền tùy tùy tiện tiện cho cái 100 vạn đi. Là NDT, không phải Nhật Nguyên nha. Tề Đông Lai vừa buông lỏng một hơi, nghe xong lời này lập tức khóc tang dậy mặt, ca, ta thật sự là không có nhiều tiền như vậy a. La Quân không nể mặt, nói ra, vậy liền không có cách, tới tới tới, hôm nay ta thì phế ngươi hai cánh tay, một đôi bảng hiệu. Hắn nói xong cũng vùng ống thép muốn phế Tề Đông Lai tay. Tề Đông Lai hoảng sợ té cứ té đái, đột nhiên thì một thanh quỷ đi xuống, kêu rên, ra, ra, không muốn. Ta đi cấp ngươi chủ tiền, ta qua chủ tiền. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ngươi nhìn ngươi chính là hèn như vậy, sớm một chút đáp ứng không là tốt rồi sao? Tề Đông Lai khóc không ra nước mắt, bất quá con hàng này mắt giấu một tia nhỏ không thể thấy âm độc. Sau đó, Tề Đông Lai thì đứng lên, thận trọng nói, tiểu gia, trong tay ta xác thực không có nhiều tiền như vậy, ta phải đi tìm ta đại ca mượn. Ngài có thể cho ta một chút thời gian chủ tiền sao? Hả, dạng này à? La Quân nói ra, ta là thông tình đạt lý người, cho ngươi 10 giờ thời gian, buổi sáng ngày mai 8 giờ đem tiền chủ đến, thế nào? Tề Đông Lai hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Quân thế mà tốt như vậy nói chuyện, hắn vội vàng nói, không có vấn đề. La Quân còn nói thêm, ngươi đem ta dãy số nhớ một chút, thuận tiện đem thân phận của ngươi chứng cho ta. Ngươi nếu là chơi xấu, ta phải đi nhà ngươi tìm ngươi. Tề Đông Lai liên thanh ứng, hắn hiện tại chỉ muốn trước nhanh lên thoát khỏi La Quân cái này ma quỷ. La Quân đem dãy số báo cho Tề Đông Lai, đồng thời đốc thúc Tề Đông Lai dùng di động ghi lại. Sau đó lại đem Tề Đông Lai chứng minh nhân dân tịch thu. Như thế về sau mới phất phất tay thả Tề Đông Lai một nhóm người rời đi. Cái kia Giang Ngữ Thần vốn còn muốn theo La Quân đến cái trận đấu giao hữu, nhưng nhìn La Quân như thế hung thần ác sát, cũng là có chút sợ hãi, sau cùng lưu luyến không rời đi. Nhóm người này, đến nhanh, qua cũng nhanh. Đợi bọn hắn sau khi đi, La Quân liền nói với Đinh Hàm, chúng ta trở về đi. Đinh Hàm trong lòng có đầy bụng nghi vấn, bất quá lúc này cũng không dễ nhiều lời, thì cùng La Quân cùng một chỗ lên xe trước. Sau đó, La Quân nổ máy xe. Xe rất nhanh mở ra quán ba một con đường. Cái này lúc sau đã là 10 giờ tối, bầu trời đầy sao, hai bên cạnh đèn đường sáng ngời. Đinh Hàm nhịn không được hỏi La Quân, nói, La Quân, ta không biết rõ ngươi tại sao muốn cái kia lưu manh 100 vạn. Hắn khẳng định là không có nhiều tiền như vậy, lại nói, chúng ta cũng không thiếu tiền a. Chúng ta đến quán ba một con đường là muốn khảo sát cùng mở quán ba. Những tên côn đồ này tuy nhiên ngươi không sợ. Nhưng bọn hắn tựa như là cây đinh một dạng, lại tiểu đinh tử cũng sẽ quấn tới chân. Trên đời này, duy nữ tử cùng tiểu người không thể đắc tội, người cần gì chứ? La Quân cười ha ha, nói ra, Hàm tỷ, người đây là nói người cũng không thể đắc tội a. Đinh Hàm này có tâm tư nói đùa La Quân, nói ra, La Quân, ta thật có chút bận tâm. La Quân cười cười, nói ra, Hàm tỷ, người thì thanh thản ổn định chuẩn bị làm lão bản nương đi. Phải nên làm như thế nào? Ta tâm lý nắm chắc. Đinh Hàm nao nao, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến La Quân bản sự. La Quân người tại phòng tạm giam bên trong, liền có thể theo Giang Nam thành phố Dương thị tập đoàn thiếu chủ âm thầm đánh cược, sau cùng còn có thể để thiếu chủ kia Dương Lăng thỏa hiệp. Mà bây giờ bất quá là theo một số tiểu côn đồ liên hệ, chính mình lo lắng thật có chút dư thừa. Ngay sau đó, nàng cũng thì không nói thêm lời. Khoảng 10 giờ rưỡi, hai người trở lại phòng thuê bên trong. La Quân trên giường bắt đầu tu luyện Đại Nhật Nguyệt Quyết. La Quân sớm đã là hóa kính đỉnh phong, cách cái kia lục địa chân tiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn vẫn luôn muốn đột phá tầng này, tiến vào lục địa chân tiên. Nhưng mấy năm qua này, hắn không biết đến là kém một bước kia, làm sao đều là không có tiến triển. Tối nay, La Quân một mực vận hành Đại Nhật Nguyệt Quyết. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, khí huyết khôi phục lại miệng cường thịnh trạng thái. Nhưng là đối với lục địa chân tiên chi cảnh vẫn là không tiến triển chút nào cùng đột phá. Cái này lục địa chân tiên cùng hóa kính đỉnh phong nhìn chỉ có một lớp màng, nhưng đây là lý cá vượt long môn khác nhau. Không có phóng qua long môn, hóa kính đỉnh phong lợi hại hơn nữa, đều là phàm nhân. Mà chỉ có phóng qua long môn, trở thành kim đan kỳ cao thủ,
như thế mới xem như lục địa chân tiên. Tiên phàm chỉ trong một ý nghĩ. La Quân một mực tu luyện tới 3 giờ sáng, vẫn là không có tiến triển. Hắn cũng không nóng nảy, biết tu vi đến trình độ này, dục tốc bất đạt, thế là liền đến trong phòng vệ sinh tắm rửa. Sau khi tắm xong, một lần nữa ngã đầu thì ngủ. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, La Quân điện thoại di động kêu. Là Tề Đông Lai đánh tới. La Quân con mắt không có mở ra, liền từ đầu giường đưa điện thoại di động lục lọi ra đến, kết nối. Tề Đông Lai ở bên kia rất là khách khí nói ra, Quân ca, không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi đi. Con hàng này hô La Quân cũng coi là một ngày ba cái xưng hô. Cuối cùng vẫn là cảm thấy hô Quân ca thân thiết. La Quân ngáp một cái, nói ra, ngủ bị ngươi đánh thức, ngươi nói quấy rầy không? Thế nào, tiền gom góp được không? Nếu như gom góp tốt, ta vẫn là hội tha thứ ngươi quấy rầy. Bên kia Tề Đông Lai không khỏi nghẹn lời, hắn do dự sau một lúc lâu, nói ra, Quân ca, ta đại ca muốn theo ngươi giảng hai câu nói. La Quân còn không nói gì, bên kia liền truyền tới một hào phóng âm thanh nam nhân. Thanh âm kia đại đại liệt liệt nói, là La lão đệ a. La Quân ngồi xuống, uể oải nói ra, ngươi là Tề Đông Lai đại ca a. Có phải hay không đem tiền chuẩn bị cho ta tốt? Không có tiền, ta không hứng thú cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vậy đại ca nao nao, sau đó cười lớn nói, La lão đệ quả nhiên là thống khoái người a, ta thích. Tiền không là vấn đề, như vậy đi, buổi trưa hôm nay ta tại vận may trong tửu lâu mở tiệc rượu, liền chờ lão đệ ngươi đến uống rượu lấy tiền. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt, không có vấn đề. La Quân treo cái kia Tề Đông Lai đại ca điện thoại về sau, lại ngã đầu thì ngủ. Bởi vì hôm nay Đinh Hàm đã đi làm, cho nên cũng không cần hắn qua đưa. Bất quá La Quân cũng không ngủ bao lâu, hơn 8 giờ thời điểm, Đinh Hàm thì gõ La Quân cửa phòng ngủ. La Quân rời giường mở cửa, hắn còn có chút còn buồn ngủ. Mà Đinh Hàm thì thanh tú động lòng người đứng tại ngoài cửa phòng ngủ, nàng hôm nay mặc màu trắng quần áo thể thao, buộc đuôi ngựa, lộ ra rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Trên thân mùi thơm càng làm cho La Quân cảm thấy thấm vào ruột gan. Mỗi sáng sớm có thể trông thấy Đinh Hàm, đó là trong một ngày tốt đẹp nhất sự tình. La Quân là gặp nhiều Đinh Hàm đủ loại phong tình, đã cảm thấy nữ nhân này thật sự là một cái bảo tàng. Bất kỳ một cái nào động tác đều bị hắn mê muội. Hắn đồng thời cảm thán cái kia Dương Văn Định thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, thế mà cùng một nữ nhân như vậy ly hôn. Hàm muội, La Quân nhếch miệng cười một tiếng, hô. Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nàng thực mỗi sáng sớm cũng đặc biệt thích xem La Quân nhếch miệng cười một tiếng, gọi mình Hàm muội một khắc này. Cảm thấy La Quân cũng là cái đặc biệt ánh sáng mặt trời, đặc biệt đơn giản chàng trai. Đơn giản như vậy, ánh sáng mặt trời tựa như là trong đại học nhìn nam sinh ở trên sân bóng rổ huy sái mồ hôi. Tại người trưởng thành thế giới bên trong là rất khó nhìn thấy. Khác không biết lớn nhỏ, người đến gọi ta tỷ, người nhanh đi rửa mặt, ta đem mì sợi vào nồi, lại qua mấy phút thì ăn điểm tâm. Đinh Hàm nói ra, La Quân không khỏi nội tâm ủ ấm, nói ra, được rồi. Sau đó lại cố ý nói, Hàm muội. Đinh Hàm cầm La Quân không có cách, cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Đối với La Quân tới nói, loại này buổi sáng tỉnh lại thì có bữa sáng ăn thời gian, còn thực là không tồi oa. La Quân gia hỏa này thoải mái không bị trói buộc, không thích câu thúc. Xưa nay một người, có khi ăn mì, có khi lười nhác một ngày cái gì đều không ăn. Bữa sáng là thanh tiêu mì thịt băm, cộng thêm bánh bao hấp. Hết thảy đều là nóng hổi. Không thể không nói, Đinh Hàm là cái đặc biệt hiền lành nữ nhân. Nàng cẩn thận cho La Quân phục thị lấy hết thảy. La Quân ăn mì ăn rất là vui sướng, Đinh Hàm gặp hắn thích ăn, liền đem chính mình trong chén thịt băm nhào bột mì đầu đều đặn một số quá khứ. Đồng thời, Đinh Hàm không quên hỏi La Quân, nói ra, hôm nay chúng ta đi làm cái gì? La Quân một bên ăn mì, một bên mập mờ nói ra, buổi trưa hôm nay, tên côn đồ kia Tề Đông Lai đại ca nói muốn tại Hồng Vận Lâu mời ta ăn cơm. Ngươi cùng đi với ta đi. Đinh Hàm hơi hơi thất sắc, nói ra, sẽ không phải là Hồng Môn Yến a. La Quân cười ha ha, nói ra, bất kể hắn là cái gì yến, có ăn là được. Trong lời nói, tự nhiên mà vậy toát ra một loại bế nghễ chúng sinh khí thế. Đây chính là La Quân tự tin, xâm nhập đến cốt tủy tự tin. Không quản các ngươi những tiểu lâu la này có âm mưu gì, dù sao lão tử đều không để ý. Đinh Hàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, cũng biết mình lo ngại, La Quân cũng không phải cái đèn cạn dầu. Hồng Vận Tửu Lâu là một nhà cơm trưa làm chủ tửu lâu,
cùng quán ba một con đường rất gần. Quán ba một con đường đến ban ngày, đó là hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ có mấy nhà thanh đi mở cửa. Cái này Hồng Vận Tửu Lâu tại rất nhiều thị dân trong mắt mang một tia lực lượng thần bí, bởi vì Hải Tân thành phố rất nhiều bang hội nói chuyện thời điểm, đều chọn Hồng Vận Tửu Lâu. Giờ phút này, Hồng Vận Tửu Lâu lầu hai bên trong. Tề Đông Lai, Giang Ngữ Thần, Lý Thịnh cung cung kính kính đứng ở một tên bên cạnh trung niên nam tử. Lý Thịnh tay băng bó kỹ, dùng băng vải dán tại trên cổ. Gia hỏa này thủ kinh quá lớn phu trần bệnh, đã là bị vỡ nát gãy xương, liền xem như tương lai tốt, tay này cũng không có khí lực gì. Có thể đi lĩnh tàn tật chứng. Cái này người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc đường sam, nhìn lại có chút nho nhã. Hắn gọi là Lưu Cảnh Thiên, là Hải Tân thành phố thành Bắc đại ca. Hải Tân thành phố hết thảy 4 cái khu, thành Nam, thành Đông, thành Tây, thành Bắc. Cái này 4 cái khu thì có 4 cái đại ca nắm trong tay thế giới dưới lòng đất. Bất quá, 4 cái đại ca phía trên, còn có một vị Long Vương. Long Vương mới thật sự là lòng đất hoàng đế, nhưng là Long Vương bây giờ cơ bản đã tẩy trắng, không thế nào quản thế giới dưới lòng đất sự tình. Hắn lớn nhất danh hào là từ thiện xí nghiệp ra. Lưu Cảnh Thiên cũng không có mang một đám thủ hạ lưu manh đến đây. Trên thực tế, dưới tay hắn cũng không có cái gì lưu manh nhân vật. Cũng chỉ có một đám chánh thức tinh binh hãn tướng. Hôm nay hắn mang thủ hạ hai đại mãnh tướng đến đây. Theo thứ tự là Lộ Bất Quy cùng Chu Thiên Lôi. Lộ Bất Quy năm nay 40 tuổi, là hình ý quyền cao thủ. Hắn ăn mặc rộng rãi màu trắng áo dài tử, an vị ở một bên nhàn nhã uống trà. Còn cái kia Chu Thiên Lôi lại là tuyệt đối mãnh nhân, hắn dáng người cường tráng như trâu, luyện tập là bát quái trưởng. Nay 36 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh. Nói lên Lưu Cảnh Thiên, mọi người trước hết nhất nghĩ đến cũng là Lộ Bất Quy cùng Chu Thiên Lôi. Lưu Cảnh Thiên có thể có hôm nay giang sơn cùng địa vị, dựa vào cũng là cái này hai đại mãnh tướng. Lộ Bất Quy hình ý quyền xuất thần nhập hóa, từng tại lòng đất đấu trường bên trong, liên thắng 36 trận, đem cái gì địa hạ quyền vương, cao thủ toàn bộ đánh cho theo chó một dạng. Chu Thiên Lôi thì là tính tình nóng nảy, thần lực kinh người, có thể xé xác dã nghiêu. Có cái này hai đại mãnh tướng tại, Lưu Cảnh Thiên giống như có Quan Vũ cùng Trương Phi, có thể chống đỡ cản thiên quân vạn mã. Giờ này khắc này, Lưu Cảnh Thiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái kia Tề Đông Lai ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Ngược lại là Chu Thiên Lôi trước khi nói ra, ta nói Thiên ca, chẳng lẽ ngươi thật định cho tiểu tử kia 100 vạn. Lưu Cảnh Thiên nhìn về phía Chu Thiên Lôi, hắn nói ra, cho hay là không cho. Còn muốn xem trước một chút hắn bản sự. Cái này là quân, không có danh tiếng gì, nhưng lại dám chủ động tới khiêu khích, chỉ sợ hết thảy đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lộ Bất Quy làm người trầm ổn rất nhiều, liền cũng phụ họa nói ra, đại ca lời nói có đạo lý, lại tiểu đinh tử cũng có thể quấn tới chân. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút không sai. Một mực cậy mạnh đấu hung ác, sớm muộn sẽ có té ngã thời điểm. Lưu Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại thời đại đã khác biệt, không giống như là trước kia chỉ nói chém chém giết giết. Long Vương gia thì nhìn rất lợi hại thấu triệt, bây giờ hoàn toàn đem sản nghiệp tẩy trắng, rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Chúng ta bây giờ còn không đạt được Long Vương gia độ cao, nhưng cũng phải hướng phương diện này qua phát triển. Thời đại, khoa học kỹ thuật đều tại tiến bộ, chúng ta cái nghề này cũng sẽ càng ngày càng khó lăn lộn. Hắn đón đến, lại lạnh lùng nhìn về phía Tề Đông Lai cùng Lý Thịnh, nói ra, ta sớm nói với các ngươi qua, không nên chủ động qua gây chuyện. Trên đời này so với các ngươi trâu, lợi hại đi thêm. Chỉ có giếng chi con ếch mới có thể không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng. Tề Đông Lai cùng Lý Thịnh vội vàng cúi đầu, nói ra, đúng, đúng, đại ca giáo huấn là. Cái kia Giang Ngữ Thần mặc dù là cái không sợ trời không sợ đất tiểu cô nương, nhưng ở Lưu Cảnh Thiên khí chàng trước mặt, lại là lộ ra dịu dàng cực kỳ. Lúc đầu Giang Ngữ Thần cùng Lý Thịnh cấp bậc là không gặp được Lưu Cảnh Thiên. Bất quá chuyện này, Lưu Cảnh Thiên cần giải chân tướng, liền đem hai người này gọi tới. Nói trở lại, đối với Tề Đông Lai lạn sự, Lưu Cảnh Thiên là lười nhác quản, bất quá Tề Đông Lai là người khác. La Quân buông lời lại hung ác, cho nên Lưu Cảnh Thiên cũng không thể thật làm cho Tề Đông Lai bị La Quân phế. Làm đại ca, không thể không có đảm đương. Và lại, Lưu Cảnh Thiên cũng muốn nhìn một chút La Quân đến là lai lịch gì, ý đồ gì. Lưu Cảnh Thiên làm người thông minh, cho nên cũng không khí thế hung hung qua tìm La Quân phiền phức, lấy lại danh dự. Đó là giang hồ lưu manh thói xấu, hắn lại là bày xuống tiệc rượu, thăm dò La Quân tử. Cho nên nói,
Lưu Cảnh Thiên loại người này cùng Tề Đông Lai căn bản chính là hai cấp độ người. Không nói đến những này, lúc này, La Quân cùng Đinh Hàm cũng đến đúng giờ Hồng Vận Tửu Lâu. Hai người tại phục vụ viên chỉ huy xuống tới đến lầu hai gian phòng trước. Cửa bị gõ mở về sau, La Quân tùy tiện một ngựa đi đầu đi vào. Đinh Hàm theo sát sau. Song phương rốt cục gặp mặt. Lưu Cảnh Thiên lập tức đứng dậy, hắn cười ha hả xông La Quân đi tới, nói ra, vị này nhất định chính là La lão đệ đi, kính đã lâu kính đã lâu. Nói thì theo La Quân đến cái gấu ôm, theo là nhiều năm lão bằng hữu giống như. Cái gọi là đưa tay không đánh tiếu diện nhân, đây là Lưu Cảnh Thiên thủ đoạn. La Quân bị gia hỏa này ôm một cái, làm đều không có ý tứ dưới ngoan thoại. Hai người sau khi tách ra, La Quân sờ sờ não trước, nói ra, lão ca ngươi làm nhiệt tình như vậy, cũng không phải là muốn không cho ta tiền a. Lưu Cảnh Thiên sững sờ, sau đó cười ha ha, nói ra, La lão đệ thật sự là hài hước. La Quân không khỏi trong lòng oán thầm, hài hước em gái ngươi a. Lưu Cảnh Thiên theo rồi nói ra, La lão đệ, mời ngồi, mời ngồi. La Quân liền cũng liền nhập tọa, ngồi tại Lưu Cảnh Thiên đối diện. Đinh Hàm cũng liền ngồi tại La Quân bên người. Lưu Cảnh Thiên nói ra, La lão đệ a, ta mấy cái này tiểu đệ không hiểu chuyện. Ta nghe nói chuyện này, lập tức liền hung hăng giáo huấn bọn họ. Hắn đón đến, lại xông Tề Đông Lai nói ra, còn không mau cho La lão đệ châm trả xin lỗi. Tề Đông Lai nơi đó dám chống lại Lưu Cảnh Thiên mệnh lệnh, vội vàng thưa dạ xác nhận. Đương nhiên, Tề Đông Lai trong lòng cũng khó chịu, cảm thấy lão đại không có cho mình ra mặt. Ngược lại tại cửu nhân trước mặt đem chính mình giáo huấn đến theo cháu trai giống như. Nghĩ thì nghĩ, Tề Đông Lai vẫn là ngay lập tức đi châm trà. Hắn ngược lại vài chén trà, phân biệt cho La Quân, Đinh Hàm, Lưu Cảnh Thiên, Lộ Bất Quy, Chu Thiên Lôi. Như thế về sau, vừa rồi cung kính đứng tại Lưu Cảnh Thiên bên người. La Quân nâng chung trà lên, sau đó nhìn về phía Lưu Cảnh Thiên, nói ra, lão ca, ngươi là người biết chuyện. Bất quá xin lỗi không xin lỗi đều không muốn gấp a, ngươi đáp ứng ta tiền đâu. Con hàng này biểu hiện được theo cái tham tiền giống như. Lưu Cảnh Thiên cười tủm tỉm nhìn lấy La Quân, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu La Quân. La Quân bị Lưu Cảnh Thiên nhìn chằm chằm, hắn nhưng không có nửa phần không được tự nhiên, nhếch lên cái chân bắt chéo, uống trà. Bộ dáng này để một bên Chu Thiên Lôi khó chịu, hắn một thanh đứng lên, chỉ trích nói, tiểu tử, ngươi rất chảnh a. La Quân cười ha ha, cũng không để ý tới Chu Thiên Lôi, xong Lưu Cảnh Thiên nói ra, lão ca, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào a. Lưu Cảnh Thiên nói ra, bỉ nhân họ Lưu, Lưu Cảnh Thiên. La Quân liền nói ra, há, là Lưu lão ca a. Ngươi cái này thủ hạ giống như không hiểu gì lễ phép a. Bất quá không sao, ta có thể thay ngươi quản giáo quản giáo. Hắn nói xong cũng đứng lên, xong Chu Thiên Lôi nói ra, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Chu Thiên Lôi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, thế nào, người muốn xen vào dạy ta? La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, không sai, không được sao. Chu Thiên Lôi trong mắt lóe lên tức giận, hắn cũng là số một mãnh nhân, làm sao có thể đủ chứa nhẫn La Quân cuồng vọng như vậy vô lễ. Hắn cười lạnh một tiếng, liền nói ra, tốt, ta liền đến đo cân nặng ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chu Thiên Lôi nói xong liền sải bước hướng La Quân vượt đến. Vừa sải bước ra chính là một thước rưỡi khoảng cách. Trong nháy mắt, giống như Thái Sơn sụp đổ, kình phong cuồng mãnh. Chu Thiên Lôi bàn tay như to lớn bổ phiến, nhất trưởng liền chém giết hướng La Quân lồng ngực. Một trưởng này chính là bát quái trưởng bên trong đại xuất bi thủ, sắc bén cùng cực. Hình ý như bắt tôm, bát quái như ma sát, thái cực như mỏ cá. Hình ý có băng kính, một băng phía dưới thâm nhập cốt tủy, đau đớn khó nhịn. Mà bát quái trưởng chính là ma sát kình, kình lực như hình xoắn ốc, không gì không phá. Cái này Chu Thiên Lôi bát quái trưởng hung mãnh cùng cực, một trưởng này đại xuất bi thủ càng là rất được bát quái chân tùy. La Quân chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, cái kia đại xuất bi thủ đã đến trước ngực. Một trưởng này nếu thật là đánh trúng, La Quân lá phổi lập tức liền muốn bị chấn nát, tại chỗ thổ huyết mà CSS. Liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân đột nhiên lui lại nửa bước. Tiếp lấy điểm ra thiên huyền chỉ kính. Cái này thiên huyền chỉ kính lập tức liền như một đạo lợi kiếm đâm thẳng Chu Thiên Lôi xuất bi thủ. Lấy điểm phá diện, La Quân hóa giải có thể xưng tinh diệu. Chu Thiên Lôi thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, hắn lập tức hóa trưởng vì cầm nã thủ, cánh tay như linh xà chập trùng, đột nhiên thì bắt hướng La Quân thủ đoạn.
La Quân gặp hắn cầm nã thủ bắt tới, lại là lập tức hóa chỉ kính vì sở trường cổn lôi quyền ấn, tiến lên trước một bước, đột nhiên oanh sát mà đi. La Quân cái này mấy lần biến hóa, hư hư thực thực, biến hóa như quỷ thần khó đoán. Chu Thiên Lôi hãi nhiên thất sắc, bởi vì La Quân cổn lôi quyền ấn bên trong ẩn chứa một cỗ băng kính, tăng thêm xông vào tốc độ quá nhanh. Giống như xe lửa tiến đến lúc, chấn động đường sắt. Hắn căn bản nhiếp bắt không được, nếu như hắn khăng khăng bắt, ngay lập tức sẽ bị cổn lôi quyền ấn oanh sát. Chu Thiên Lôi không thể không lui, hắn cấp tốc thu tay lại, thiểm điện lui lại. Đúng lúc này, La Quân thi triển ra linh dương móc sừng huyền diệu thân pháp. Người như chớp giật hướng phía trước vào tới, tiếp lấy nhất trưởng khắc ở Chu Thiên Lôi trên lồng ngực. Phanh một tiếng, Chu Thiên Lôi cả người bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Nếu không phải La Quân thủ hạ lưu tình, cái này Chu Thiên Lôi liền đã CSS. Lưu Cảnh Thiên, Lộ Bất Quy còn có Tề Đông Lai cái này một nhóm người toàn bộ đều nhìn ngốc. Bọn họ biết La Quân mãnh liệt, lại không nghĩ rằng La Quân mãnh liệt đến nước này. Chu Thiên Lôi là siêu cấp mãnh nhân, xé xác hổ báo, dũng mãnh vô song. Có thể mọi người chỉ nhìn thấy hắn vừa phóng tới La Quân, tiếp lấy thì bay ra ngoài. Vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài, một màn này đối với Lưu Cảnh Thiên mọi người mà nói, là cực rung động. Hảo công phu, Lộ Bất Quy đột nhiên đứng lên, tiếp lấy thì hướng La Quân xuất thủ. Lộ Bất Quy tuy nhiên kinh ngạc La Quân lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ, cho nên cũng sẽ không bị cái chảng diện này lừa gạt đến. Đọ sức chỉ ở trong nháy mắt, La Quân trong nháy mắt đem Chu Thiên Lôi đánh bay, cũng không có nghĩa là La Quân thì so Chu Thiên Lôi lợi hại vô số lần. Lộ Bất Quy công phu là tại Chu Thiên Lôi phía trên, cho nên hắn hiện tại vẫn là có lòng tin xuất thủ. Lộ Bất Quy là hình ý quyền cao thủ, người như mãnh hổ hạ sơn, bổ nhào về phía trước lại một kéo, đây là hung mãnh hổ hình quyền. Trong nháy mắt, Lộ Bất Quy đúng như một đầu hoa ban đại hổ, khí thế sắc bén mà hung mãnh. Kình phong cút cút, La Quân đối mặt Lộ Bất Quy song quyền kéo giết, cảm giác được Lộ Bất Quy song quyền giống như to lớn cây kéo, trong nháy mắt liền muốn đem hắn cắt thành hai đoạn. Trên thực tế, Lộ Bất Quy song chảo ngậm tuyệt xuyên mạnh kình, lại ẩn chứa phân cân thác cốt thủ phương pháp. Một khi kéo bên trong La Quân, lập tức liền muốn La Quân đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này, La Quân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy linh dương móc sừng thân pháp tránh né. Người như ở trong núi lao nhanh sơn dương, đột nhiên gián Lộ Bất Quy chảo phong thoát ra ngoài. La Quân linh dương móc sừng thi triển vô số lần, nhưng không ai có thể bắt được linh dương móc sừng biến hóa. La Quân cấp tốc đi vào Lộ Bất Quy sau lưng, không đợi Lộ Bất Quy trở lại, hắn đột nhiên một chân tấn mãnh đạp quá khứ. Phanh một tiếng, La Quân một cước này thật sự đạp ở Lộ Bất Quy trên mông. Lộ Bất Quy cả người lập tức ngã bay ra ngoài, ngã cái chụp ếch, chật vật không thôi. Hai đại mãnh tướng, toàn bộ tại La Quân trên tay sống không qua vừa đối mặt. Nếu như nói Chu Thiên Lôi bị đánh bại còn có thể là La Quân may mắn. Nhưng Lộ Bất Quy cũng rơi kết cục này, Lưu Cảnh Thiên giờ khắc này đối La Quân không khỏi kinh hồn bạt vía. Bây giờ xem ra, Tề Đông Lai đưa tại La Quân trên tay quả nhiên là không có chút nào oan. Giải quyết hai đại cao thủ về sau, La Quân hướng Lưu Cảnh Thiên liền ôm quyền, nói ra, Lưu lão ca, ta biết ngươi cái này 100 vạn không tốt cầm. Ngươi nhìn ta cái này hai tay công phu tạm được. Lưu Cảnh Thiên đứng lên, hắn là cái vô cùng có lòng dạ người. Cười ha ha, nói ra, La lão đệ công phu thật sự là tuấn a, bội phục, bội phục. Ta hai cái này huynh đệ không hiểu lễ nghĩa, tự tiện động thủ, là ta quản giáo không nghiêm, mong rằng La lão đệ rộng lòng tha thứ. La Quân cũng cười ha ha, nói, dễ nói, dễ nói. Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy đứng lên, hai người xấu hổ đứng ở Lưu Cảnh Thiên sau lưng. Lúc này, Lưu Cảnh Thiên lấy ra một tờ kim tạp, gác qua trên bàn trà, sau lại đẩy lên La Quân trước mặt. Nói ra, đây là 100 vạn, mật mã là 6 cái 8, La lão đệ cất kỹ. La Quân mỉm cười, nói ra, cái kia liền đa tạ Lưu lão ca. Lưu Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, bất quá ta xuất thủ không nhẹ không nặng, thương tổn Lưu lão ca hai vị huynh đệ. Tiền này thì cho hai vị huynh đệ qua dưỡng thương đi. Hắn nói xong lại đem cái kia kim tạp giao cho Lưu Cảnh Thiên. Một màn này, lập tức để Lưu Cảnh Thiên mọi người sửng sốt, ngay cả Đinh Hàm cũng sửng sốt. Mọi người hoàn toàn không hiểu rõ La Quân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, tiến tới là bằng hữu. Hai vị huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết,
các ngươi sẽ không tiếp thụ ta cái này điểm tâm ý a. Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy cũng là không khỏi rượu, hoàn toàn xem không hiểu trận này cố sự. Ngược lại là Lưu Cảnh Thiên trầm ổn, nói ra, Thiên Lôi, Bất Quy, nếu là La lão đệ tâm ý, các ngươi cũng không cần cự tuyệt. 100 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy cũng phải vì đó tâm động, và lại trong lòng hai người rõ ràng, chính mình căn bản là không có thụ thương. Bất quá dưới mắt, Lưu Cảnh Thiên lên tiếng, hai người liền nhận lấy kim tạp. Còn không cảm ơn La lão đệ, Lưu Cảnh Thiên còn nói thêm. Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy lập tức ôm quyền nói ra, đa tạ La huynh. La Quân cười ha ha, nói ra, khách khí, hai vị huynh đệ. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lưu Cảnh Thiên nói ra, đã hiểu lầm tất cả mọi người giải khai, La lão đệ, vậy chúng ta thì vừa uống vừa trò chuyện. La Quân mỉm cười, nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn mới vào đến, phách lối cuồng vọng, nhưng lại tại chiếm hết ưu thế sau khách khí, đây chính là La Quân thủ đoạn. Nếu như hắn vừa mới tiến đến khách khí, như vậy không ai sẽ để ý hắn. Cảm thấy hắn là không có thủ đoạn, mà đang thi triển bản sự sau khách khí, mọi người liền sẽ kính sợ. Sau đó, Lưu Cảnh Thiên lại đối Tề Đông Lai đám người nói, các ngươi còn không lui xuống đi. Tề Đông Lai ba người như gặp đại xá, lập tức lui ra ngoài. Đợi ba người này sau khi đi, thịt rượu cũng liền lên. La Quân cùng Đinh Hàm cùng Lưu Cảnh Thiên ba người nhập tọa. Lưu Cảnh Thiên nâng chén nói ra, La lão đệ, đến, ta mời ngươi một chén. Ta tại Hải Tân thành phố nhiều năm, giống như ngươi ưu tú người trẻ tuổi còn là lần đầu tiên gặp. La Quân cười một tiếng, nói ra, Lưu lão ca khách khí, về sau mọi người thì là bạn tốt. Có gì cần phải ta La Quân, ngươi một mực mở miệng. Lưu Cảnh Thiên cười ha ha, nói ra, lão đệ là người sảng khoái a. Hắn trong lòng cũng là nhất động, giống La Quân lợi hại như vậy nhân vật, kết giao, tạo mối quan hệ tự nhiên là không có chỗ xấu. Bất quá trong lòng hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nghĩ đến La Quân đến là có chuyện gì cần chính mình hỗ trợ. Lưu Cảnh Thiên là người thông minh, đã nhìn ra La Quân là có ý đến kết giao. Giờ này khắc này, hai người đều là đang thử thăm dò giai đoạn. Tuy nhiên như thế, hai người mặt ngoài đều là nói thiên hoa loạn trụy, giống như kiếp trước cũng là huynh đệ giống như. Đinh Hàm ở một bên cũng không chen lời vào. Bất quá lập tức, Lưu Cảnh Thiên thì hướng La Quân hỏi Đinh Hàm, nói ra, vị này nhất định là đệ muội a. La Quân cũng không dám cùng người đường đường chính chính giới thiệu, nói Đinh Hàm là mình nữ nhân. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, đây là ta Hàm tỷ. Lưu Cảnh Thiên nao nao, có chút mơ hồ, hắn cũng không thâm cứu, vô cùng có hàm dưỡng xông Đinh Hàm đưa tay nói ra, người tốt, bỉ nhân Lưu Cảnh Thiên. Đinh Hàm cũng đưa tay, nói ra, Đinh Hàm. Hai người một nắm liền phân ra. Rất nhanh, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. La Quân cũng liền thẳng lời nói thẳng, nói, Lưu lão ca a, ta biết trong lòng ngươi nhất định cũng rất nghi hoặc. Ta tìm ngươi đến là làm gì đúng không? Lưu Cảnh Thiên gặp La Quân thẳng lời nói thẳng, cũng liền không che giấu, nói ra, ta xác thực có chút kỳ quái. La Quân liền nói ra, ta biết quán ba một con đường là Lưu lão ca ngươi phạm vi quản hạt. Ta không có đường, liền muốn tại quán rượu này một con đường bên trong mở quán rượu. Đến lúc đó, còn hy vọng Lưu lão ca ngươi giúp đỡ lấy điểm. Lưu Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi hoảng nhiên đại ngộ, đồng thời cũng thở phào. Yêu cầu này cũng sẽ không ép buộc, hắn rất lợi hại nguyện ý bán cái thuận nước song thuyền. Thế là lập tức nói ra, La lão đệ a, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi mở quán ba, gặp đến bất kỳ khó khăn, làm ca ca nhất định giúp bận bịu. Ngươi là muốn nhân mạch, đòi người mới, vẫn là muốn mặt tiền cửa hàng, ca ca đều cho ngươi ôm lấy. Ca ca không phải cùng ngươi khoác lác a, ngươi nói đừng, ca ca khả năng không nhất định giúp được một tay. Nhưng là muốn ở chỗ này mở quán ba, ngươi tìm ca ca ta, đó là tìm đúng người. La Quân lập tức liền nói ra, vậy ta thì cùng ta Hàm tỷ cảm ơn trước Lưu lão ca ngươi. Như vậy đi, ta quán ba khai trương, vốn là hết thảy 6 cỗ. Hiện tại đổi thành 7 cỗ, Lưu lão ca ngươi tính toán một phần. Lưu Cảnh Thiên khoát khoát tay, nói ra, La lão đệ ngươi quá khách khí, ta nói cho ngươi, hoàn toàn không cần. Điểm ấy chuyện nhỏ làm ca ca là hẳn là hỗ trợ. Ngươi nói thêm nữa cũng là xem thường ca ca. La Quân liền cũng đã biết Lưu Cảnh Thiên là thật tâm không thèm để ý. Thế là cũng thì không nói thêm lời, cũng rất bình thường, Lưu Cảnh Thiên loại thân phận này, nơi đó để mắt La Quân một quán rượu cổ phần.
Giờ này khắc này, Đinh Hàm cũng rốt cục hiểu La Quân hành sự hàm nghĩa. Nàng loáng thoáng minh bạch cái này Lưu Cảnh Thiên thân phận, trong nội tâm nàng đầu không khỏi cuồng hỉ. Bởi vì nàng biết có Lưu Cảnh Thiên hỗ trợ, chính mình quán ba liền đã thành công hơn phân nửa. Giờ khắc này, Đinh Hàm đối La Quân sùng bái đã đạt tới phi thường cao một cái độ cao. Sau đó, La Quân cùng Lưu Cảnh Thiên trò chuyện với nhau thật vui. Hai người cũng liền không trò chuyện quán ba sự tình, một mực đàm uống rượu cùng phong tháng. Tiệc rượu qua đi, Lưu Cảnh Thiên cùng La Quân đều say. Hai người say khướt hô hào còn muốn uống, cuối cùng vẫn là Đinh Hàm phù La Quân. Chu Thiên lôi bọn họ đỡ Lưu Cảnh Thiên, như thế mới tính đem bọn hắn phân biệt đưa lên xe. Cái kia Lộ Bất Quy đối La Quân rất có hảo cảm, bởi vì hắn mới kiếm lời 50 vạn. Có thể không cảm tạ La Quân a? Hắn chủ động tới đến Đinh Hàm trước mặt, hỏi, Đinh tiểu thư, cần muốn giúp đỡ đưa La huynh đệ về nhà sao? Đinh Hàm dịu dàng cười một tiếng, nói ra, không cần, ta có thể làm được. Lộ Bất Quy liền nói ra, đường kia bên trên cẩn thận. Đinh Hàm sau khi lên xe, nàng trước giúp La Quân thắt chặt dây an toàn, sau đó mới hít sâu một hơi, đánh lửa khởi động động cơ. Lúc này là 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời mãnh liệt. Đinh Hàm đem xe lui ra ngoài, sau đó lên đường. Cũng là tại lúc này, vốn nên là say không còn biết gì La Quân bỗng nhiên ngồi thẳng người. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Hàm muội, lái xe không tệ nha. Đinh Hàm giật mình, sau đó mới tỉnh ngộ lại, nói ra, ngươi giả say. La Quân cười ha ha, nói ra, Lưu Cảnh Thiên cũng là giả say. Đinh Hàm nói ra, hảo hảo, tại sao phải giả say? La Quân nói ra, cùng một chỗ say rượu càng có thể xúc tiến cảm tình mà. Đinh Hàm mỉm cười, nàng một bên lái xe cẩn thận, vừa nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến muốn đi tìm Lưu Cảnh Thiên hỗ trợ mở quán ba đúng không? La Quân cười một tiếng, nói ra, không, hôm qua qua quán ba là muốn nhìn một chút tình huống. Về sau chọc Tề Đông Lai đám kia lưu manh đơn thuần ngoài ý muốn, sau đó ta thì vừa vặn nghĩ đến Tề Đông Lai phía sau còn có lão đại. Thế là đã cảm thấy tìm phía sau lão đại hỗ trợ, hẳn là bớt đi không ít phiền phức. Hắn đón đến, nói ra, rất nhiều chuyện đều là một bên làm một bên có mục tiêu, tựa như là vận mạng chúng ta. Chỉ có ngươi tại đi đến con đường kia về sau, vận mệnh chi thần mới có thể nhìn ngươi có thích hợp hay không đi làm. Cái gọi là đường ra, đi ra ngoài mới có đường. Khó khăn, buồn ngủ trong nhà luôn luôn khó. Hắn đánh quyền cũng giống như vậy, cùng người động thủ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn ra chiêu gì. Mà là một loại lâm tràng cơ biến. Trong lòng vô chiêu, trên tay có chiêu. Đọ sức thay đổi trong nháy mắt, cùng tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận một dạng. Không nói đến những này, hai người thuận lợi trở lại Bắc Hồ tiểu khu sau. Đinh Hàm cho La Quân rót một ly nước đun sôi để nguội. Sau đó lại giúp La Quân xoa bóp thái dương huyệt. La Quân thực một chút sự tình đều không có, nhưng là Đinh Hàm ôn nhu như vậy, hắn cũng liền mừng rỡ hưởng thụ. Lưu Cảnh Thiên thực biết giúp chúng ta không? Đinh Hàm đột nhiên hỏi. La Quân nói ra, sẽ, đối với hắn mà nói là tiện tay mà thôi. Ta đã hướng hắn chứng minh ta giá trị, hắn không có khả năng không làm cái này thuận nước dong thuyền. Bất quá Lưu Cảnh Thiên nói đến nên tính là người làm ăn, hắn không sẽ cùng ta thâm giao. Ta cũng sẽ không cùng hắn thâm giao. Mọi người lẫn nhau giúp đỡ a. Đinh Hàm cười một tiếng, nói ra, không nên nói là lợi dụng lẫn nhau sao. La Quân cười ha ha, nói ra, sử dụng là sử dụng người khác, tổn hại người khác. Giúp đỡ là lẫn nhau đều có chỗ tốt, Hàm muội, người có chút văn hóa có được hay không? Đinh Hàm tâm tình thật tốt, hờn dỗi một tiếng, nói ra, ta thế nhưng là kém chút đi thi thạc sĩ, ngươi liền trung học đều không đi qua. Lại dám nói ta không học thức. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi là vạn quyển sách, ta là đi vạn dặm đường. Phương thức khác biệt, nhưng đều trăm sông đổ về một biển. Đây cũng là vạn pháp quy nhất. La Quân mặc dù không có tránh thức tiến vào học đường, nhưng sư phụ hắn dạy hắn rất nhiều tri thức, cũng làm cho hắn nhìn rất nhiều sách. Mà lại, La Quân tinh thông ba nước lời nói, theo thứ tự là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa. Không nói đến những này. Vào lúc ban đêm, Lưu Cảnh Thiên thì cho La Quân gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại, Lưu Cảnh Thiên thanh âm vô cùng nhiệt tình, nói ra, La lão đệ, ban đêm ta để Lộ Bất Quy đến bồi ngươi đi dạo một vòng chúng ta thành Bắc Khu, ngươi xem một chút chỗ nào thích hợp ngươi mở quán bar. Xác định về sau, hắn giao cho ta, tốt ha. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy thì cảm ơn Lưu lão ca.
Lưu Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, đều là tự gia huynh đệ, người khách khí với ta cái gì. Sau khi nói xong, hai người vừa rồi tắt điện thoại. La Quân sau đó tự Đinh Hàm, nói là đợi chút nữa cùng đi tuyển mở quán ba địa chỉ. Đinh Hàm nghe được sự tình tiến triển nhanh như vậy, cũng là cao hứng không thôi. Nửa giờ sau, Lộ Bất Quy lái một chiếc dài hơn lao vụt dựa theo địa chỉ tìm đến. Lộ Bất Quy đối La Quân cùng Đinh Hàm tương đương tôn kính cùng khách khí, đây đều là cái kia 50 vạn có tác dụng. Lưu Cảnh Thiên tiền đưa ra ngoài, khẳng định không có ý tứ lại tìm thủ hạ đem tiền muốn trở về. Lộ Bất Quy lái xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đinh Hàm ngồi ở phía sau. La Quân sở dĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đó là đối Lộ Bất Quy một loại tôn trọng. Nếu như hắn cùng Đinh Hàm hai người ngồi tại sau lưng, liền đem Lộ Bất Quy xem như tài xế. La Quân tuy nhiên bình thường cả lơ phất phơ, bất cần đời. Nhưng là đối với nhân tình thế thái lại là rất rõ ràng. Lúc này là buổi tối 7 giờ, trong màn đêm thành thị tràn ngập phồn hoa đèn neon. Đường cái bên trên ngựa xe như nước. Hải Tân thành phố là cái thành phố du lịch, vẫn luôn rất náo nhiệt phồn hoa. Lộ Bất Quy lái xe bay thẳng đến quán ba một con đường bên kia chạy mà đi. La Quân theo Lộ Bất Quy có một gốc giả không có một gốc giả trò chuyện, bầu không khí hòa hợp mà nhẹ nhõm. Lộ Bất Quy cũng không hỏi La Quân mảnh, trên thực tế, hắn đã biết La Quân một số mảnh. Là Lưu Cảnh Thiên để hắn đi thăm dò. Hắn sở được đến tin tức thì là La Quân trước mắt tại Lệ Nhân công ty làm bảo an, cùng Mộc Tĩnh nữ nhân này quan hệ cũng không tệ. Trước đó liên lụy tới một cọc án giết người bên trong các loại. Nhưng là cụ thể, cùng trời nhẫn sinh tử lôi, Dương thị tập đoàn các loại. Lộ Bất Quy cấp bậc này đều là tia, a không được. Lưu Cảnh Thiên cùng Lộ Bất Quy ra kết luận là, La Quân thân phận thần bí, dụng ý không rõ. Có thể kết giao, nhưng không thâm giao. Rất nhanh, Lộ Bất Quy đem lái xe tiến quán ba một con đường. Trên con đường này vẫn là như vậy náo nhiệt, phồn hoa. La Quân cùng Đinh Hàm đem chú ý lực đều phóng tới ven đường quán ba bên trên. Nơi này quán ba rất nhiều, nhưng cũng không phải là sở hữu quán ba sinh ý đều tốt. La Quân cùng Đinh Hàm muốn mở quán ba, nhất định phải bàn xuống một nhà quán ba lần nữa khai trương. Từ vừa mới bắt đầu, La Quân liền quyết định đem rượu đi mở tại quán ba một con đường. Đinh Hàm lúc đầu cảm thấy không cần thiết tới nơi này tụ tập, có thể tại nơi khác đi mở. La Quân lại khác ý, nói ra, quán ba một con đường là Hải Tân thành phố một cái phù hào, chúng ta không thể sợ hãi đối thủ cạnh tranh nhiều. Chúng ta muốn để đối thủ cạnh tranh hại sợ chúng ta. Đây chính là La Quân tự tin. À, đúng lúc này, La Quân ánh mắt bỗng nhiên bị bên trái một vùng tăm tối tòa nhà lớn hấp dẫn. Cái này hắc ám tòa nhà lớn lộ ra hạc giữa bầy gà, bởi vì bốn phía đều là quán bar, đều là đèn neon huy hoàng. Có thể cái này mảnh hắc ám tòa nhà lớn lại là im ắng, giống như là bị thế giới quên lãng. Mà lại, cái này hắc ám tòa nhà lớn khá lớn, khu vực cũng không tính kém. Lộ huynh, dừng xe, La Quân nhất chỉ cái kia hắc ám tòa nhà lớn, hỏi, cái kia chàng đen xì tòa nhà lớn là tình huống như thế nào? Lộ Bất Quy dừng xe. Hắn nhìn về phía cái kia hắc ám tòa nhà lớn, ánh mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Theo rồi nói ra, cái này tòa nhà lớn trước kia là quán ba một con đường bên trong lớn nhất, sinh ý rượu ngon nhất đi. Gọi là Kim Sắc Niên Hoa quán ba. Về sau bên trong tuổi trẻ bà chủ bị người mưu sát, về sau, cái này quán rượu thì đóng cửa. La Quân lập tức nói ra, bao lâu chuyện lúc trước tình. 3 năm trước đây, Lộ Bất Quy nói ra. Ninh Hàm ở một bên nghe. Nàng nhìn về phía hắc ám tòa nhà lớn, không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ âm khí âm u. Nàng cảm thấy cái kia hắc ám tòa nhà lớn bên trong tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn nàng. Ninh Hàm không tự chủ được dùng mình một cái, nói ra, La Quân, chúng ta đi thôi. Ta cảm thấy nơi này là lạ. La Quân gặp Ninh Hàm xác thực sợ hãi, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt a, chúng ta về trước đi. Lộ Bất Quy không khỏi nói. Không tiếp tục xem nhìn nơi khác sao. La Quân nói ra, không cần. Lộ Bất Quy cảm thấy kỳ quái, nhưng La Quân ý tứ kiên định, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Ngay sau đó lái xe đem hai người đưa về Bắc Hồ tiểu khu. La Quân cũng không xuống xe, mà chính là để Đinh Hàm đi về nghỉ trước. Hắn nói ra, ta còn có chút sự tình muốn cùng Lộ huynh đàm, Đinh Hàm ngươi đi ngủ sớm một chút. Đinh Hàm trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng nàng cũng không phải là tiểu nữ hài, cho nên cũng không dễ lại biểu hiện ra ngoài.
La Quân dàn xếp Đinh Hàm, sau đó nói với Lộ Bất Quy, đi thôi, chúng ta lại đi cái kia hắc ám tòa nhà lớn nhìn xem. Lộ Bất Quy nổ máy xe, nói ra, cái chỗ kia có chút tà môn. La Huynh, ta biết người bản sự rất lớn, nhưng là thần quỷ sự tình, vẫn là không muốn mạo phạm tốt. La Quân nhìn ra Lộ Bất Quy cũng sợ hãi cái chỗ kia, hắn không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Con hàng này tính cách bên trong thì có hiếu kỳ một mặt, hiện tại cũng là không mở quán bar, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn đồng thời nói ra, ta cũng cảm thấy chỗ kia tà môn, Kim Sắc Niên Hoa quán bar đã trước kia là lớn nhất quán bar, làm sao lại bởi vì CS bà chủ, sau đó 3 năm không khai trương. Đến bên trong còn chuyện gì phát sinh? Lộ Bất Quy nói ra, Kim Sắc Niên Hoa quán bar tại bà chủ sau khi CS, lập tức liền có người tiếp nhận quán rượu này. Vị kia tân lão bản còn muốn hảo hảo triển khai kế hoạch lớn, dự định sửa chữa. Nhưng là tại cái kia tân lão bản tiếp nhận ngày thứ hai, vị lão bản kia thì CS. Khi CS đợi thất khiếu chảy máu, thân thể huyết nhục không hề, chỉ có một miếng da. Tóm lại phi thường khủng bố. Đón đến, Lộ Bất Quy tiếp tục nói, về sau, cảnh sát tham gia điều tra, cũng không có TA ra cái như thế về sau. Có mấy cái cảnh sát ban đêm tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba trực ban, muốn xem rõ ngọn ngành. Về sau mấy cái kia cảnh sát cũng CS, tử trạng cùng lão bản kia một dạng. Chuyện này lúc ấy tại Hải Tân thành phố náo mưa gió, về sau quan phương bác bỏ tin đồn, trấn áp, như thế mới chìm xuống. Địa phương thị ủy bí thư Trương bí thư cảm thấy Kim Sắc Niên Hoa quán ba tà khí, muốn đẩy hủy Kim Sắc Niên Hoa quán ba. Nhưng ngay trong đêm đó, Trương bí thư cũng sinh một trận bệnh nặng. Chuyện này thì mắc cạn, mà chờ thành phố Trương bí thư sau khi khỏi bệnh, hắn hạ lệnh, người nào cũng không cần lại đến động Kim Sắc Niên Hoa quán ba. Về sau, cũng có hiếu kỳ thám hiểm người tiến vào Kim Sắc Niên Hoa quán ba, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn đều CS. Lộ Bất Quy nói ra, ta là luyện võ người, biết rõ được khí chính làm theo dương cương đạo lý. Nhưng là ta tại Kim Sắc Niên Hoa bên ngoài đợi qua, cái kia một loại thâm nhập cốt tủy oán khí cùng âm khí bay thẳng ta não đỉnh. Ta dám khẳng định, nếu như ta thật đi vào, khẳng định sẽ bị tâm ma xâm lấn, CS ở bên trong. La Quân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nói ra, vậy mà thật có quỷ dị như vậy sự tình. Lộ Bất Quy nói ra, thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Chúng ta có đôi khi vẫn là muốn tin tà tốt. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên nói ra, nếu là ta bây giờ nghĩ tiếp nhận Kim Sắc Niên Hoa, chính sách bên trên có thể cho phép sao? Lộ Bất Quy không khỏi thất sắc, nói ra, Trần Huynh, ngươi không cần thiết không thể a. La Quân cười ha ha, nói ra, Lộ Huynh, ta chính là hỏi một chút, ngươi đừng kích động a. Ngươi thì nói cho ta biết, chính sách bên trên có thể làm sao. Lộ Bất Quy nghe xong lời này liền biết La Quân là chưa từ bỏ ý định, hắn liền nói ra, chính sách bên trên là không có vấn đề, bởi vì Trương Bí Thư đã điều nhiệm. Đối với Kim Sắc Niên Hoa tới nói, chính phủ đều cảm thấy là cái tỉ vết. Nếu là có người có thể phá cái này ma chú à, chính phủ là hoan hỉ. Còn có, Kim Sắc Niên Hoa chủ phòng cũng đặc biệt hy vọng có người có thể đem mua đi. La Quân tâm tư lập tức hoạt lạc, cái kia Kim Sắc Niên Hoa khu vực không tệ, mà lại diện tích đủ lớn. Hiện tại lại khó mà tuột tay, nếu như mình mua lại, khẳng định giá cả tiện nghi. Bất quá, La Quân cũng biết Kim Sắc Niên Hoa bên trong khẳng định là tồn tại một số khó mà giải thích đồ, vật. Hắn nếu như chính mình không giải quyết, như vậy cũng khẳng định không cách nào thuận lợi mở quán bar. Lộ Bất Quy vừa lái xe, một bên tận tình khuyên bảo nói ra, La Huynh, người muốn mở quán bar, lựa chọn có rất nhiều. Kim Sắc Niên Hoa cái địa phương này, tràn ngập quá nhiều quỷ dị cùng nguy hiểm, người không cần thiết mạo hiểm như vậy. La Quân mỉm cười, nói ra, Lộ Huynh, bất kể như thế nào, chúng ta đều đi trước Kim Sắc Niên Hoa nhìn xem, được không? Lộ Bất Quy gặp La Quân kiên trì, cũng thì không nói thêm lời. Bất quá hắn vẫn là nói, La Huynh, đi xem có thể, nhưng là ngươi không thể đi vào. Ta coi ngươi là bạn, không hy vọng ngươi có việc. La Quân nói ra, được. Không bao lâu, hai người lần nữa đi vào Kim Sắc Niên Hoa quán ba phía trước. Xe dừng lại, Lộ Bất Quy cùng La Quân xuống xe. Cái kia Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước mặt một đoàn hắc ám, còn bên cạnh quán ba cũng rất là náo nhiệt. Khí trời là khô nóng khó nhịn. Nhưng là đứng tại Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước mặt, lại cảm giác được một loại thấu xương hàn ý. Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước mặt tràn ngập rách nát, đại môn kia đã kéo xuống cánh cửa xếp bên trên tràn ngập rỉ sắt.
Cái kia kim sắc niên hoa bảng hiệu chữ lớn cũng rơi hai cái, chỉ có thể nhìn thấy chữ vàng cùng hoa chữ, hơn nữa còn là cong vẹo. Đèn neon cùng dây điện đều lộ ra. Về phần kim sắc niên hoa bên trong đến là cái gì cảnh tượng, cái kia lại là không được biết. La Quân đứng tại kim sắc niên hoa phía trước, hắn cảm thụ được thấu xương hàn ý. Lần này, hắn là chân chân thực thực cảm nhận được một loại thấu xương âm khí. La Quân cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, tại cánh cửa xếp bên trong, cái kia âm khí là như thế nào lăn lộn mãnh liệt. La Quân thất sắc, hắn tung hoành ngang dọc quốc tế nhiều năm, giết người vô số. Cũng là tại ngôi mộ bên trong cũng đợi qua, âm khí mãnh liệt địa phương cũng đi qua. Có thể giống cái này kim sắc niên hoa như thế âm khí nồng đậm địa phương, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Liền xem như hắn dạng này cao thủ, đối mặt loại địa phương này đều có chút trong lòng run sợ. Huống chi là những người bình thường kia. La Quân lâm vào trầm tư, hắn không có tùy tiện mở cửa đi vào. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này kim sắc niên hoa là tại quán ba một con đường bên trong, nơi này là phồn hoa trung tâm, nhiều người, dương khí trọng. Không có khả năng như thế tụ âm. Tổ phần tụ âm, phúc ấm đời sau. Bất quá tổ phần chỗ tụ âm là một loại tinh khiết âm khí. Nhưng cái này kim sắc niên hoa bên trong âm khí đã chuyển đổi thành oán khí, loại này oán khí đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Lộ Bất Quy đứng tại La Quân bên người, hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Nơi này oán khí để hắn cảm thấy e ngại. La huynh, chúng ta trở về đi. Lộ Bất Quy nhịn không được nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt ha. Lộ Bất Quy thở phào, sau đó, hai người quay người hướng xe Mercedes đi đến. Bất quá ở trên xe thời điểm, La Quân cũng không có đi theo đi lên. Mà là tại bên ngoài ngăn cách kiếng xe đối Lộ Bất Quy cười một tiếng, nói ra, Lộ huynh, ta còn muốn qua trong quán ba uống một chén, người đi về trước đi. Lộ Bất Quy không khỏi cười khổ, nói ra, La huynh, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta biết ngươi là có quyết đoán người, nhưng ngươi nhất định muốn vạn sự cẩn thận nhiều. Cái này kim sắc niên hoa ngươi cũng cảm nhận được, tuyệt đối không phải dân gian nghe nhầm đồn bậy. La Quân cảm thụ ra Lộ Bất Quy chân thành quan tâm, hắn hơi hơi cảm động, cũng nói, Lộ huynh yên tâm, ta từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Lộ Bất Quy ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, từ lái xe qua. La Quân tiếp lấy liền lấy điện thoại di động ra cho Lâm Thiến Thiến đánh tới. Lúc này vẫn chưa tới 8 giờ, thời gian còn sớm. Lâm Thiến Thiến bên kia mới từ sở cảnh sát đi ra liền tiếp vào La Quân điện thoại. La Quân nói ra, Lâm đội trưởng, tại bận rộn gì sao? Lâm Thiến Thiến đối La Quân một mực có hảo cảm, nghe vậy cởi mở cười một tiếng, nói ra, vội vàng vì nhân dân phục vụ đâu, người cái tên này mỗi lần gọi điện thoại cho ta đều không chuyện tốt, nói đi, có chuyện gì? La Quân cười ha ha, nói ra, muốn mời ngươi đến quán ba một con đường đến uống rượu đi ba, phần mặt mũi a. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi nếu là có chính sự, ta liền đến. Muốn là thuần túy uống rượu, ngươi vẫn là tìm ngươi Hàm tỷ đi. La Quân liền nói ra, thật là có chút chuyện hướng ngươi thỉnh giáo. Lâm Thiến Thiến nói ra, há, chuyện gì? La Quân nói ra, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Lâm Thiến Thiến cũng không kiên trì, nói ra, tốt ha, ngươi nói xác thực địa chỉ, ta cái này liền đến. La Quân ngay sau đó ngẩng đầu, hắn trông thấy một nhà Tô Hà quán ba, ngay sau đó liền nói ra, Tô Hà quán ba biết ha. Lâm Thiến Thiến nói ra, biết. La Quân nói ra, tốt, ở chỗ này gặp mặt. Nửa giờ sau, Lâm Thiến Thiến một thân màu xanh ngọc cảnh phục, tư thế hiên ngang đi vào Tô Hà quán ba. La Quân đang ngồi ở quầy ba trước, hắn gặp Lâm Thiến Thiến, lập tức liền chào hỏi. Trong quán ba người gặp Lâm Thiến Thiến, đều có chút hiếm lạ. Đồng thời có chút kiêng kỵ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Thiến Thiến bộ trang phục này, tuyệt đối mỹ lệ mà khí khái hào hùng. Xưng hô nàng là cảnh hoa, đó là danh phó thực. Lâm Thiến Thiến cũng không để ý tới người khác ánh mắt, đi vào La Quân ngồi xuống bên người. Uống gì, ta mời khách, La Quân nói ra. Lâm Thiến Thiến nói ra, đến chén khai vị rượu vang đỏ là được. La Quân liền nói với người pha rượu, khai vị rượu vang đỏ. Người pha rượu kia ứng. Rất nhanh, người pha rượu giao cho Lâm Thiến Thiến khai vị rượu vang đỏ. Lâm Thiến Thiến cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó nàng mới nói với La Quân, nói đi, muốn hỏi ta vấn đề gì. La Quân uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, nói ra, kim sắc niên hoa quán ba, người biết không?
Lâm Thiến Thiến lập tức biến sắc, nàng trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh hãi, sau đó qua thật lâu mới lên tiếng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói ra, ta nhìn chúng kim sắc niên hoa quán ba, muốn ở nơi nào mở quán rượu đứng lên. Lâm Thiến Thiến lập tức nói ra, ngươi điên đi, ý nghĩ này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chỗ nào không thể chạm vào. La Quân trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu nói ra, ngươi cảm thấy trên đời này có quỷ sao? Lâm Thiến Thiến uống một miệng lớn rượu vang đỏ, khuôn mặt nàng lập tức kiều mị hồng nhuận. Sau đó, nàng mang theo một tia phẫn uất, nói ra, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là khoa học, vô thần luận. Mặc kệ bà ngoại ta đã nói với ta nông thôn quỷ hỏa, một số nước chuyện ma các loại. Nhưng là ta xưa nay không tin tưởng trên đời có quỷ, ta cảm thấy hết thảy đều hẳn là có thể dùng khoa học phương thức để giải thích. Nàng nói đến chỗ này ngừng một lát, còn nói thêm, thế nhưng là, thì mẹ, tại kim sắc niên hoa quán ba trong chuyện này. Ta hết thảy lý luận, khoa học tri thức toàn bộ đều bị phá vỡ. Ngươi không biết, khi ta nhìn ta đồng sự từng cái CS, S tại kim sắc niên hoa trong quán ba, ta là cảm giác gì? Bọn họ được mang ra lúc đến đợi, trên thân chỉ còn lại một miếng da, cùng xương cốt. Sở hữu huyết nhục đều bị hút đi. Lâm Thiến Thiến tiếp tục nói, đó là một loại ta hiện tại nhớ tới đều sẽ dùng mình tràng diện, thật đáng sợ, ngươi biết không, La Quân. La Quân nhìn ra Lâm Thiến Thiến trong mắt toát ra chân thực hoảng sợ. Hắn cũng nhíu mày. Lâm Thiến Thiến còn nói thêm, về sau pháp y kiểm nghiệm qua những đồng sự đó ra thịt, người biết đạt được là cái gì kết luận sao? La Quân không khỏi hỏi, cái gì kết luận? Lâm Thiến Thiến nói ra, pháp y nói bọn họ tử vong thời gian là đồng thời, loại này huyết nhục bị hút đi, da không có chút nào thương tổn, không có bất kỳ cái gì khoa học thủ đoạn có thể đạt tới. La Quân uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, hắn nói ra, về sau đâu? Về sau các ngươi không còn có phái người đi vào qua kim sắc niên hoa trong quán ba. Lâm Thiến Thiến nói ra, về sau ta tổ chức qua 100 người, trên thân mang máu châu tiến kim sắc niên hoa trong quán ba. La Quân không khỏi hưng phấn lên, nói ra, kết quả đây. Lâm Thiến Thiến nói ra, không có kết quả gì, còn không tiến vào, thì có 10 người điên. Người phía sau làm sao cũng không dám tiến vào, lúc ấy tình huống rất lợi hại quỷ dị, ta cũng không dám tiến vào. Lại về sau, Trương Bí Thư nói muốn phá hủy kim sắc niên hoa quán ba, thế nhưng là về sau Trương Bí Thư lại được bệnh nặng, sau khi tỉnh lại, cũng không dám lại đối kim sắc niên hoa quán ba động niệm đầu. Muốn giải quyết kim sắc niên hoa quán ba, trừ phi là cách không phát xạ đạn đạo đến, nhưng là cái này là thời đại hòa bình, làm sao có thể chứ? La Quân nói ra, các ngươi liền không có đi tìm đạo gia cao nhân đến xem thử đây là cái gì tình huống, nhìn xem có thể hay không siêu độ. Lâm Thiến Thiến nói ra, lúc ấy kim sắc niên hoa quán ba đã là mưa gió, lời đồn nổi lên bốn phía. Về sau quan phương phát ra cấm lệnh, lại là bác bỏ tin đồn, lại là trấn áp. Cho nên sẽ không có người lại công khai mời đạo sĩ đến tố pháp sự, bất quá tự mình, chúng ta thật mời qua một số cao nhân tới. Đều không ngoại lệ là, cao nhân cũng đều CS, sau khi CS, chỉ còn da thịt cùng cốt nhục. La Quân nói ra, cái này thật đúng là không phải bình thường quái thật đấy. Lâm Thiến Thiến nói ra, cho nên ta khuyên ngươi, không nên động kim sắc niên hoa lệch ra đầu óc. La Quân nói ra, bất quá a, Lâm đội trưởng, có một câu ta cảm thấy ngươi nói không sai. Cái kia chính là hết thảy đồ, vật, đều có thể lấy khoa học phương thức đến giải đáp. Lâm Thiến Thiến không khỏi quái dị nhìn La Quân liếc một chút, theo rồi nói ra, vậy thì tốt, ngươi dùng khoa học phương thức cùng ta giải đáp kim sắc niên hoa quán ba sự tình. La Quân nói ra, tốt. Ta trước cùng ngươi thảo luận chuyện làm thứ nhất. Cái kia chính là, quỷ là cái gì? Lâm Thiến Thiến nói, quỷ là cái gì? La Quân nói ra, bình thường người mà nói, quỷ là nhân hồn phách. Người sau khi CS, trở thành quỷ, đúng hay không? Lâm Thiến Thiến gật đầu, nói ra, đúng. La Quân nói ra, chúng ta dùng khoa học phương thức để giải thích, người sống, hết thảy tư tưởng, động tác chỉ lệnh đều là đến từ đầu. Đầu ngủ về sau, thân thể liền sẽ không động tác. Trong đầu, chỉ huy người hành động là tư tưởng có thể được xưng là một loại thần kỳ sóng điện não. Nếu như đầu nhận trọng đại thương tổn, người hoặc là CS, hoặc là sẽ trở thành ngu ngốc. Đây là bởi vì sóng điện não bị phá hư, mà người sau khi CS, chúng ta sóng điện não liền sẽ không có gửi lại địa phương, nó hội bay ra thân thể người. Cỗ này sóng điện não thực cũng là mọi người nói tới quỷ hồn. Lâm Thiến Thiến không khỏi nói ra. Người nói những này có cái gì lý luận căn cứ sao? La Quân nói ra,
chỉ nói có quỷ, cái này không khoa học. Dùng sóng điện não để giải thích linh hồn, không phải càng có khoa học căn cứ sao? Lâm Thiến Thiến cảm thấy La Quân nói rất lợi hại mới lạ, thế là nói ra, tốt, ngươi nói tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.